thần cấp ở rể. Chương 61, nhân cơ hội hôn cô. Khách sạn Hoàng Triều xảy ra chuyện ẩu đả lớn như vậy, người sợ hãi nhất không phải là Lâm Thư Âm, mà là bà nội của Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm càng ngày càng hiểu hơn về Diệp Vô Phong, cô thậm chí tin chắc rằng bất cứ điều gì Diệp Vô Phong làm đều đã được suy tính kỹ càng. Ngay cả khi Diệp Vô Phong bị cảnh sát bắt đi, Lâm Thư Âm cũng nghĩ rằng anh nhất định có thể chuyển nguy thành an. Nhưng bà cụ thì lại khác, mặc dù trong buổi họp gia tộc lần trước bà đã lựa chọn tin tưởng Diệp vô phong. Nhưng niềm tin của bà được xây dựng trên cơ sở là nhà họ Bạch chắc chắn sẽ giúp đỡ Diệp vô phong. Lần này, chuyện mà Diệp vô phong làm ra quá lớn, nghe nói nhà họ Mạc bị thương hơn 200 người, Mạc Đông Lôi cũng bị thương nặng. Bà cụ rất là lo lắng, nhà họ Bạch sẽ vì Diệp vô phong mà đưa ra lựa chọn đối địch với nhà họ Mạc lớn mạnh. Lâm Kiến bà cũng nắm lấy cơ hội này, bà nội, cháu nói như thế nào? diệp vô phong này chính là một tên thành công thì ít mà thất bại thì có thừa ngoài việc có một chút võ thuật ra thì cậu ta biết cái gì thư âm quá nuông chiều cậu ta rồi có nhà họ bạch nâng đỡ ở phía sau trước đây đối với việc buôn bán của nhà họ mạc đều làm việc không cẩn thận nhưng mà đau thương súng thật rầm rộ sôi nổi như thế cậu ta sợ là bà nội sống thọ quá đấy bà nội diệp vô phong lần này chắc chắn là ngồi tù rồi cậu ta cũng không nghĩ xem cậu ta rước lấy một cái sọt lớn như thế, tự mình ngồi trồm hổm trong nhà giam không một ai quan tâm. Còn mọi người chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Mạc sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lâm Vĩnh Kiệt cũng nói, mẹ, sự việc lần này quá lớn rồi. Con nghe nói là xã hội đen từ sáu huyện và một tỉnh của thành phố Tam Giang đều đến rồi. Kết quả đều bị Diệp vô phong bọn họ đánh. Thâm thù đại hận như vậy, đắc tội với quá nhiều người, người ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nhà họ Lâm báo thù thôi. Tô Cẩm Tú càng nhát gan sợ phiền phức nói, mẹ, con thấy chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhân lúc còn sớm mà chạy trốn khỏi thành phố Tam Giang này đi. Bà cụ trong lòng rối loạn, hiện tại bà cũng không biết nên quyết định như thế nào, bởi vì nhà họ Lâm chưa từng dính vào biến cố lớn như vậy. Bây giờ, nhà họ Lâm không phải đối mặt với việc phá sản mà là diệt vong. Muốn đi thì các người đi đi, xương cốt của mẹ đều đã già rồi, cho dù chết, cũng tuyệt đối không rời xa quê hương đất trên mộ của bố con vẫn còn mới. Chúng ta đi hết rồi thì ai sẽ tham viếng và đốt giấy tiền vàng bạc cho ông ấy đây? Audio điện tử võ tấn bền Bà cụ khẽ cắn môi, lại thở dài một hơi, cứ giao số phận cho ông trời quyết định đi. Tả Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân tất cả đều suốt ruột xoa xoa bàn tay, âm thầm oán hận việc Diệp vô phong làm ra. Nếu giải quyết không tốt thì con gái thư âm cũng phải chịu liên lụy ngồi tù. Chớp mắt, trời đã tối rồi người nhà họ lâm ai cũng đều không có tâm trạng để ăn cơm chính vào lúc này lâm thư âm và diệp vô phong đã trở về thư âm quay về rồi vẻ mặt tả tiểu thanh ngạc nhiên mừng rỡ chạy đến trước cửa đón tiếp những người khác trong nhà cũng nhao nhao chạy ra mọi người đều vô cùng quan tâm về việc giải quyết hậu quả của sự việc làm dung chuyển trời đất này lâm thư âm nói với bà cụ bà nội khiến bà phải lo lắng cho bọn cháu rồi bà cụ gật gật đầu hỏi diệp vô phong Vô Phong, cảnh sát thả cháu ra rồi sao?" Diệp Vô Phong nói, "Cháu theo cảnh sát quay về cục chỉ để lấy lời khai mà thôi." Mặc dù thành viên bảo vệ của đội chúng con làm bị thương không ít bảo vệ của nhà họ Mạc, nhưng bọn cháu là đứng về phía công lý và thực hiện phòng vệ chính đáng. Ngoài ra thành viên đội bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều cũng có mấy người bị thương. Trong đó có một người tên là Tiểu Lục, cậu ấy chiến đấu hết sức anh dũng, bị bọn họ đâm một nhát trên người, một cánh tay cũng bị đánh gãy hiện tại đã được đưa vào bệnh viện để điều trị rồi. Bà cụ thở phào nhẹ nhõm, cảnh sát có thể xử lý chuyện này theo phép công thì đã là tốt nhất rồi. Bà lo lắng là chuyện với nhà họ Mạc, sau này các cháu định giải quyết hậu quả như thế nào. Diệp vô phong nói, cháu và thư âm quay về là để chào hỏi bà, Mạc Đông Lôi đã hủy đi phòng của khách sạn Hoàng Triều chúng con. Đánh trọng thương các thành viên của đội bảo vệ, món nợ này, bọn cháu nhất định sẽ tính toán rõ ràng với anh ta. Bà cụ hoảng sợ mở to mắt, vô phong, thư âm à. Lẽ nào bọn cháu vẫn còn muốn tìm nhà họ mạc để tính sổ hay sao? Diệp vô phong nói, không sai. Cho dù cảnh sát cho rằng chuyện này không liên quan đến mạc đông lôi. Anh ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đó thôi. Người đưa ra mệnh lệnh phá bỏ là Trần Lão Tứ giám đốc của công ty bọn họ. Hiện nay, Trần Lão Tứ đã sợ tội bỏ trốn rồi. Bên phía cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã và đang đuổi bắt Trần Lão Tứ oan có đầu nợ có chủ trần lão tứ chạy rồi thì cũng không sao bọn cháu bị hủy đi căn phòng các đội viên bị đánh trọng thương nhà họ mạc nhất định phải cho cháu một câu trả lời cháu và thư âm đã liên hệ qua điện thoại với mạc tam gia mạc tam gia đồng ý vào buổi trưa ngày mai tại nhà hàng đông phương minh duyệt cả hai gia đình sẽ tiến hành trao đổi cái gì cậu dám khiêu chiến mạc tam gia còn muốn cùng ông ta trao đổi diệp vô phong cậu nhất định là điên rồi đem chuyện này làm đến mức như vậy hại những người nhà họ lâm chúng tôi ai ai cũng nơm nớp lo sợ bản thân cậu tự đi tìm đường chết đi còn muốn kéo theo chúng tôi cùng chịu tội sao cậu đúng là không biết xấu hổ mà lâm kiến ba mắng diệp vô phong phản bác lại lâm kiến ba chính anh mới là đồ ăn hại hèn nhát đừng có ở đây lớn tiếng đe dọa chuyện do tôi và thư âm gây ra vợ chồng chúng tôi tự nhiên sẽ xử lý tốt mạc tam gia Thân phận ông ta dù có cao đến đâu cũng phải nói đạo lý, ai đúng ai sai, quyết định như thế nào. Chúng tôi sẽ chờ xem vào trưa ngày mai. Trở về căn nhà của mình, Diệp Vô Phong đi ra từ trong phòng tắm thì nhìn thấy Lâm Thư Âm đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào vầng trang sáng ngoài cửa sổ. Anh lặng lẽ đi tới, đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, "Thư Âm, lần này làm em sợ rồi sao?" Lâm Thư Âm cười cười, "Không sợ." trời có sập xuống không phải cũng đã có anh chống đỡ rồi sao diệp vô phong tai họa lớn này nguồn gốc đều là em gây ra em và nhà họ mạc cuối cùng vẫn trở thành hai kẻ thù không đội trời chung trực giác của em mách bảo hoặc là nhà họ mạc diệt phong hoặc là nhà họ lâm chúng ta diệt phong cùng em đi vào con đường này anh thật sự không hối hận chứ diệp vô phong cười thư âm anh sẽ dùng sinh mạng của mình để yêu thương em bảo vệ em cho dù là thế giới này là biển khổ vô biên, anh cũng muốn chìm đắm cùng em. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Lâm Thư Âm, nương tựa lẫn nhau, dù cho có là trốn giang hồ đi nữa thì cũng mãi mãi không xa rời. Diệp Vô Phong, em lo lắng, em sợ thế giới của em mãi mãi không có bến bờ bên kia, cũng không có giang hồ rộng lớn. Lâm Thư Âm lo lắng, vừa rồi, Bạch Nhạn Phi cũng nói với mình những lời như vậy. Mình có thể nhìn ra rằng, lần này Bạch Nhạn Phi đến thành phố Tam Giang hình như là mang theo một nhiệm vụ đặc biệt nào đó đến. Nếu bản thân đoán không lầm thì Bạch Nhạn Phi muốn tranh giành bến tàu Bích La Loan cùng với Mạc Tam Gia. Nếu không thì, nhà họ Bạch bọn họ cũng không cần phải dốc hết sức lực để giúp đỡ Diệp Vô Phong, ngay cả giám đốc Hàn của công an tỉnh cũng đều được mời xuất hiện. Lâm Thư Âm càng lo lắng, bản thân mình và Diệp Vô Phong sẽ bất chi bất giác trở thành hai con cờ trong cuộc tranh quyền của nhà họ Bạch và Mạc Tam Gia. Cho nên, cô mới nói ra những lời đa sầu đa cảm như vậy. Không, Thư Âm, là anh đã đưa em vào con đường giang hồ này. Người không vì mình trời chu đất diệt, Mạc Tam gia nếu như không muốn chấm dứt với chúng ta, chính là tự tìm cái chết. Nhà họ Lâm chúng ta đúng lúc đang muốn lật đổ địa vị của nhà họ Mạc ở thành phố Tam Giang này. Cơ thể của Diệp Vô Phong lại một lần nữa nghiêng về phía trước, một tay bỗng nhiên ôm chặt lấy eo của cô, nhắm thẳng vào đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Lâm Thư Âm hoàn toàn không ngờ đến Diệp Vô Phong lại dám hôn cô. Cô đột nhiên hoảng sợ, cơ thể vùng vẫy, muốn thoát khỏi Diệp Vô Phong. Nhưng mà sức lực của Diệp Vô Phong quá lớn khiến cô vùng vẫy không thành công. Môi của Diệp Vô Phong thuận lợi mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Thư Âm, chỉ cảm thấy một cảm giác trơn trượt và mùi hương thơm mát, làm tinh thần anh muốn chết mê chết mệt. Chương 62: Hai nhà đàm phán. Thư Âm, trái tim của anh mãi mãi sẽ luôn ở bên em, cùng em trải qua hết những thăng trầm em chết anh chết, em sống anh sống. Sau khi Diệp vô phong hôn lên môi của Lâm Thư Âm, đầu lưỡi của anh đưa ra muốn thâm nhập vào miệng cô, nhưng răng của Lâm Thư Âm cắn quá chặt, không chịu thả lỏng ra để anh tiến vào. Diệp vô phong cũng không buông tha cho cô, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, bị nỗi khổ tương tư dày vò, anh không muốn mình lại buông tay một lần nữa. Không dễ gì mới có được cơ hội giống như ngày hôm nay, anh không muốn vào lúc này buông tha cho cô, nhất định phải nhanh chóng nắm bắt hạnh phúc của chính mình không bao giờ buông tay ra. Cho dù giờ phút này có chết đi, cũng không có một chút do so dự nào. Đầu lưới của anh hung hăng áp sát vào hàm răng của Lâm Thư Âm, ma sát như muốn gõ cửa để tiến vào. Hai tay anh ôm chặt lấy cô, quyết tâm của Diệp vô phong, chưa từng kiên định giống như thời khắc này, ngọn lửa dục vọng đã cháy lên trong lòng anh, cũng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Bóng hình ấy đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh bất kể là đi đến đâu đi chăng nữa thì đây vẫn là hình bóng khiến anh mơ ước một khi đã ôm cô trong lòng còn có thể để cô chạy thoát được sao toàn bộ cơ thể của lâm thư âm bị diệp vô phong ôm chặt hai tay tự nhiên ôm lấy lưng anh đừng mà anh diệp vô phong anh thật đáng ghét lâm thư âm chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng lên mặc dù đang hôn người chồng hợp pháp của mình nhưng mà mọi thứ đến quá đột ngột sự kiên trì của diệp vô phong làm cho trái tim của cô dao động khớp hàm liền tê dại không ngăn cản được đầu lưỡi đang thăm dò của diệp vô phong cuối cùng môi cũng không chống đỡ được đầu lưỡi của diệp vô phong đã đưa vào khoang miệng trơn mượt của cô lâm thư âm vùng vẫy hai lần cuối cùng cũng đẩy được diệp vô phong ra cô nghiêm mặt nói diệp vô phong gan của anh có phải càng lúc càng lớn rồi đúng không không nhận được sự cho phép của em thì anh liền ức hiếp em như thế này sao diệp vô phong mặt dày nói thưa âm em nổi giận với anh cũng được không nổi giận với anh cũng được Tóm lại, cả đời này anh đối với em không rời không bỏ. Nếu như em đang giận anh, chỉ bằng em giết anh đi. Anh tuyệt đối không oán hận một câu. Nếu như em không giận anh, em liền giúp đỡ anh trong lúc hoạn nạn đi. Diệp Vô Phong ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đang nhớ lại cảm giác vừa rồi, khoảnh khắc khi hôn Lâm Thư Âm, cảm giác đó rất tuyệt. Đó là hương vị mà anh chưa bao giờ được nếm thử qua trong cuộc đời. Lâm Thư Âm, hừ, một tiếng nói, Diệp Vô Phong ngày mai còn có rất nhiều việc quan trọng cần làm. Anh để em yên tĩnh một lúc, vẻ mặt Lâm Thư Âm trở nên rất bình tĩnh, không thể nói rõ là đang vui hay buồn. Tâm trí của cô vẫn là khiến cho kẻ khác khó có thể nắm bắt được. Được rồi, chúng ta ngủ một giấc thật ngon thôi, ngày mai xem xem con cáo giả mạc tam gia sẽ nói như thế nào. Trong lòng Diệp vô phong biết rõ ràng cô không có tức giận, vừa rồi là do anh to gan chủ động, cuối cùng đâm thủng tờ giấy đó sau khi lớp giấy mỏng này bị đâm thủng, từ nay về sau, bản thân anh có thể bắt đầu tiến công mạnh mẽ về phía cô. vợ chồng đã kết hôn với nhau được một năm rồi nhưng tình yêu của bọn họ dường như mới chỉ bắt đầu. vào tối hôm nay, mạc tam gia người đứng đầu của những kẻ hào môn cấp cao tại thành phố tam giang, một mình đi gặp bạch nhạn phi, cùng nhà họ lâm ngồi xuống đàm phán, mạc tam gia không nể mặt bất cứ người nào của nhà họ lâm, người khiến ông ta cảm thấy lo sợ đó là bạch nhạn phi. Bạch Vân Phong đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một đứa con gái, từ nhỏ đã xem cô ấy như một viên ngọc quý ở trên tay. Năm cô ấy 18 tuổi đã bắt đầu phụ giúp bố cô ấy quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy lại còn đảm đương chức vụ quan trọng trong công ty. Mạc Tam Gia đối với những việc mà Mạc Đông Lôi đã làm, không phải là không biết một chút nào. Ông ta chỉ là nhắm một mắt, mở một mắt, dung túng cho hành vi của Mạc Đông Lôi. Chỉ là ông ta không ngờ được sự việc đến cuối cùng lại ẩm ý đến mức như vậy. Càng không ngờ tới, nhà họ lâm vậy mà lại được nhà họ bạch làm hậu thuẫn. Mạc Tam gia hiểu được thực lực của gia tộc mình kém hơn một chút so với nhà họ bạch ở tỉnh Thành. Mục đích hôm nay bạch nhạn phi đến, chính là chỉ ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc lần này. Ai đúng ai sai, Tam gia, ông là người thông minh. Chúng ta đều là những người sống trong giang hồ. Tôi cũng không hy vọng là ông sẽ đùn đẩy trách nhiệm nói là mệnh lệnh phá bỏ khách sạn Hoàng Triều là do Trần lão tứ hạ lệnh xuống. Nếu như không có sự cho phép của ông hoặc Mạc Đông Lôi, anh ta dám sao? Mạc Tam gia khẽ gật đầu, "Cô Bạch, Mạc gia tôi lăn lộn trên giang hồ cũng mười mấy năm rồi, một chút đạo lý này chẳng lẽ tôi không hiểu sao? Mục đích cô đến đây, tôi cũng đã rõ. Tôi cũng thừa nhận, thằng cháu chết tiệt của tôi lần này làm việc quá nóng vội." Nghe nói, bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều đều là thuộc hạ thân cận của cô tôi không kịp thời ngăn cản mạc đông lôi mới dẫn đến xảy ra sự việc không vui vẻ này cô bạch sự việc cũng đã xảy ra rồi tôi muốn nghe một chút ý kiến của cô bạch nhạn phi nói tam gia sáng suốt thực ra hai gia đình chúng ta trước giờ cũng không có thâm thù đại hận gì mâu thuẫn lần này toàn bộ là do cháu trai của ông không được dạy dỗ đến nơi đến trốn làm việc quá kiêu căng nguyên nhân trong đó tôi sẽ không nói nhiều hiện tại Tôi nói một chút về quan điểm cá nhân của tôi. Mời nói. Bạch Nhạn Phi nói, công ty bảo an của chúng tôi có 45 người bị thương, người bị thương bên Tam gia có thể nhiều hơn chúng tôi một ít. Đều là xông đến đánh chém lẫn nhau, cũng không cần bàn đến ai sẽ bồi thường tiền viện phí cho ai. Tôi và ông cũng không phải là người thiếu chút tiền này. Mạc Tam gia tán thành, nói cô thật là sáng suốt. Ý kiến này tôi đưa hai tay tán thành. Bạch Nhạn Phi lại nói, nói đi cũng phải nói lại, do đâu mà muối mặn, do đâu mà giấm chua. Mạc Đông Lôi muốn chiếm đoạt khách sạn Hoàng Triều của Lâm Thư Âm, đàm phán không có kết quả, liền tạt trà vào mặt người ta ở trước mặt nhiều người. Sau đó lại đem người đến đập phá nhà kho của khách sạn Hoàng Triều. Còn đánh trọng thương mấy tên bảo vệ ở khách sạn, Mạc Đông Lôi bắt buộc phải bồi thường. Mạc Tam ra cười cười, Mạc Đông Lôi cũng bị đánh trọng thương, giá tiền này thì bàn bạc như thế nào? Bạch Nhạn Phi nói, dựa vào lời kể nhân chứng có mặt tại hiện trường và cảnh sát địa phương, người đánh mạc đông lôi bị thương, không có quan hệ gì với khách sạn Hoàng Triều. Tam gia ông thủ đoạn mút trời, chắc chắn có thể phái thuộc hạ bắt được người này. Còn về ân oán cá nhân của anh ta và mạc đông lôi, các người cho dù có vứt anh ta xuống sông cho cá ăn, tôi cũng không có ý kiến. Được rồi, cô Bạch, hay là cô đưa ra một con số đi. Tôi sẽ gửi cho Mạc Đông Lôi một lá thư. Nếu như giá tiền không phải là quá cao, ngày mai chúng tôi sẽ giải quyết xong chuyện này." Bạch Nhạn phi cười, "Tam gia, tôi và nhà họ Lâm không giống nhau. Tôi có thể làm chủ cho bảo vệ của mình không cần ông bồi thường tiền viện phí, nhưng mà tôi không có quyền làm chủ cho nhà họ Lâm. Ngày mai, sau khi các người gặp mặt đàm phán, không phải là xong rồi sao? Lẽ nào, Tam gia ông còn không đối phó được một cô gái chân giáo chân ướt mới vào giang hồ?" mạc tam gia cười ha ha một tiếng vậy thì không phải nếu như đã nói đến phần trên rồi vậy thì ngày mai tôi sẽ tiếp xúc với cô gái tiếng tăm ngang trời của nhà họ lâm bạch nhạn phi vừa cất bước rời đi mạc nhị gia và mạc đông lôi đi từ trên lầu xuống chuyện đàm phán ban nãy hai người bọn họ đều đã nghe thấy mạc đông lôi không phục nói chú ba lẽ nào chuyện này cứ kết thúc như vậy sao cuối cùng hại chúng ta phải bồi thường cho người ta Cục tức này, cho dù cháu nuốt xuống được, ông cũng có thể nuốt xuống sao? Sắc mặt mạc nhị ra u ám nói, khốn kiếp, lần này bạch nhạn phi đến đây, nhìn thì có vẻ là gió yên sóng lặng. Thật ra cháu không biết được rằng, có hơn 100 tinh anh của nhà họ bạch đang lặng lẽ mai phục tiến vào thành phố Tam Giang. Với bản lĩnh này, nói không chừng, nhà họ bạch đang tập kích ở khu rừng phía đối diện. Ngoài ra, bọn họ mời được giám đốc hàn của tỉnh và thư ký quách của thành phố ra mặt hai vị sếp lớn này đều lần lượt gọi điện thoại cho ông. Muốn ông tìm cách để dàn xếp ổn thỏa chuyện này, lẽ nào cháu muốn bố đối đầu với lại chính quyền nhà nước hay sao? chương 63, một bàn rượu. Mạc Đông Lôi lo lắng nói, tam gia, ông đồng ý bồi thường tổn thất của khách sạn Hoàng Triều, nếu như bọn họ đòi một cái giá quá cao thì chúng ta phải làm sao? Mạc Tam gia mỉm cười, nâng ly trà lên, nhấp một ngụm trà, Nói, nhà họ Lâm không đủ trình độ để trở thành nhất lưu hào môn ở thành phố Tam Giang. Ai cho bọn họ gan lớn như vậy chứ? Bọn họ phải nhanh chóng đem chuyện này kết thúc mới đúng chứ, còn dám khiêu khích chúng ta. Chẳng phải là trò cười hay sao? Mạc Đông Lôi vẫn là có chút lo lắng, Mạc Tam Gia lại nói tiếp, cháu còn quá trẻ, quá bốc đồng, loại tính tình này mãi mãi sẽ không làm được chuyện lớn. Cũng nên cho cháu đổ một chút máu để làm bài học kinh nghiệm. Được rồi, hai người các ngươi đều quay về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi trưa ngày mai, chú sẽ mở một bàn tiệc rượu, đem chuyện này giải quyết trước. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi nhà họ lâm tách khỏi sự che chở của nhà họ bạch, lại thảo luận tiếp. Được rồi, chú ba cũng nghỉ ngơi sớm đi, Mạc Đông lôi khập khiếng cùng Mạc Nhị ra rời khỏi nhà của Mạc Tam gia. Mười hào môn lớn của thành phố, mỗi gia đình ngồi một bàn, bao gồm cả người làm chủ gia đình, người thân chính thống, quản lý cấp cao của công ty. Băng đảng xã hội đen từ 6 huyện và một tỉnh của thành phố Tam Giang, cùng với người thân chính thống, thuộc hạ thân cận. Trong đó thân phận hiển hách nhất chính là Mã Kiến Văn Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Tam Giang. Anh trai của ông ta chính là Mã Kiến Đào Phó Thị trưởng của thành phố Tam Giang, là anh em kết nghĩa của Mạc Tam Gia. Do thân phận đặc biệt của mình nên hôm nay Mã Kiến Đào không thể tham gia tiệc rượu này. Phái Mã Kiến Văn đến tham gia, mục đích là để đóng vai trò là người trung gian, áp chế khu vực này. Bên phía nhà họ Lâm, bà cụ, một nhà Lâm Thư Âm, một nhà Lâm Kiến Ba, cộng lại cũng được 10 người. Được sắp xếp ngồi vào hàng dành cho khách VIP. Bạch Nhạn Phi, Tiết Phi, Mã Võ, Hàn Kỳ, cùng với những người nhân viên từ tỉnh Thành đi theo Bạch Nhạn Phi đến đây, cũng được sắp xếp ngồi cùng một bàn. Mạc Tam ra bước lên sân khấu hào nhoáng. Hội nghị hai gia đình chính thức bắt đầu. Bởi vì tối hôm qua, xếp lớn của đôi bên đã có trao đổi với nhau, cho nên buổi hội nghị hôm nay được tiến hành vô cùng đơn giản. Đầu tiên, tình tiết vụ án sẽ do Phó Cục trưởng Mã công bố. Mã Kiến Văn tuyên bố, nhân viên của công ty phá rỡ nhà họ Mạc là vì nhận được mệnh lệnh của Trần Lão Tứ nên mới tiến đánh nhà họ Lâm. Không phải là chủ ý của Mạc Đông Lôi. Mạc Đông Lôi sau khi biết được sự việc đã lái xe chạy đến ngăn cản, kết quả là đã không tới kịp. Phó Cục trưởng Mã sau khi gỡ bỏ hiểm nghi ngờ cho Mạc Đông Lôi, lại tuyên bố, nhân viên phá rỡ của nhà họ Mạc và bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều xảy ra xung đột, đồng thời dùng vũ khí để đánh nhau. Giữa chừng đã giết chết một người da đen, người này không rõ lai lịch, sau khi cơ quan công an điều tra thì người này không có quan hệ gì với nhà họ Lâm. Có thể coi là người này và Mạc Đông Lôi tồn tại ân oán cá nhân. Cho nên, Mạc Đông Lôi bị thương cũng không hề liên quan đến nhà họ Lâm. Tóm lại, ý của phó cục trưởng mã đó là xung đột của hai gia đình, chỉ là một sự hiểu lầm. Cuối cùng, phó cục trưởng mã bổ sung thêm, lãnh đạo cả hai cấp của thành phố, đặc biệt xem trọng vụ án này, bởi vì vụ án này liên quan đến rất nhiều nhân viên, hơn hai người bị thương. Trước mắt, kẻ chủ mưu là Trần Lão Tứ vẫn đang bị truy nã toàn quốc. Chuyện xung đột giữa hai gia đình và vấn đề bồi thường về kinh tế sẽ do hai bên tự giải quyết. Mạc Tam gia nhìn Bạch Nhạn Phi, nói cô Bạch, vừa rồi phó cục trưởng mã đã nói rõ ràng rồi hôm nay bà cụ nhà họ lâm cũng đã đến chúng ta liền trao đổi một chút về vấn đề bồi thường đi đầu tiên tôi thay mặt cho cháu trai của tôi mạc lôi phong gửi lời xin lỗi đến bà cụ nhà họ lâm mạc đông lôi còn trẻ còn đang thiếu hụt kinh nghiệm không được thuộc hạ của tôi quản giáo nghiêm khắc nên mới làm ra chuyện gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng đến khách sạn hoàng triều của nhà họ lâm thế này đi bà cụ bà đưa ra một con số để bây giờ mạc đông lôi bồi thường bà cụ hoàn toàn không nghĩ tới mạc tam gia cao cao tại thượng của ngày thường hôm nay lại có thái độ như thế này bà nhanh chóng đứng lên tam gia ông quá lời rồi vừa này phó cục trưởng mã cũng nói rồi xung đột giữa hai gia đình đều là hiểu lầm nhà họ lâm chúng tôi mấy đời đều cắm rễ ở thành phố tam giang trước giờ cũng không nhận bất kỳ sự cứu trợ nào của tam gia hôm nay tam gia có thể vì chúng tôi mà đứng ra chủ trì công đạo tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Làm sao còn không biết xấu hổ mà mở miệng đòi tiền bồi thường của Tam gia. Mạc Tam gia cười, ha ha, một tiếng, bà cụ, mặc dù Mạc Đông Lôi là cháu trai của tôi, nhưng mà, bất kể là ai làm ra việc sai trái, Trung Quy vẫn phải bị trừng phạt. Tôi lấy tư cách là hội trưởng hội công thương của thành phố Tam Giang. Nhất định phải xử lý sự việc một cách công bằng, tiểu lôi. Mạc Đông Lôi nhanh chóng đứng ra, chú ba, cháu đây mạc tam ra nghiêm mặt nói lời cần nói chú cũng đã nói xong rồi đến lượt con bày tỏ thái độ đấy mạc đông lôi cười nói bà cụ chuyện xảy ra vào tối hôm qua cháu thành thật xin lỗi thuộc hạ của cháu là trần lão tứ trong người buồn bực không được sự cho phép của cháu đã tự tiện ra quyết định tạo thành thiệt hại không nhỏ cho mọi người đặc biệt là về phía cô bạch một vài huynh đệ bảo vệ của cô ấy cũng bởi vì người của cháu không kiềm chế được mà làm bọn họ bị thương cháu với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn, nhất định phải chịu trách nhiệm về việc không dạy dỗ nghiêm khắc đám thuộc hạ của mình. Mạc Đông lôi từ đâu lấy ra hai tấm chi phiếu, ở đây có hai tấm chi phiếu, mỗi tấm là 200 vạn, một tấm là cho cô Bạch. Mạc Đông lôi đi đến bên cạnh Bạch Nhạn Phi, khúm na khúm núp đưa tấm chi phiếu cho cô ấy, cô Bạch. Bởi vì tôi không biết đấy là người của cô, nên đã lỡ tay làm bọn họ bị thương. Một chút tiền viện phí này, cô nhất định phải nhận lấy. Bạch Nhạn Phi cũng không khách sáo, gật gật đầu, để Tiết Phi nhận lấy số tiền này trước. Mạc Đông lôi lại đi đến trước mặt bà cụ, hai tay dâng lên tấm chi phiếu kia, bà cụ gật gật đầu, vừa định đưa tay ra lấy. Đột nhiên, Diệp Vô Phong nói, đợi đã. Mạc Đông lôi nhìn thấy Diệp Vô Phong đứng ra nói, cắn răng căm ghét nói, Diệp Vô Phong, cậu muốn làm cái gì? Diệp Vô Phong nói, Mạc Đông lôi, tôi muốn nhắc nhở cậu, Mặc dù bà nội là người làm chủ của nhà họ Lâm chúng tôi, nhưng mà, người đại diện pháp lý của khách sạn Hoàng Triều là vợ tôi Lâm Thư Âm. Anh điều động 800 người đến đập phá khách sạn của chúng tôi, còn đánh trọng thương nhân viên bảo vệ của chúng tôi. Anh chỉ lấy ra có 200 vạn, là muốn giải quyết xong chuyện này hay sao? Mạc Đông lôi nghiến răng, giận dữ nói, "Vậy cậu muốn bao nhiêu?" Lâm Kiến Ba ở bên cạnh nói chen vào, "Diệp Vô Phong, hôm nay hội nghị đàm phán của hai gia chủ là mạc tam gia và bà nội cậu nghĩ cậu là ai bà nội còn chưa nói cái gì cậu lại đứng ra phá đám trong mắt cậu còn có bà nội hay không diệp vô phong cười lạnh muốn hỏi trong mắt tôi có bà nội hay không thì trước tiên hãy hỏi là trong mắt bà nội có tôi hay không diệp vô phong nói bà nội bà lớn tuổi rồi những việc này không cần bà phải bận tâm mặc dù bà là người làm chủ nhà họ lâm nhưng mà ở khách sạn hoàng triều Thư âm mới là chủ. Chuyện này, hãy để cho cháu toàn quyền phụ trách đi. Chương 64, do tôi toàn quyền phụ trách. Nghe Diệp Vô Phong nói xong, trong lòng bà cụ có chút không thoải mái, lời nói lúc nãy của Lâm Kiến Ba nói rất có lý, hôm nay là ngày hai vị gia trưởng Mạc Tam gia và bà cụ đàm phán với nhau. Một tên tiểu bối như anh, rất không có phép tắc rồi. Chỉ là, trước mặt rất nhiều người, bà cụ không nổi giận với Diệp Vô Phong. Lâm Kiến bà thật sự không thể chịu đựng được, hét lên, "Diệp Vô Phong, trong mắt cậu quả thực không coi trưởng bối ra gì hay sao? Đừng quên là, bà nội là người làm chủ của nhà họ Lâm. Khách sạn Hoàng Triều ban đầu cũng là của ông nội, lúc ông còn sống đã chia cho Lâm Thư Âm, mọi thứ của nhà họ Lâm đều là do ông nội và bà nội cực khổ tranh giành mới có được. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa con rể ăn nhờ ở đậu mà thôi. Ở đây chưa đến lượt cậu nói chuyện đâu, cậu cút ra ngoài cho tôi." Mạc Tam gia ho nhẹ vài tiếng, nói, mọi người bình tĩnh một chút. Xin hỏi vị này là con rể của nhà họ Lâm trong truyền thuyết đấy ư? Dù sao Mạc Tam gia cũng là người có thân phận, mặc dù biết rõ Diệp Vô Phong bị mang danh là phế vật, nhưng mà ông ta không thể nói thẳng ra. Diệp Vô Phong trả lời, Tam gia, chính là tôi, Diệp Vô Phong. Mạc Tam gia gật đầu nói, hậu sinh khảo ý, Diệp Vô Phong, cậu nói cho tôi nghe xem, chuyện ngày hôm nay nên giải quyết như thế nào? mạc đông lôi kêu gào ầm ĩ nói chú ba cháu không đồng ý dựa vào cái gì mà lại để diệp vô phong làm chủ việc này chúng ta vốn dĩ có thể đưa ra một cái giá để bồi thường chính là đã nể mặt nhà họ lâm lắm rồi diệp vô phong cậu nghĩ rằng nhà họ mạc chúng tôi thật sự sợ cậu sao cậu sai rồi mạc nhị gia cũng không nhường bộ nói lão tam à thằng nhóc tiểu lôi nói không sai nhà họ mạc chúng ta ở thành phố tam giang này cũng đã mười mấy năm rồi còn cảnh tượng nào mà chúng ta chưa gặp qua chứ hôm nay sở dĩ có thể đưa ra giá bày ra một bàn tiệc rượu hoàn toàn là vì nể mặt cô bạch giữa chừng từ đâu nhảy ra một tên hề nói khoác mà không biết ngượng mồm muốn đàm phán thương lượng lại một lần nữa cậu nghĩ cậu là ai nhìn thấy hiện trường trở nên gay gắt bạch nhạn phi không thể không nói mặc nhị ra lời ông nói có chút quá khích rồi Diệp Vô Phong là chồng hợp pháp của Lâm Thư Âm, anh ta tại sao lại không có quyền thảo luận với ông về vấn đề phải bồi thường như thế nào? Tam gia, bà cụ, tôi chỉ là một người ngoài cuộc, mục đích tôi tham gia hội nghị này là để giúp đỡ Diệp Vô Phong và Mạc Đông Lôi giải quyết vấn đề. Lâm Thư Âm cũng đứng ra nói, tôi là người đại diện hợp pháp của khách sạn Hoàng Triều. Diệp Vô Phong là chồng hợp pháp của tôi, tôi là phận làm phụ nữ, hôm nay không tiện để bàn luận với Mạc Đông Lôi. Ngoài ra, tôi sợ là giám đốc mạc sẽ lại tạt vào mặt tôi một tách trà. Cho nên, chồng của tôi Diệp vô phong toàn quyền đại diện. Mạc tam gia, mạc nhị gia, các người còn có vấn đề gì không? Đối mặt với cặp vợ chồng kẻ sướng người họa này, sắc mặt của bố con nhà họ mạc đều không kìm nén được cơn giận. Ai đã khiến mạc tam gia đưa ra lời hứa với bạch nhạn phi, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Mạc đông lôi cắn răng nói, Diệp vô phong, vậy cậu nói ra tôi nghe xem. Ánh mắt Diệp Vô Phong lạnh như băng, đột nhiên cầm chén trà trong tay, hướng thẳng vào mặt của Mạc Đông Lôi tạt tới. Nước trong chén trà nóng hổi, dựa vào sức lực của Diệp Vô Phong, chén trà này được ngắm chuẩn xác, không có một chút sai sót nào, toàn bộ đều rơi trên mặt của Mạc Đông Lôi. À, Mạc Đông Lôi phát ra một tiếng hét thất thanh, hai tay ôm chặt lấy gương mặt, tức giận kêu lên, Diệp Vô Phong, cậu muốn tìm cái chết à? Người của nhà họ Mạc ngay lập tức đều không dám thoáng một cái có tới mười mấy người nhanh chóng vây lại, thậm chí có người móc ra một con dao găm. Ngay lập tức sẽ đâm tới Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong kinh thường, nhìn liếc qua những người này, lạnh lùng nói, hôm trước, anh tạt một ly trà vào mặt vợ của tôi. Hôm nay tôi trả lại cho anh. Diệp Vô Phong, cậu thật sự là muốn tìm đến cái chết. Mạc nhị ra móc ra khỏi tay áo một con dao găm, nghiến răng phẫn nộ xông tới, lần trước cậu đánh con trai tôi bị thương, hôm nay lại ức hiếp con trai lớn của tôi ở trước mặt nhiều người như thế. Tôi liều mạng với cậu. Mạc nhị ra sông mạnh đến Diệp Vô Phong, còn không đợi Diệp Vô Phong ra tay, thì có một vệt sáng bay đến. Bạch nhạn phi nhấc chân lên, đá vào cổ tay của Mạc nhị ra, ngay tức khắc con dao găm liền rơi xuống đất. Bạch nhạn phi giơ chân lên liền dẫm lên gân mạch của Mạc nhị ra, Mạc nhị ra cũng là người có luyện võ. Bạch Nhạn Phi dùng một chiêu cũng có thể áp chế gân mạch của ông ta rõ ràng có thể nhìn thấy, võ thuật của Bạch Nhạn Phi cao hơn ông ta nhiều. Vẻ mặt Bạch Nhạn Phi hung dữ nói, nhị ra, hôm nay tôi tới nhà của ông làm khách, không phải là đến để kéo bè kéo phái đánh nhau. Nếu ông muốn đánh, tôi đồng ý làm theo. Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ đến cùng với Bạch Nhạn Phi. Ngoài ra còn có 7, 8 tên bảo vệ thượng đẳng. Ngay lập tức, toàn bộ đều đứng lên. Mười mấy người vây lại thành một vòng tròn, vây quanh Bạch Nhạn Phi. 800 người các người điều động đến còn không chống đỡ được. Huống chi là hôm nay chỉ có mười mấy người, vẻ mặt tiết phi tràn đầy sự tự tin. Mạc Tam gia vỗ cái bàn, anh hai, tính tình của anh có phần nóng nảy quá mức rồi, mau lui xuống cho em. Mạc Tam gia quát lớn, ai dám không nghe, những người giúp đỡ nhà họ Mạc, toàn bộ đều lui ra. Bạch nhạn phi nháy mắt ra hiệu, đám người tiết phi cũng quay về chỗ ngồi. Sọng điệu bạch nhạn phi nhẹ nhàng nói, Mạc Đông Lôi, suy cho cùng anh vẫn là đàn ông bởi vì mạnh mẽ chiếm đoạt lấy khách sạn của người ta không thành công liền đem nước trà hất lên mặt người ta một người đàn ông có thể làm ra chuyện như vậy sao hôm nay diệp vô phong trả lại cho anh một ly trà nóng xem như là đã khách sáo với cậu lắm rồi nếu như đổi lại là tôi tôi sẽ phế anh ngay tại đây để anh mãi mãi không làm đàn ông được nữa mạc đông lôi tức giận lẩm bẩm nói nhưng không dám phản bác lại Diệp Vô Phong tiếp tục nói, "Ở đây tôi có một phần giấy chứng nhận do bệnh viện cung cấp. Đây là báo cáo chẩn đoán tình trạng thương tích của năm nhân viên bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều chúng tôi. Xin mời mọi người hãy xem qua." Diệp Vô Phong giống như đang làm trò ảo thuật, lấy ra năm tờ báo cáo chẩn đoán thương tích. Có trời mới biết anh ta đã đến bệnh viện vào lúc nào, hôm nay lại đem những thứ này mang đến Đông Phương Minh Duyệt. "Tôi cho rằng 200 vạn rất không đủ thành ý. Phải là mỗi người 200 vạn." hiện trường bỗng nhiên ồn ào lên, các xếp lớn của 10 gia tộc giàu có ở thành phố Tam Giang, tất cả đều cho là Diệp Vô Phong quả thực là ngày càng táo tợn. Mọi người đều suy đoán rằng, Mạc Đông Lôi nhất định sẽ không thỏa hiệp. Không phải là nhà họ Mạc không lấy ra được một ngàn vạn, mà là không thể để mất đi người này. Nếu như hôm nay bồi thường cho Diệp Vô Phong một ngàn vạn, đủ để chứng minh, thân phận bá chủ của Mạc Tam gia trong giang hồ đã không còn sót lại một chút gì. Bá chủ mới của thành phố Tam Giang đã bắt đầu lộ diện, chính là anh ta Diệp Vô Phong. Mạc Tam Gia cười tít mắt nhìn Diệp Vô Phong, lắng nghe từng điều kiện mà Diệp Vô Phong nói ra. Đột nhiên từ trên người Diệp Vô Phong, ông ta thấy được hình bóng của mình lúc còn trẻ. Cũng cố chấp như thế, cũng ngang ngược như thế, mà cũng có nói đạo lý. Nghe anh hai nói, anh ta có thể hạ gục hoàn toàn bậc thầy đấu vật sumo Nogawa Saburo đến từ Nhật Bản có khả năng hạ gục vị cao thủ Nogawa Saburo này, ít nhất cũng là cao thủ cấp võ sĩ đỉnh nhất. Cao thủ cấp võ sĩ, thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới của võ sĩ. Diệp Vô Phong sẽ trở thành cao thủ cấp tông sư sao? Nếu như phải, với thân thủ như vậy, làm sao có thể ở rể, nương nhờ nhà họ Lâm chứ? Tất cả những người nhà họ Lâm, hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đứa con rể rác rưởi vô dụng nhất trong nhà bọn họ, lại làm ra chuyện động trời như vậy bà cụ bị anh làm cho vô cùng lo sợ lúc này đâm lao thì phải theo lao có muốn ngăn lại thì cũng đã không ngăn được rồi cũng may là lập trường của bạch nhạn phi vô cùng rõ ràng có cô ấy ở đây nhà họ mạc cũng không dám công khai đối phó nhà họ lâm tả tiểu thanh lại ngồi không yên kéo góc áo của lâm thư âm thư âm hôm nay chồng của con uống thuốc chưa nó muốn tạo phản hả nơi này là nhà hàng đông phương minh duyệt là nhà của mạc tam gia chương 65, vụ cá cược mới. Lâm Thư âm quay về chỗ ngồi, mẹ, hôm nay mẹ chỉ cần để ý đến màn kịch này, những cái khác đều không cần quan tâm. Sau khi Mạc Tam gia trải qua một đoạn thời gian trầm ngâm suy nghĩ, mở miệng nói, một ngàn vạn, Mạc Đông Lôi sẽ đưa ra. Mạc Đông Lôi gục đầu ủ rũ sau đó gật đầu, ai cũng biết trong lòng anh ta chắc chắn là không phục. Diệp Vô Phong tiếp tục nói, cuối cùng là chuyện liên quan đến ba gian nhà kho của khách sạn Hoàng Triều công ty của mấy người đã dùng máy móc để phá rỡ nó. Món nợ này, chúng ta cũng nên tính luôn một lần đi. Dự đoán thiệt hại của khách sạn Hoàng Triều là 8.000 vạn. Diện tích của khu vực nhà kho này chiếm một phần tư khách sạn Hoàng Triều. Cho nên, anh phải bồi thường 2.000 vạn. Anh, anh, Diệp Vô Phong cậu ức hiếp người ta quá đáng. Mạc Đông Lôi không thể chịu đựng được sự bóc lột này của Diệp Vô Phong. Trước đây đều là bản thân anh ta đi ức hiếp người khác hôm nay đến lượt anh ta bị ức hiếp. Thật sự là không thể chịu đựng được. Đặc biệt Diệp Vô Phong là cáo mượn oai hùng, nếu không có thế lực của Bạch Nhạn Phi giúp đỡ, anh ta sao có thể cưới được trên đầu mình. Mạc Đông Lôi vẫn luôn cho rằng, tối hôm qua lúc đánh nhau tại khách sạn Hoàng Triều, giữa chừng có một vị đường chảm xuất hiện, nhất định là do nhà họ Bạch phái đến, bí mật giúp đỡ nhà họ Diệp. Tôi không bồi thường, có chết cũng không bồi thường cho anh. Bao gồm cả những chuyện vừa nãy, Diệp Vô Phong, anh đừng hòng lấy đi được bất cứ thứ gì từ nhà của tôi nhìn thấy mạc đông lôi giống như một con chó dại đang gào thét diệp vô phong tiến lên phía trước một bước duỗi tay ra bắt lấy tay trái của mạc đông lôi hôm nay anh bồi thường cũng được không bồi thường cũng được anh có tiền thuê sát thủ đến giết chúng tôi lẽ nào không có tiền để bồi thường sao hai người sát thủ mang theo súng ở núi nhạn tây anh không thừa nhận cũng không sao nhưng mà ngày hôm nay anh hủy đi phòng của khách sạn hoàng triều chuyện này nhất định phải có một cái kết. Diệp vô phong, tôi liều mạng với anh, Mạc Đông Lôi nhảy sang bên phải, muốn bóp lấy cổ của Diệp vô phong. Chỉ là tay của anh ta còn chưa kịp đụng đến cổ của Diệp vô phong thì một tiếng thét thất thanh vang lên, Diệp vô phong dùng một chút lực nắm lấy tay trái của anh, một tiếng răng rắc vang lên, ngón tay trái của anh ta đã bị bẻ gãy. Nhìn thấy con trai của mình bị Diệp vô phong ức hiếp trước mặt mọi người, Mạc nhị ra cầu cứu Mã Kiến Văn ở bên cạnh, Diệp Vô Phong này quả thực là một tên lưu manh, cục trưởng Mã, chuyện này anh không thể không quản. Mã Kiến Văn há miệng thở dốc, nhìn thấy Mạc Tam gia đứng bên cạnh, hai mắt đang khép hờ, ông ta nuốt nước bọt, lắc đầu nói, nhị ra, nhịn đi. Diệp Vô Phong nhìn thấy Mạc Đông lôi bởi vì sự đau đớn của việc gãy tay mà suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt mình, lạnh giọng nói anh có bồi thường hay không. Nếu như anh không phục, tôi sẽ bẻ gãy tất cả các ngón tay của anh trên đầu mạc đông lôi mồ hôi tuôn ra như suối nén cơn đau liếc nhìn sang chú ba trong lòng mạc đông lôi cảm thấy tuyệt vọng anh ta biết ngày hôm nay bản thân mình gặp rắc rối lớn rồi nếu như không thuyết phục được tên khốn nạn diệp vô phong này thì anh thật sự dám bẻ gãy năm ngón tay này của anh ta diệp vô phong anh thật độc ác tôi có thể đồng ý bồi thường cho anh thứ anh muốn nhưng mà nếu như anh có gan thì ngày hôm nay chúng ta cược một ván tại đây anh dám không Diệp vô phong cười lạnh, nói đi. Mạc Đông Lôi nói, anh đừng ỉ vào bản thân có một chút võ thuật, thì cho rằng mình là người đứng đầu thiên hạ. Anh phải biết rằng, đằng sau một người tài giỏi sẽ có một người tài giỏi hơn, nếu như anh không phục, chúng ta liền cược một ván lớn. Mười ngày sau, hai chúng ta sẽ chính thức đọ sức trên đảo Đông Ngư. Hai chúng ta có thể tùy ý mời một người nào đó, ba vòng thắng hai. Nếu như anh thua rồi, thì phải đem khách sạn Hoàng Triều hai tay dâng tặng cho tôi sao nào anh dám không diệp vô phong không nóng không lạnh bình tĩnh nói anh nói rõ hơn một chút đi như thế nào là quy định ba vòng thắng hai còn nữa nếu như anh thua thì sao mạc đông lôi nói anh và tôi mỗi bên sẽ đưa ra ba người đại diện đấu võ theo hình thức một đánh một bên nào có hai người mang về chiến thắng thì xem như bên đó thắng nếu như tôi thua rồi tôi sẽ đem đội tàu vận tải của tập đoàn mạc thị trên đảo đông ngư đưa cho anh lời mạc đông lôi vừa nói ra tất cả mọi người đều rất sốc. Mọi người đều biết, đội tàu vận chuyển của đảo Đông Ngư là vốn liếng của Mạc Nhị Gia, đội tàu này tổng cộng có hai chiến thuyền chở hàng ra biển khơi với trọng tải lên đến một vạn tấn. Có 4 chiếc tàu chở hàng khoảng năm ngàn tấn, còn có mười mấy chiến thuyền lớn nhỏ ngàn tấn. Đội tàu này tổng giá trị của nó cũng vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Mạc Đông lôi dùng đội tàu đáng giá 5 triệu để làm vật đánh cược đổi lấy khách sạn Hoàng Triều của Diệp Vô Phong. Anh ta điên rồi, hay là còn có dã tâm khác. Vẻ mặt mạc nhị ra bên cạnh cũng đã tái đi rồi. Bởi vì ông ta biết, mặc dù bối cảnh của Diệp vô phong không có gì cả, nhưng mà võ thuật của thằng nhóc này rất là lợi hại. Ngay cả cao thủ giống như Nogawa Saburo cũng đều cam chịu ở thế hạ phong, đánh bại Diệp vô phong, nói thì dễ mà làm thì khó. Đội tàu là tâm huyết nhiều năm của mình, nếu như thua trong vụ cá cược này, bản thân chỉ còn cách nhảy xuống biển tự sát. Diệp vô phong cười, ha ha, nói, Mạc Đông Lôi, chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Hóa đơn ngày hôm nay, anh thanh toán trước đi, vụ cá cược 10 ngày sau, tôi đồng ý. Diệp vô phong, coi như anh có gan. Hôm nay ở trước mặt 10 gia tộc lớn và các vị đại ca đến từ 6 huyện một tỉnh của thành phố Tam Giang. Chúng ta chỉ bằng hãy ký tên đồng ý, nếu như ai nuốt lời, người đó sẽ chết không được tử tế. Diệp vô phong nói, được. 3.000 vạn đối với Mạc Đông Lôi mà nói, cũng không phải là con số lớn, lập tức nhanh tay chuyển khoản cho Diệp Vô Phong. Sau đó, ngay tại chỗ cùng Diệp Vô Phong ký tên vào khế ước, 10 ngày sau quyết chiến trên đảo Đông Ngư. Trận phong ba này kết thúc bằng vụ cá cược của Mạc Đông Lôi, đưa tiến tất cả các khách khứa và bạn bè, bố con nhà họ Mạc ở lại, Mạc nhị ra chất vấn, lão tam, cậu thật sự nuốt trôi cục tức này sao? Mạc tam ra cố tình không giao động, nói anh hai, lúc trước chúng ta còn chịu nhiều uất ức hơn so với hôm nay vợ của em bị kẻ địch trước mặt em, nếu như vào lúc đó em manh động, nhất định máu chảy thành sông. Chữ, nhấn, này trong đầu em giống như một con đao, có thể chịu đựng được mới là người làm việc lớn. Hiện tại, những người cưỡi trên đầu trên cổ chúng ta, không phải tất cả đều bị vứt xuống sông cho cá ăn rồi hay sao? Ban nãy, thằng bé tiểu lôi đưa ra phương án em rất tán thành. Rõ ràng em không thể thu dọn nhà họ lâm, vậy thì hãy bắt đầu ra tay với Diệp vô phong trước đã mạc nhị gia nói nhưng mà diệp vô phong thật sự rất mạnh ngay cả võ sĩ Nogawa saburo cũng không phải là đối thủ của cậu ta mạc tam gia mỉm cười nói Nogawa saburo đó cấp bậc quá thấp bây giờ em sẽ đích thân viết một thư mời mời nhẫn hoàng đoan mộc nhất đến làm trợ thủ cho dù diệp vô phong có là cao thủ cấp tông sư cũng nhất định phải chết trong tay của nhẫn hoàng đoan mộc nhất vẻ mặt mạc nhị gia sáng ngời quá tốt rồi Đoan Mộc Nhất đúng là cao thủ hàng đầu của Nhật Bản, nếu như võ sĩ Đoan Mộc Nhất có thể đến được, Diệp Vô Phong nhất định phải chết. Cho dù tốn bao nhiêu tiền, chúng ta nhất định cũng phải mời cho bằng được. Chúng ta còn cần mời thêm hai vị cao thủ nữa. Con bé Vân Sương hai ngày nữa sẽ từ Nhật Bản quay về. Con bé cũng có thể xem như là một người. Tôi sẽ gửi cho con bé tin nhắn, nếu như con bé có thể mời được sư phụ nhẫn hoàng cửu đằng xa trước cùng đến. Chúng ta còn phải lo sợ Diệp Vô Phong hay sao? đến lúc đó, ngay cả nhà họ Bạch cũng có thể dẫm nát dưới chân. Mạc Tam gia có cô con gái tên là Mạc Vân Sương, cũng là người luyện võ từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp trung học liền đi du học ở Nhật Bản. Mạc Đông Lôi mừng rỡ, chú ba, chú mau chóng gọi điện thoại cho em gái cháu đi, cháu biết là những năm này nó vẫn luôn học tập võ thuật cao cấp nhất tại Nhật Bản. Để nó mau chóng quay về báo thù rửa hận cho cháu. Mạc Tam gia gật gật đầu nói, cháu không cần quá lo lắng, chuyện này chú sẽ đích thân sắp xếp ổn thỏa. Bố con hai người cũng quay về đi, đến bệnh viện trước, băng bó vết thương, sau đó cần chuẩn bị cái gì, thì hãy chuẩn bị trước đi. Mạc Đông lôi gật đầu, chú ba, tất cả nhờ vào chú. Audio điện tử võ tấn bền chương 66, lính đánh thuê ác ma Từ khoa chỉnh hình của bệnh viện đi ra, Mạc Đông Lôi nhất định là hận diệp vô phòng đến tận xương tủy bố con hai người đi đến một phòng bệnh khác nhìn Mạc Đông Cường mà quên mất việc tiếp nhận trị liệu. Bố con ba người cùng nhau bàn bạc, cũng không thể cứ chờ đợi như vậy. Mạc nhị ra cũng hạ quyết tâm, không ngại tán ra bại sản, cũng phải đem sự mất mặt của việc thua trận ngày hôm nay đòi về. Bố, bố lập tức gom cho con chút tiền. Mạc nhị ra nói, cần bao nhiêu? Mạc Đông Lôi nói, ba ngàn vạn, con cần phải đích thân đi một chuyến đến đảo Diêm Vương, tiếp tục xin Diêm Vương lệnh, nếu như đảo Diêm Vương có thể giúp con giết chết Diệp Vô Phong hoặc là Lâm Thư Em mơ trước, thì trận chiến trên đảo Đông Ngư, chúng ta cũng xem như không đánh mà thắng. Bước tiếp theo, sẽ quét sạch những người giả dạ yếu nhà họ Lâm, chính là nước chảy thành sông. Mạc nhị gian cắn răng một cái, được, ba ngàn vạn này. Bố con chúng ta nhất định sẽ đưa ra. Đảo Diêm Vương nằm ở phía Nam Thái Bình Dương giáp với Philippines, 30 năm trước nơi này là một hòn đảo tư nhân, 10 năm trước có một nhóm lính đánh thuê đến định cư, sau này quy mô càng lúc càng lớn, dần dần trở thành lính đánh thuê ác ma nổi tiếng khắp thế giới. Bởi vì trước đây họ từng giúp đỡ Philippines tiêu diệt phản quân, lính đánh thuê ác ma nhận được sự hỗ trợ lớn về vật chất quân sự từ Philippines. Những năm gần đây xương bá vùng phía Nam Thái Bình Dương cũng đủ để cạnh tranh với sức mạnh của bộ phận lính đánh thuê đại đường châu Á của đường Tràm. Không lâu trước đây, Mạc Đông lôi tốn 500 vạn, mua một Diêm Vương lệnh cấp C, hai gã cao thủ ám sát Lê Thư M thất bại, tin tức truyền về đảo Diêm Vương, miện quỷ Diêm Quân sau khi nhận được tin tức thì vô cùng không vui. Anh ta định phái người đến Trung Hoa Đại Lục một chuyến, tìm hiểu một chút về bối cảnh của nhà họ Lâm. Chưa kịp đi thì Mạc Đông Lôi đã mang theo 3.000 vạn đích thân tìm đến cửa. Miện quỷ Diêm Quân tiếp đón Mạc Đông Quân, sau đó nghe Mạc Đông Quân kể lại chuyện xảy ra gần nhất của thành phố Tam Giang. Nguyện quỷ Diêm quân mỉm cười nói, giám đốc mạc, tôi và chú ba của cậu cũng được xem như là chỗ quen biết. Cậu yên tâm, cho dù cậu không đến, tôi cũng sẽ không ngồi yên mà không quản đâu. Diêm vương lệnh một khi đã xuất ra, không một ai có thể thay đổi số mệnh của nhà họ Lâm. Mạc Đông lôi nói, Diêm quân đại nhân, quá tốt rồi. Không chỉ là Lâm thư em mờ, còn có Diệp vô phong. Nhất định phải giết chết bọn chúng. Ba ngàn vạn này là tiền thù lao của tôi, mong ông nhất định phải nhận lấy, sau đó công bố một diêm vương lệnh cấp A, giúp tôi giải tỏa những lo lắng trong lòng. Nguyện quỷ diêm quân khẽ nhíu mày, giám đốc mạc, không cần phải dùng binh nhiều như thế. Diêm vương lệnh cấp A bắt buộc tôi phải đích thân ra trận. Đối phó với một tên nhỏ bé như Diệp Vô Phong, thì Diêm vương lệnh cấp B cũng đủ rồi. Mạc Đông Lôi không yên tâm nói, xin hỏi Diêm quân, ông sẽ phái ai đi? Nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Nguyễn Quỷ Diêm Quân cười lớn ha ha, dám đốc mạc, xem cậu căng thẳng chưa kìa. Tôi thừa nhận, lần trước tôi chỉ phái hai tên sát thủ đến trợ giúp cậu, năng lực chiến đấu của bọn họ có hơi thấp một chút. Tôi có chút khinh địch, lần này, cậu cứ yên tâm đi, mặc dù tôi không thể tự mình ra trận, nhưng mà, tôi sẽ để huấn luyện viên trưởng của đảo Diêm Vương Tư Đồ Thú Thiên Đích thân ra trận. Cậu cảm thấy yên tâm chưa? Mạc Đông Lôi đã từng nghe hơn một lần chú ba nói về người này huấn luyện viên trưởng của đảo Diêm Vương và chú Ba giao tình rất tốt, Tư đồ thú thiên là cao thủ cấp tông sư. Bàn về sức chiến đầu thì chỉ xếp sau miệng quỷ Diêm Quân. Nếu như ông ta ra trận, tám người như Diệp Vô Phong cũng không tính là gì. Cho dù nhà họ Bạch có phái cao thủ đến để giúp đỡ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của tư đồ thú thiên. Đặc biệt, việc thực hành Diêm Vương lệnh tuy không phải là trận đấu võ quang minh chính đại, chỉ cần một hành động ám sát nho nhỏ cũng có thể đoạt lấy mạng sống của Diệp Vô Phong và Lâm Thư M. Cuộc đàm phán gia tộc tại nhà hàng Đông Phương Minh Duyệt lần này khiến cho danh tiếng của Diệp Vô Phong trở nên vô cùng rộng lớn, những nhân sĩ thành công của 10 gia tộc lớn ở thành phố Tam Giang, ai cũng không ngờ rằng, nhà họ Lâm lại dám cùng đệ nhất hào gia trở mặt, dùng thủ đoạn để cắn xé nhau. Hơn nữa, Diệp Vô Phong, đứa con rể vô dụng nhất, lại là kẻ đứng đầu trong cuộc phản kích chống lại nhà họ Mạc. Tiền bồi thường ba ngàn vạn, khiến cho thể diện của bố con Mạc Đông Lôi đều mất hết. Cũng làm cho Diệp Vô Phong gần như gỡ bỏ được cái mác phế vật. Nhưng mà có một số người lại cho rằng Diệp Vô Phong quá trẻ tuổi, không kiêng nể gì đi khiêu khích địa vị trên giang hồ của Mạc Tam gia, sớm muộn gì cũng sẽ đầu rơi máu chảy. Nhà họ Bạch có thể bảo vệ được anh ta trong lúc này nhưng làm sao có thể bảo vệ anh ta được cả đời, không bao lâu, nhà họ Lâm sẽ vì sự huy hoàng của ngày hôm nay mà phải trả một cái giá thê thảm buổi sáng hôm nay, khách sạn Hoàng Triều răng đèn kết hoa, vui mừng hân hoan, những người bảo vệ được điều trị trong bệnh viện bây giờ cũng quay về đội. Hôm nay, vốn là ngày phát lương cho các nhân viên của khách sạn Hoàng Triều, Lâm Thư M đã chuẩn bị một phần quà lớn dành tặng cho tất cả nhân viên của khách sạn. Hơn 10 người bảo vệ, 4 người đầu bếp, 4 người công nhân, 8 nữ phục vụ, còn có nữ trợ lý của Lâm Thư M Tử Mạch đã biết được tin tức từ trước, hôm nay giám đốc Lâm sẽ phát lì xì cho mọi người. Đầu tiên, dựa vào số ngày người công nhân đi làm vào tháng này mà phát lương, Lâm thư em mờ nói, hôm trước, khách sạn của chúng ta bị một thế lực gian ác vây đánh. Nhân viên bảo vệ của chúng ta anh dũng tác chiến, trong đó có 5 nhân viên bảo vệ bị thương. Bọn họ đã biểu hiện rất anh dũng để bảo vệ nơi này. Tôi vô cùng biết ơn, tôi quyết định, đối với các nhân viên yêu quý sự nghiệp của mình tiến hành khen thưởng. Mỗi nhân viên bảo vệ tham gia chiến đấu, mỗi người sẽ nhận được 50 vạn tiền mặt. Mỗi đầu bếp tham gia chiến đấu, nhân viên pha chế, mỗi người nhận được 30 vạn tiền mặt. Nhân viên phục vụ của khách sạn, bởi vì bảo đảm kịp thời dịch vụ hậu cần, mỗi người cũng thưởng 10 vạn tiền mặt. Năm nhân viên bị thương, mỗi người sẽ được nhận thêm 10 vạn tiền mặt. Lâm thư M tiêu tiền như nước, làm cho các nhân viên này thật là không thể tin được, giám đốc Lâm, đây là sự thật sao? Lâm thư M nói, lời nói đáng giá ngàn vàng, quyết không nuốt lời. Tử mạch dựa vào mệnh lệnh mà chị mới tuyên bố nói bộ phận tài vụ trong ngày hôm nay phải chi phát cho bọn họ vâng giám đốc lâm lâm thư em mờ cầm tấm chi phiếu đưa cho tiết phi anh phi mặc dù ba người các anh không phải là nhân viên của khách sạn hoàng triều nhưng mà nếu đem ra so sánh thì ba người các anh đóng góp nhiều sức lực hơn ở đây có chút tiền là một chút tấm lòng của tôi anh nhất định phải nhận lấy tiết phi liên tục xua tay giám đốc lâm Tiền thù lao của chúng tôi, cô đã thanh toán từ sớm rồi. Giữ chuẩn mức thù lao dịch vụ là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Phần tâm ý này của cô, tôi không thể nhận được. Diệp Vô Phong cười, "Tiết Phi, phần tâm ý này không phải là của một mình giám đốc Lâm. Có một nửa là của tôi, ba người các anh đều bị thương, chút tiền này là tiền viện phí của các anh. Cho nên cũng không đụng đến tiền phải nộp cho Bạch Nhạn Phi. Tôi và cô Bạch của các anh cũng đã trao đổi với nhau rồi." cô ấy hoàn toàn không có ý kiến. tiết phi nghe nói cô bạch không có ý kiến mới an tâm nhận lấy tấm chi phiếu này. vậy tôi cảm ơn giám đốc lâm và anh phong rất nhiều. cuối cùng lâm thư em mở nói được rồi. hiện tại mọi người tự mình quay về vị trí làm việc đi. hy vọng các bạn sẽ kiên trì nỗ lực coi khách sạn hoàng triều như là nhà của chính mình. sau này chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền. cảm ơn giám đốc lâm cảm ơn giám đốc lâm. sau khi hội nghị kết thúc. Tiết Phi lén lút mở tờ chi phiếu ra, anh ta kinh ngạc phát hiện, bên trong tấm chi phiếu này có đến 300 vạn, ba người này đều vô cùng biết ơn, giám đốc Lâm và anh Phong thật sự giàu có, khen thưởng một chút lại nhiều đến thế. Tiết Phi đem số tiền này chia ra, mỗi người 100 vạn, Mã Vũ Đùa dẫn nói, thật hy vọng, có thật nhiều người giống như Mạc Đông Lôi ở thành phố Tam Giang, một tên vừa ngu vừa giàu có. Hàn Kỳ nói, vậy thì anh em chúng ta chỉ cần đi theo giám đốc Lâm và anh Phong chẳng phải sẽ phát tài rồi sao? Ha ha, chương 67, có dụng ý khác. Buổi chiều, Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi cùng nhau đi dạo ở bờ hồ Nhạn Tây, còn có Tiết Phi đi theo nữa. Mã Vũ và Hàn Kỳ ở lại khách sạn lớn Hoàng Triều để giúp Diệp Vô Phong chuẩn bị xây lại ba căn phòng mà bị Mạc Đông lôi dùng máy xúc rỡ sập mất. Bạch Nhạn Phi đi dạo bên hồ Nhạn Tây, vốn là có dụng ý, cô gái này nhìn qua trông như hoa như ngọc khí chất cao quý. Bạch Nhạn Phi cũng không hiểu rõ về thân phận thật sự của Diệp Vô Phong, cô ấy vốn dĩ tưởng rằng bố của mình đã dùng sức mạnh của gia tộc để tiêu diệt tập đoàn Hàn Thị. Cô ấy sớm đã rất thích cảng bích la loan của thành phố Tam Giang. Chính phủ công khai đấu thầu công trình này, mặc dù nhà họ Mạc dự định chắc chắn sẽ trúng thầu. Nhưng mà, Bạch Nhạn Phi mong muốn có thể gây dựng lại nhà họ Hàn đã bị tiêu diệt chuyện nhà họ Bạch tham gia vào cảng Bích La Loan đã thành công rồi. Bạch Nhạn Phi đã dốc hết sức mình để giúp đỡ Lâm Thư Âm, nhưng trong đó cũng có một phần sự ích kỷ của cô ấy. Nhà họ Mạc ở thành phố Tam Giang hơn 10 năm nay mạnh như rồng hổ, tên cáo giả Mạc Tam gia quả thật vô cùng khó đối phó. Bạch Nhạn Phi vốn dĩ định mượn cớ chuyện này của Diệp Vô Phong và Mạc Lôi Đồng để chọc giận Mạc Tam gia, sau đó sẽ dùng mối quan hệ với cả cảnh sát và xã hội đen để trực tiếp xử lý nhà họ Mạc. Nhưng mà, Mạc Tam gia vô cùng quỷ quái, ông ta thả rằng mất mặt chứ nhất định không trực tiếp gây mâu thuẫn với nhà họ Bạch. Bạch Nhạn Phi đến hồ Nhạn Tây đi dạo, mục đích chính vẫn là để quan sát kỹ cảng Bích La Loan, nếu nhà họ Bạch có thể tiếp nhận việc của cảng Bích La Loan thì nó sẽ cần quy hoạch lại thêm một lần nữa. Cho dù nói như thế nào đi nữa, cảng Bích La Loan là một miếng bánh lớn, nếu Bạch Nhạn Phi đến đây, nhất định phải được chia phần. Sắc trời đã dần dần tối đen, lâm thư âm nói nhạn phi không còn sớm nữa rồi chúng ta đã đi vòng quanh cảng bích la loan những hai vòng rồi đấy còn có gì để ngắm nữa đâu về nhà thôi tối nay tớ mời cậu một bữa hoành tráng bạch nhạn phi cười tớ không muốn ăn một bữa hoành tráng đâu tớ chỉ muốn ăn thử bữa cơm nhỏ bé mà ông xã của cậu tự tay chuẩn bị cho cậu thôi nghe nói tài nghệ nấu nướng của diệp vô phong vô cùng giỏi nha lâm thư âm nói được rồi Hôm nay tớ sẽ để anh ấy nấu cơm, chị em chúng ta không say không về." Bạch Nhạn Phi lại nói, "Thư Âm, mặc dù cậu không có luyện võ, nhưng mà đô cũng không hề thấp nha. Nếu thật sự phải thi uống rượu, tớ thật sự đâu thể làm đối thủ của cậu chứ." Hai người họ trên đường đi về nói nói cười cười, vừa mới đến gần cửa một khu rừng nhỏ, đột nhiên, một âm thanh cười lạnh lẽo từ trong rừng cây truyền đến. Trong lòng Bạch Nhạn Phi hơi rùng mình, cô ấy nghe thấy tiếng cười này vô cùng lạnh lẽo. Nhưng mà vừa nghe thấy liền có thể nhận ra đây chính là một người vô cùng lợi hại, Bạch Nhạn Phi không kiềm chế được một lần nữa nhìn lại nơi âm thanh vừa phát ra. Một người mặc áo khoác gió màu đen, để một mái tóc dài, vẻ ngoài là một người đàn ông lạnh lùng đang từ phía đối diện đi tới, ánh mắt của người đàn ông này lạnh như băng, hơn nữa, mái tóc dài còn che khuất cả nửa khuôn mặt nên càng toát vẻ quỷ quái. Bạch Nhạn Phi không kiềm chế được quát hỏi, ông là ai? Tư Đồ Thú Thiên vốn dĩ cứ tưởng rằng người phụ nữ đi cùng Lâm Thư Âm cùng lắm chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp bình thường, không ngờ rằng sau đó lúc đến gần mới cảm giác được sức mạnh to lớn toát ra từ trên người của Bạch Nhạn Phi, cô gái này đúng là không đơn giản nha, thế mà lại là một võ sư vô cùng lợi hại. Nhưng bên người Lâm Thư Âm lại còn có một người lợi hại như thế này bảo vệ hay sao? Điều này Tư Đồ Thú Thiên thật sự là không thể ngờ đến được. Nhưng mà, Tư Đồ Thú Thiên cũng không quá để ý đến điều đó có thêm bạch nhạn phi cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ông ta. huống chi điện sát ngô tinh vẫn còn đang âm thầm đứng trong bóng tối giúp đỡ ông ta, để ông ta tự mình bắt cô gái này chắc hẳn là cũng không có vấn đề gì. bản thân là một võ sư tuyệt đỉnh, tư đồ thú thiên tự nhận bạch nhạn phi không phải là đối thủ của mình, cho rằng cô ấy cũng không có khả năng cản trở ông ta. ông ta cũng không nói gì cả, cứ hướng phía trước bước đến, mục tiêu chính là lâm thư âm. bạch nhạn phi đã nhìn ra đối phương đến đây là có mục đích hơn nữa đó chắc chắn không phải là mục đích tốt đẹp gì cả cô ấy từng bước một bước lên phía trước người lâm thư âm thấp giọng nói thư âm cậu lùi lại tớ sẽ đối phó với ông ta bạch nhạn phi còn chưa kịp bắt đầu suốt chiêu thì đột nhiên nghe thấy từ đằng sau có tiếng người nói chuyện nhỏ này đâu cần tốn nhiều sức như vậy tôi đã sớm để ý ông già này ông ta đi theo hai người nửa ngày nay rồi nhất định là không có ý tốt đẹp gì bạch nhạn phi quay người lại nhìn Tiết Phi không biết là từ đâu bước đến. Cách hành động của Tiết Phi rất tinh tế, anh ta vốn dĩ vẫn luôn ngồi trên xe BMW để chờ sau khi Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi về nhà sẽ lái xe về sau. Đang lúc tập trung anh ta đột nhiên phát hiện ra có một người đàn ông lạ mặt cũng đang theo dõi Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi, người này nhìn có vẻ lén lút, hơn nữa khi vừa thấy ông ta là một kẻ lão luyện, Tiết Phi liền tập trung sự chú ý. Nhìn thấy tư đồ thú thiên đang đi đến định ra tay động thủ, lúc này Tiết Phi mới âm thầm ra mặt, chuyện này giao cho tôi, cô bảo vệ tốt cho giám đốc Lâm giúp tôi. Lông nghi của Bạch Nhạn Phi hơi rung động, cô ấy biết trình độ võ thuật của Tiết Phi không hề tồi, nhưng mà Tiết Phi mới chỉ gần đạt đến mức cao thủ, căn bản không thể đánh lại đối phương được. Bởi vậy, Bạch Nhạn Phi không hề lùi lại mà nói với Tiết Phi, anh bảo vệ cho Lâm thư âm, chuyện đối phó với ông ta cứ để cho tôi. Vừa nói xong, cơ thể của Bạch Nhạn Phi chuyển động, nhảy thẳng lên chỗ tư đồ thú thiên đang hung hăng lao tới. Bạch nhạn phi không biết tại sao tư đồ thú thiên lại chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, đó là vì trong một lần làm nhiệm vụ ám sát vào sau năm trước, một vụ nổ lớn đã mãi mãi để lại cho ông ta một vết sẹo trên mặt. Khi tư đồ thú thiên chính thực thi một nhiệm vụ ám sát đặc biệt trong nhà một cán bộ chính trị cấp cao của Afghanistan, đối tượng bị ám sát lúc đó có những người người vệ sĩ đều có súng bên người đi theo để bảo vệ nhưng vẫn bị ông ta ám sát như thường. Năm nay Tư Đồ Thú Thiên 43 tuổi, đã từng có 20 năm kinh nghiệm làm lính đánh thuê, tính ra cũng phải thực hiện hơn 10 nhiệm vụ ám sát. Gần như là chưa từng thất bại bao giờ. Loại người hung ác như vậy vẫn luôn là cơn ác mộng của những nhà giàu có. Nắm đấm của Bạch Nhạn Phi nắm cũng vô cùng chắc, cô ấy cũng muốn thử xem bản lĩnh của Tư Đồ Thú Thiên đến mức như thế nào, cho nên Bạch Nhạn Phi không có ý định sẽ nhẹ tay, tay phải của cô ấy hung hăng đấm vào một bên đùi của Tư Đồ Thú Thiên. Ai ngờ khi bàn tay cô ấy chạm đến xương đùi của đối phương, cô ấy lập tức có thể cảm nhận được sức mạnh từ một bên chân này, chính là không thể đánh bại bởi một trường như vậy của mình. Bạch Nhạn Phi là một người thông minh, nếu cô ấy còn khăng khăng tiếp tục dùng lực, có lẽ chính cổ tay của cô ấy sẽ bị gãy rời mất. Cô ấy vội vàng thu lại một nửa phần sức lực trên tay, nhân cơ hội đó, cô ấy di chuyển xoay cơ thể sang một bên, từ tư thế tấn công chuyển thành thế phòng thủ, xoay người một cái, cô ấy lùi lại 2 mét đến chỗ an toàn, Tay phải của cô ấy bị chấn động chắc chắn là đã bị đau, xoay xoay cổ tay vài vòng, Bạch Nhạn Phi lại chuẩn bị tiếp tục tấn công thì thấy Tư Đồ Thú Thiên mặc kệ mình ở một bên, chỉ bổ nhào thẳng đến phía của Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm không biết luyện võ, không nhìn ra được trong hai người bọn họ rốt cuộc là ai lợi hại hơn, nhưng mà có Tiết Phi có thể nhìn ra được tên sát thủ này vô cùng lợi hại đến mức nào. Tiết Phi nhìn thấy tên sát thủ lao đến phía của Lâm Thư Âm nên chạy nhanh đến dùng cơ thể mình che cho cô nhận lấy đòn đánh của ông ta. Tư Đồ Thú Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng một tay ấn mạnh vào bụng Tiết Phi. Tay cứng sẽ làm xương mềm, Tư Đồ Thú Thiên đã quyết định dùng tuyệt chiêu của mình để hạ Tiết Phi chỉ bằng một chiêu. Tiết Phi tuy rằng là một cao thủ võ sư, vẫn còn thấp hơn Tư Đồ Thú Thiên một bậc, nhưng mà anh ta cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm vệ sĩ nên cũng không phải người mới non nớt gì. Tiết Phi đã biết được rằng bản thân đang gặp phải một đối thủ rất mạnh, anh ta nắm bàn tay trái cản lại bàn tay của Tư Đồ Thú Thiên trước đã. Bùm, một tiếng va chạm rất lớn, đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ bị ngăn lại, Tiết Phi cũng bị quay cuồng, có cảm giác sắp hộp ra máu. chương 68, đối thủ quá mạnh. Tên sát thủ này thực sự là quá mạnh, Bạch Nhạn Phi đã nhận ra rằng Tiết Phi vốn không phải đối thủ của ông ta nên vội vàng lao đến giúp Tiết Phi. Anh nghỉ ngơi một chút đi, giao ông ta đấy cho tôi. Bạch Nhạn Phi vừa ra tay giúp Tiết Phi có cơ hội để thở dốc một chút, anh ta nghiêng người tránh ra khỏi trận đấu, điều hòa lại hơi thở, xoa xoa ngực vài cái, trái tim vẫn đập mạnh liên hồi. Anh ta lại nhìn về phía Bạch Nhạn Phi và tên sát thủ kia đang đánh nhau, không lâu sau, Bạch Nhạn Phi cũng đã sắp bị đối phương làm cho liên tục lùi về phía sau. Không được rồi, nếu còn cứ để tình trạng như vậy, chỉ sợ Bạch Nhạn Phi cũng sẽ bị thương mất. Nghĩ đến đây, anh ta không dám chậm chế nữa, hét lớn một tiếng, lao người lên cùng tham gia vào trận đánh nhau, cùng Bạch Nhạn Phi hai người cùng đánh lại tên sát thủ, nhưng cho dù như vậy đi nữa thì hai người bọn họ cũng không có một chút lợi thế nào cả. Tư đồ thiên thú cũng đã cảm thấy sốt ruột, vốn dĩ ông ta cảm thấy có thể dựa vào võ thuật đỉnh cao của mình có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu, vượt qua đám người này để có thể thẳng tay giết chết Lâm Thư Âm, sau đó ám sát Diệp vô phong. Không ngờ tới khi ra tay lại bị hai cao thủ này làm vướng víu chân tay, nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, có thể sẽ làm nhớ kế hoạch của ông ta, Điều này làm sao lại không khiến cho trong lòng Tư Đồ Thú Thiên có chút luống cuống nóng vội được chứ? Trong lúc quính lên, Tư Đồ Thiên thú dường như đã chuẩn bị giết chết hai người cao thủ kia. Đến lúc này, ông ta đã không còn ý định nhẹ tay nữa, mỗi một động tác vung tay nhấc chân đều là một chiêu thức giết người. Bất thình lình ông ta tung cước thẳng vào ngực của Thiết Phi, hai tay của anh ta vẫn cố gắng chống lại nhưng vẫn bị làm cho choáng váng đến mức lao đảo, gần như là ngồi khụy xuống rồi. Tư Đồ Thú Thiên không có một chút do dự nào, cả người lao đến, tay trái tung chiêu, thanh long khoe móng vuốt chụp lấy cổ của Bạch Nhạn Phi. Ông ta ra tay vô cùng nhanh, đối thủ muốn tránh cũng không kịp nữa, cô ấy liên tục lùi về phía sau, tay của ông ta vẫn một mực nắm giữ ngay trên cổ cô ấy. Tiết Phi vừa nhìn thấy Bạch Nhạn Phi gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể cố gắng ngượng thêm được nữa, cả người vốn dĩ đã đau đớn nằm ngã trên mặt đất, thuận thế cuộn người lăn đến như một cơn gió ôm lấy một bên chân của Tư Đồ Thú Thiên. Đây thực sự là một sự lựa chọn cực kỳ mạo hiểm, bản thân nằm bò trên mặt đất để lộ toàn bộ lưng dưới mắt đối thủ, huống hồ đối thủ lại còn là một võ sư vô cùng lợi hại, chỉ cần tùy ý dùng một tay xuất chiêu là có thể lấy mạng của anh ta rồi. Nhưng mà để cứu Bạch Nhạn Phi, anh ta không thể nghĩ thêm gì nhiều nữa, chỉ có thể liều chết ôm lấy một chân bên phải của Tư Đồ Thú Thiên. Tư Đồ Thú Thiên bị anh ta ôm lấy chân, cũng bị làm cho giật mình hoảng hốt, động tác bóp cổ trong tay cũng ngừng lại. Ông ta cúi đầu xuống nhìn thầm mắng một tiếng đúng là tự tìm đường chết rồi lập tức tập trung sức lực đấm thẳng vào lưng của tiết phi bắt anh ta phải buông tay ra tiết phi đã dự đoán được nắm đấm phía sau lưng mình nhưng mà anh ta cũng không dám vì tiện buông tay ra bởi vì như vậy bạch nhạn phi sẽ gặp nguy hiểm anh ta hít một hơi thật sâu cong lưng lên như một con rùa phía sau lưng cố gồng lên nhận lấy một cú đấm của tư đồ thú thiên anh ta vốn dĩ đã kém đối thủ một bậc bây giờ lại lấy lưng đỡ đòn nên hoàn toàn nằm ở tư thế chịu đòn, nhẹ thì cũng không thể cử động lưng, không thì chắc chắn sẽ bị thương vô cùng nặng. Đột nhiên nghe thấy tiếng, âm, một cái, anh ta lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đánh đến nát, nhưng anh ta vẫn còn liều mạng đến tận giây phút ý thức cuối cùng còn sót lại, một ngực ôm chân tư đồ nhất định không buông. Thực sự là không sợ chết mà, tư đồ thú thiên cười lạnh một tiếng, vừa nhấc chân mà tiết phi ôm lấy, muốn đá anh ta bay ra, nhưng anh ta lại như một con run có xương vậy, cứ một mực ôm lấy chân ông ta không buông ra. Tư đồ thú thiên nổi điên lên rồi, đồng tử của ông ta co lại, nâng cánh tay lên, lần này ông ta dồn hết sức lực của toàn thân vào nơi cùi trỏ phải. Nếu một cùi trỏ này thật sự đánh chúng vào tiết phi, anh ta nhất định không thể sống nổi nữa. Trong võ thuật có dạy đấm 10 quyền không bằng một quyền cùi trỏ. Sức mạnh của cùi trỏ còn mạnh hơn một nắm đấm gấp 10 lần. Bạch nhạn phi muốn ngăn lại, cô ấy lớn tiếng hét lên, dừng tay lại. Đừng điên cuồng đánh đấm nữa, cô ấy cũng hơi tức giận, lao thẳng đến đó, dùng tay bóp mạnh cổ của tư đồ thú thiên, hai chân quạp chặt hai bên hông của ông ta. Đáng lẽ ra Bạch Nhạn Phi sẽ không dễ dàng hành động thành công được như vậy, chính là bởi vì Thiết Phi đã ôm chặt một chân của tư đồ thú thiên nên ông ta không tiện hành động, hơn nữa đây còn là tuyệt chiêu có tiếng của Bạch Nhạn Phi, cá sấu ôm cổ. Vốn dĩ cũng chẳng mấy khi bị trượt, Thấy tuyệt chiêu của cô ấy quá mức hung tợn làm cho Tư Đồ Thú Thiên không còn cách nào khác chỉ có thể từ bỏ đòn tấn công tiếp phi, thu cùi trở lại, chỉ đẩy vào ngực Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi vốn là muốn giữ chặt đối phương, còn đang định tăng lực bóp ở cổ thì bị đối thủ đánh trả một cước làm cho cô ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, đành chỉ có thể buông hai tay trên cổ ông ta ra. Nhiệm còn mắng, lưu manh, đánh phụ nữ còn đánh, chỗ này nữa. Tư Đồ Thú Thiên cười lạnh, tôi mặc kệ cô là đàn ông hay phụ nữ trong mắt tôi đều là người đáng chết hết. Khi nói chuyện, ông ta lại còn hung hăng tấn công mấy cái bằng cùi trỏ, Bạch Nhạn Phi bất đắc dĩ đành phải buông tha cho ông ta, hai chân ở trên hông ông ta cũng bỏ ra, quay người nhảy xuống lại té ngã một cái. Đây là tuyệt chiêu của cô, lại lần đầu tiên bị người khác phá hỏng rồi, trong lòng cô ấy cô vùng ảo não. Thực ra đến lúc này rồi, từ đồ thú thiên càng thêm nóng bực, người mình muốn giết thì không thấy đâu, lại ở đây dây dưa mãi với hai người không có ra làm sao này, như vậy chẳng phải như câu nói đúng là kiếm củi ba năm đốt một giờ đúng lúc này cửa xe mở ra lâm thư âm từ bên trong chạy đến có chuyện gì vậy tiết phi nhạn phi a à, đây là ai vậy cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tên hung thần tư đồ thú thiên ông ta cười ha hả đúng là tự mình tìm đến chỗ chết đỡ mất công tôi đi tìm tôi đang muốn tìm cô cô lại tự mình xuất hiện trước mặt tôi đừng hòng thoát được ông ta quát lớn nhìn lâm thư âm đang quay người định bỏ chạy ông ta lao người lên như một con hổ hung hãn vồ con mồi ông ta phi đến chỗ của lâm thư âm một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên bay loáng qua một cái xen giữa từ đồ thú thiên và lâm thư âm đó là bạch nhạn phi lần này cô ấy lại đấu tay với từ đồ thú thiên nhưng cô không đấm hay đá mà đổi cách thức dùng tay khóa các đốt ngón tay của đối phương lại mục tiêu của bạch nhạn phi vô cùng chuẩn xác chính là một chữ quấn lấy. Chỉ cần cô ấy có thể quấn lấy tên sát thủ này, Lâm Thư Âm sẽ có thể chạy thoát. Nhưng cho dù là về võ công hay sức mạnh, bọn họ đều kém từ đồ thú thiên một bậc, kiểu đánh giáp mặt kịch liệt này càng làm cho cô gặp nhiều nguy hiểm hơn, mấy lần suýt chút nữa là lại bị bóp cổ. Tiết Phi lại muốn chạy đến giúp một tay, Bạch Nhạn Phi thấy thế tức giận mắng anh ta, đồ ngốc này. Mau đưa Thư Âm chạy mau đi, cô ấy bây giờ vô cùng quyết tâm đánh cho đến cùng, phải nhất định sống chết với tên sát thủ này, để Lâm Thư Âm có cơ hội để chạy thoát. Tiết Phi đột nhiên hiểu ra, trong lòng lo lắng vô cùng nhưng không còn cách nào khác, đành gác lại, chỉ sợ sẽ không có ai có thể đi được. Vì thế đành bất đắc dĩ quát to, cô nhất định phải cẩn thận. Rồi kéo Lâm Thư Âm nhanh chóng rời đi. Tu đồ thú thiên muốn một phát đánh chết cô, nhưng cơ thể của Bạch Nhạn Phi ở trước mắt uốn lượn như cá, không ngừng chạy vòng vòng quanh người ông ta tuy rằng chỗ nào cũng có nguy hiểm nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể bị tư đồ thú thiên bắt được. Nhìn thấy Lâm Thư Âm đã bị Tiết Phi kéo chạy đi xa trên dưới 100 mét rồi, ông ta đứng ở đây nhưng lại không còn cách nào đuổi kịp được. Tư đồ thú thiên đột nhiên giống lên một tiếng cực kỳ quái dị. Âm thanh từ bụng ông ta thoát ra, gầm gừ từ bên trong mà làm chấn động cả không khí bên ngoài, mặt đất dường như cũng rung động theo. Bạch Nhạn Phi đang chạy quanh người ông ta nghe thấy tiếng giống của ông ta thì trong ngực cảm thấy nôn nao, một luồng máu tươi từ ngực trào lên, suýt chút nữa thì phun ra ngoài, lục phủ ngũ tạng đều cuồn cuộn không ngừng, trong lúc vội vàng cô ấy nhanh chóng dừng chiêu con cá lại, ổn định cơ thể. Từ Đồ Thú thiên cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay chắc như thép đập thẳng vào gáy của Bạch Nhạn Phi, ông ta muốn một phát đập chết cô ấy để có thể đuổi theo Lâm Thư Âm. Chương 69, cả hai bên đều bị thiệt. Thế nhưng Bạch Nhạn Phi lại không hề né tránh, hai tay đan thành hình chữ thập tre trên đầu, tiếp tục kiên cường. Cô đúng là không biết sống chết mà. Từ đồ thú thiên thấy đối phương muốn đọ sức mới mình thì không kiềm chế được quát mắng cô ấy. Ông ta biết phó công của cô ấy kém hơn mình rất nhiều, muốn đọ sức như vậy chẳng khác nào tìm đường chết cả. Miệng thì mắng, từ đồ thú thiên lại đè tay trái lên đầu cô ấy, dồn toàn bộ sức lực lên đó, để tôi xem cô còn có thể ngăn cản tôi đến bao giờ tay chưa chạm đến mà cô ấy đã cảm nhận được sức mạnh từ nó, Bạch Nhạn Phi cảm thấy áp lực không thể chịu nổi chuyên. Nhưng cô ấy bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi nên đành phải cố gắng hết sức dồn lực vào vùng bụng, liều mạng chặn đầu áp lực từ phái trên. Bản thân đã sử dụng 7 phần sức lực, cô gái này thế mà vẫn có thể liên tục đỡ lấy hai trưởng của ông ta. Điều này khiến cho tư đồ thú thiên cũng không nhịn được sự ngưỡng mộ từ tận trong lòng, giỏi lắm một cô gái nhỏ như cô đúng là có nghị lực không sợ cái chết nha. Nhưng mà, hôm nay cô lại làm lỡ mất chuyện lớn của tôi rồi, chắc chắn cô phải chết thôi. Nói xong, lại một tiếng gầm dữ dội, lại một lần nữa vận động đến nội lực, hai tay đồng thời giáng xuống, lần này, ông ta sử dụng đến 9 phần sức lực. Ông ta biết, bản lĩnh võ thuật của cô gái trước mặt chắc chắn 100% không thể chống đỡ nổi một đòn mạnh mẽ này của ông ta, chắc chắn chỉ có thể kiệt sức hộp máu mà chết. Trong lúc nguồn phần nguy cấp, lúc này bạch nhạn phi không còn sức lực để chống đỡ nữa. Cơ thể của cô ấy đột nhiên ngửa ra phía sau, đó chính là chiêu thức cây cầu thép ngã cả người về phía sau. Bằng cách này, lực từ tay của tư đồ thú thiên chỉ trượt qua mặt của cô ấy, phóng về mặt đất ở phía trước, lực vô cùng mạnh tạo thành một cái hố sâu rộng ở trên mặt đất. Tư đồ thú thiên đánh trượt một phát, cảm thấy vô cùng sừng sốt, đột nhiên bạch nhạn phi cuộn người lại hai chân lộn ngược lên giống như một con mãng xả cuốn lấy cánh tay của ông ta. Lực ở tay của phụ nữ không thể bằng đàn ông được, nhưng sức lực ở chân thì khác, trên thực tế cũng không kém với đàn ông là bao. Bây giờ Bạch Nhạn Phi chỉ có thể dùng hết sức ở chân để đối phó với lực tay của tư đồ thú thiên. Tuy rằng võ công của cô ấy kém ông ta mấy lần nhưng kiểu đánh nhau thế này cô ấy vẫn có thể chiếm được một chút lợi thế. Huống chi Bạch Nhạn Phi đã quyết định liều mạng rồi. Trong lúc nguy cấp, cô ấy đã sử dụng chiêu thức tinh túy nhất của mình cá sấu phanh thây hai chân cô vặn lấy cánh tay của tư đồ thú thiên trong tư thế đầu ở dưới chân ở trên giữ ở một tư thế không thể tưởng tượng nổi eo và lưng đột nhiên gồng lên tạo lực chỉ nghe thấy tiếng lộp hộp mấy lần thế mà khớp khuỷu tay của tư đồ thú thiên đã bị bẻ gãy rồi chuyện này có thể nói là chưa từng xảy ra trước đây nhưng ngày hôm nay bạch nhạn phi đã biến nó thành sự thật rồi mặc dù võ công của cô ấy không bằng đối phương nhưng bằng sự liều mạng đến chết, lại bỗng nhiên phát huy được tuyệt chiêu, thế mà cũng lấy yếu thắng được cái mạnh. Lần này cũng thực sự là quá mức tưởng tượng của tư đồ thú thiên. Cánh tay vô cùng đau đớn, miệng ông ta hét to một tiếng, một kẻ ngang ngược phải xin đầu hàng, cả người liên tục run rẩy, hất bay bạch nhạn phi ra xa. Một cú đẩy của ông ta cũng thật sự là lợi hại, cô ấy bay ra xa đến gần 5 mét, ngã xuống đất rồi lập tức hôn mê bất tỉnh uổng phí danh dự của một người võ sư đỉnh cao lại bị một người dưới cấp bẻ gãy cánh tay, đây không chỉ là một thất bại mà còn là một điều vô cùng nhục nhã. Từ đồ thú thiên lại hét lớn một tiếng nữa, loạn choạng hai ba bước lao qua chỗ bạch nhạn phi đá một cước vào bụng cô ấy, ông ta cảm thấy thật sự muốn đá cô ấy đến chết. Chân đã nâng lên định đá nhưng ông ta lại hạ xuống, đồ chết dẫm nhà cô, xem như cô giỏi đi. Cô gái nhỏ, tài năng giết người của cô không tồi, như vậy chắc là bản lĩnh trên giường của cô chắc chắn cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi đây sẽ chơi đùa cô thật vui vẻ cho đến chết để rửa sạch mối hận cho cánh tay của tôi. Nói tới đây, ông ta dùng tay trái để đỡ cánh tay phải đã bị gãy, xương bị gãy làm cho ông ta đau đớn hít một hơi thật sâu. Lúc này, năm người khác mới chậm rãi bước đến gần, võ sư, người phụ nữ này có nên giết hay không? Cánh tay của ông thế nào? Đó chính là địa sát ngô tình thuộc hạ của ông ta, Bọn họ vốn dĩ vẫn luôn canh gác ở trong rừng rậm, cho rằng với bản lĩnh của võ sư thì việc bắt một cô gái trẻ đáng lẽ ra là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ lại khó khăn đến thế, lại còn bị bẻ gãy cả một cánh tay. Nhìn biểu cảm trên mặt của đám thuộc hạ, Từ Đồ Thú Thiên lại cảm thấy nhục nhã xấu hổ đỡ lấy cánh tay bị thương, lạnh lùng nghiêm mặt nói, mục tiêu cần nhắm vào còn chưa xuất hiện, tất cả các cậu hãy quay về canh gác cho cẩn thận. Cô gái này tôi muốn giữ lại, còn một số thông tin tôi muốn tra hỏi cô ta địa sát ngô tinh lại lùi về trong rừng rậm, bạch nhạn phi vừa rồi trong lúc đánh nhau đã sử dụng toàn bộ sức lực, lại còn bị tư đồ thú thiên sử dụng nội công mạnh mẽ đá văng đi nên sớm đã mất đi sức chiến đấu, cô ấy hôn mê vừa mới tỉnh dậy, chỉ có thể nằm ở đó muốn cử động cũng không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn tư đồ thú thiên từng bước một bước đến trước mặt mình. Hừ hừ, một cô gái trẻ quật cường, tốt, tốt lắm, tư đồ thú thiên bước đến, dùng tay vỗ vỗ lên mặt bạch nhạn phi cười cười cô vậy mà lại làm một cánh tay tôi bị thương rồi tôi mà giết cô thì là dễ dàng với cô quá rồi tôi muốn khiến cho cô sống không bằng chết nói tới đây ông ta duỗi cánh tay trái ra kéo cổ áo của cô ấy xuống một đoạn làm lộ ra áo lót bên trong lão già này vốn dĩ đã nhiều năm nay không gần gái hôm nay mới chỉ liếc qua nhìn cơ thể xinh đẹp ngọc nhà của nhạn phi nên không kiềm chế được dục vọng đang nổi dần lên vừa lúc suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân thì đột nhiên bên tai truyền đến một trận xé gió dữ dội, tư đồ thú thiên cực kỳ nhanh nhạy cảm nhận được nguồn lực truyền đến, lập tức nghiêng đầu né được một khối đá xẹt qua đầu. Đằng sau một cái cây, Tiết Phi mang theo một cái côn thật là dài bước ra, lão già xúc vật kia. Ông dám động vào một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ đập cho ông biến thành bùn lầy cho xem. Anh ta đã dẫn Lâm Thư Âm chạy đi được một đoạn rồi, nhưng vì lo lắng cho sự an nguy của bạch nhạn phi nên anh ta đưa lâm thư âm đi trốn tạm ở một nơi còn làm cho cô khó có thể tự ý ra ngoài tiết phi tìm một cây côn dài sau đó quay lại đấu với ông ta tư đồ thú thiên nhìn thấy anh ta chỉ đi có một mình cười chế nhạo nói nhờ vào một mình cậu mà có thể sao nói còn không có tí xấu hổ đỏ mặt nào đừng có thấy lão già tôi đây bây giờ chỉ còn lại một tay mà coi thường tôi đây còn có thể nghiền nát cậu thành con dẹp Cậu có bản lĩnh thì thử qua đây chịu chết xem nào." Tiết Phi biết bản thân mình còn lâu mới có thể là đối thủ của ông ta, nhưng anh ta bây giờ chỉ có thể liều sống chết một phen, nắm chặt cây côn dài trong tay, vung lên hai cái, anh ta hy vọng có thể dựa vào vũ khí trong tay để chống đỡ một lúc. Lúc này Bạch Nhạn Phi yếu ớt tỉnh lại, nói với anh ta: "Tiết Phi, anh không cần lo cho tôi, anh mau chạy đi." Tiết Phi nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu, nếu đi thì chúng ta phải đi cùng nhau." nếu không chết cũng phải chết chung. Được lắm, nghe đúng là một tên vệ sĩ có tình có nghĩa nha. Tư đồ thú thiên lạnh lùng nói, rồi đột nhiên ông ta vụt đến trước mặt Tiết Phi. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cánh tay tê dần dần, khi nhìn lại thì thấy cây côn dài trong tao không biết đã bị đối thủ cướp mất. Tư đồ thú thiên một tay cầm côn, bước lên phía trước một bước, dùng cây côn như giáo đâm vào ngực Tiết Phi đột nhiên một giọng nói lạnh lùng như băng truyền đến từ nơi nào đó cực kỳ xa mà cũng như cực kỳ gần ngay đó, cậy mạnh hiếp yếu, cậy nam khinh nữ, cái bản lĩnh chết tiệt gì vậy. Giọng nói đó không quá lớn, nhưng lại cực kỳ có sức mạnh xuyên thấu, giống như một con dao găm vô hình lướt qua trước mặt tư đổ thú thiên làm cho ông ta không kiềm chế được phải lùi về phía sau hai bước, cây côn trong tay cũng rơi xuống. Ông ta không dám chậm chế một tay cầm chặt cây gậy lớn, chuẩn bị sẵn tư thế đánh trả từ cả bốn hướng, Toàn thân nấp sau cánh cửa, sau đó mới cẩn thận kiểm tra xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Lúc này ông ta mới phát hiện ra, ngay bên trái phía sau của ông ta, không biết từ khi nào có một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng âm thầm đứng đó. Người đàn ông có dáng người cao lớn đứng yên lặng, không ra tay ngăn cản, không phá cửa, nhìn toàn người đều dường như là vô hại, nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại khiến cho Tư Đồ Thú Thiên cảm thấy một áp lực vô hình cực lớn. Đúng vậy, người đó chính là Diệp Vô Phong. Khi Lâm Thư Âm đã gửi cho Diệp Vô Phong một tin nhắn cầu cứu, anh vẫn còn ở trong khách sạn lớn Hoàng Triều. Cho dù có cướp xe phóng đến đây, vòng qua vòng lại cũng phải mất hơn 20 phút. Sự việc khẩn cấp, Diệp Vô Phong phải sử dụng đến công phu khinh công của mình để nhảy qua các mái nhà để đến đây, một đường thẳng chạy đến, bỏ qua các lối đi lòng vòng, chỉ chưa đầy 10 phút đã có thể đuổi đến nơi xảy ra sự việc. Nhưng dù vậy thì anh vẫn là đến chậm mất một bước, Bạch Nhạn Phi đã bị thương nặng mất rồi chương 70, châu chấu đá xe. Anh không để ý đến từ đồ thú thiên, bước vài bước đến chỗ Bạch Nhạn Phi kiểm tra vết thương của cô ấy. Thấy Diệp vô phong đi đến, trong lòng cô ấy vô cùng vui mừng, cực kỳ xúc động, suýt chút nữa lại rơi vào hôn mê, cố hết sức lực nói với anh, anh đến là tốt rồi. Tôi không sao cả, hãy bảo vệ thư âm, đừng để lão già này chạy thoát. Diệp vô phong xem qua vết thương của cô ấy, thấy cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng nên cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh vẫy vẫy tay ý bảo Tiết Phi đến chăm sóc cho cô ấy, còn bản thân thì đứng dậy để có thể chuyên tâm đối phó với tên Tư đồ thú thiên này. Lâm Thư Âm vốn dĩ đang trốn ở một đám cây xanh, nhìn thấy Diệp vô phong xuất hiện nên phấn khích nhảy ra, từ đằng xa nhảy cẫng lên gọi, vô phong, cuối cùng thì anh cũng đến rồi, anh mau đập cho tên đổi bại ấy một trận đi. Cô không biết võ thuật, cũng không biết đối thủ trước mặt mạnh mẽ hung hãn đến mức nào, nhưng cô tin tưởng người đàn ông của mình chính là người mạnh nhất. Tư Đồ Thú Thiên lại hăm hở nhận xét sức mạnh của đối thủ, ông ta cẩn thận ước chừng trình độ võ thuật của Diệp Vô Phong, nhưng ông ta cảm thấy hơi thở của đối phương dường như có mà như không, chỉ trong một thoáng chốc thế này thì không thể đánh giá chính xác trình độ võ thuật của anh. Đến lúc này, không thể đánh giá đối thủ được nữa, ông ta chỉ có thể lạnh lùng nói, thì ra mày chính là Diệp Vô Phong à. Được lắm, đỡ tốn công tao phải đi tìm, mau đến đây chịu chết đi. Diệp Vô Phong mỉm cười, từ Đồ Thú Thiên lớn tiếng như vậy không sợ đứt lưỡi sao? ông có thể đánh thắng tôi sao? lớn từng này tuổi rồi còn không biết xấu hổ. Tư đồ thú thiên vốn dĩ đã sẵn sàng đối phó với đối thủ, nhưng không ngờ anh lại bày ra một bộ mặt tươi cười hi hi ha ha giống như là hoàn toàn không coi bản thân ông ta ra gì cả. điều này làm cho trong lòng ông ta sinh ra một chút nghi ngờ, người thiếu niên ung dung trước mặt mình có phải là Diệp vô phong hay không? Long môn Tư lệnh Diệp vô phong nổi tiếng khắp nơi nhưng tư đồ thú thiên cũng mới chỉ biết đến anh qua một số tài liệu chứ cũng chưa từng gặp mặt qua người thật. Nghe nói người này khi xuất hiện ra mặt thường thích mặc một bộ trang phục màu đen, mặt trên có theo hình một con rồng. Bộ trang phục con rồng ấy chính là một bảo bối có giá trị vô cùng lớn, dao súng không phá được, lửa nước cũng không hủy được. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi đang trơ mắt nhìn tùy tiện đứng đó, bộ dáng cả lơ phất phơ giống như đang đi dạo ngoài chợ vậy, trang phục trên người nhàn nhã, căn bản cũng không có hoa văn hình rồng trên đó. Đây có phải là Diệp Vô Phong không? Lệnh của Diêm Vương ghi rõ là phải giết chết Long Môn Tư lệnh. Lúc này, mấy tên thuộc hạ kia của Tư Đồ Thú Thiên, cái gọi là địa sát ngũ tinh từ trong rừng rậm đi ra. Hiện tại mục tiêu bọn họ muốn giết đã xuất hiện rồi, bọn họ cũng không cần thiết phải ẩn trốn nữa. Triệu Thiên Sư cách Tư Đồ Thú Thiên gần nhất, anh ta nịnh nọt ông ta, huấn luyện viên, tôi thấy tên nhóc này cũng chẳng có gì tài giỏi cả, ông cứ nghỉ ngơi một lát đi tôi sẽ tóm cổ hắn cho tư đồ thú thiên không dám sơ xuất triệu thiên sư các cậu đứng bao vây xung quanh ngay tại chỗ đó để ngăn không cho cậu ta chạy trốn tôi muốn tự tay mình bắt lấy cậu ta khi nói chuyện một nửa bên mặt của ông ta run rẩy một hồi theo cả cơ thể ông ta lại dùng tay trái buộc cánh tay áo bên phải lại cố định nó ở bên hông cài cửa lại diệp vô phong nhìn cánh tay bị thương của ông ta thở dài nói tư đồ thú thiên Vốn dĩ tôi cũng muốn đánh nhau với ông một trận ra trò, nhưng mà, nhìn cánh tay này của ông có vẻ không tiện cho lắm, bây giờ đánh mà tôi thắng ông thì cũng chẳng có gì là vinh dự cả. Đánh chết ông, ông cũng sẽ không chịu phục, hay là như vậy đi, bây giờ ông cứ chạy trốn khỏi đây đi, chờ khi nào dưỡng thương xong, chúng ta sẽ đấu với nhau thêm lần nữa. Nhóc con, đừng có nằm mơ, Tư Đồ Thú Thiên một tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong, đồng tử của ông ta dần dần co lại lão già tao cho dù một cánh tay này có bị phế đi nhưng để mà dạy dỗ loại người nhỏ bé như mày vẫn còn dư sức ông ta cũng thực sự là không hề sợ hãi dựa vào kinh nghiệm nhiều năm luyện võ tinh thần của một người võ sư đỉnh cao thực sự là sẽ không bao giờ để diệp vô phong vào trong mắt hai chân đang đứng yên đột nhiên ông ta hít một hơi thật sâu vận động làm cho khí lực toàn cơ thể chuyển động lần này ông ta đã sử dụng toàn bộ nội lực của mình toàn thân thở gấp nhanh như gió lại vừa nóng ran như bị nham thạch sôi sùng sục rót vào, sức nóng dâng trào, ông ta dường như có ý định ra tay sẽ lập tức thiêu đốt người thiếu niên kia. Đám người triệu thiên sư đứng bên cạnh ông ta cũng nhìn ra điều đó nên đồng loạt phấn khích đứng lên, cảm thấy như chính mặt mình cũng đang nóng lên. Bọn họ chưa từng thấy huấn luyện viên tức giận kinh khủng đến mức đó bao giờ cả nên theo bản năng bọn họ cũng lùi lại ba bước về phía sau. Từ đồ thú thiên nghiến từng bước chân về phía trước, đến gần chỗ của Diệp vô phong anh cũng dần cảm nhận được nội lực đang nóng cháy của ông ta trong lòng cũng ngầm thán phục lão già này quả nhiên cũng không hề đơn giản có thể thấy bạch nhạn phi vừa rồi sống chết đánh nhau với ông ta chắc chắn là phải chịu rất nhiều áp lực hay thế mà vẫn còn có thể làm cho ông ta bị gãy một cánh tay cô ấy thật sự cũng liều mạng quá đi mà nhìn thấy diệp vô phong đã tiến vào phạm vi tấn công của mình ông ta bỗng nhiên dồn sức gào to một tiếng ra tay vô cùng chuẩn xác vừa xuất chiêu đã là một chiêu thức chết người lòng bá thế giới. Ông ta biết bản thân mình bị thương một bên cánh tay nên không nên đánh lâu dài, phải một phát đánh hạ đối phương mới là tốt nhất. Lòng bàn tay của ông ta chém một đường chéo từ trên xuống dưới, trên không trung đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy cuồn cuộn, thậm chí còn mơ hồ có cả tiếng sấm sét nổ mạnh, cảnh tượng giống như là một con rồng cuộn mình, ông ta nhắm thẳng vào mặt Diệp Vô Phong, ông ta đã dùng đến 9 phần sức lực. Tóc của Diệp Vô Phong bị gió của ông ta thổi bay hỗn độn nhưng trong lòng anh thì không hề rối loạn. Chờ khi lực đánh của đối phương đã đến sát mặt mình, dường như chỉ còn cách có 10cm, bây giờ chính là lúc đối phương không thể thay đổi chiêu thức nữa, anh mới đột nhiên hét lớn một tiếng, chiêu thẳng đến Hoàng Long. Một đường nắm đấm này có anh nhìn thì rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một hướng đấm thẳng. Nhưng theo lý thuyết của môn quyền anh, đây đúng là được gọi là dùng thẳng bẻ ngang, đối thủ dùng cách đánh theo đường chéo, nhìn khí thế có vẻ dữ dội nhưng tốc độ lại rất chậm chạp, cách đánh thẳng của diệp vô phong mặc dù đánh sau nhưng lại chạm đến mục tiêu trước lại nhắm đúng vào cánh tay đang buộc bên hông của ông ta nói cách khác thì là khi mà nắm đấm của ông ta còn chưa chạm đến mặt của diệp vô phong thì nắm đấm của anh ra sau nhưng đã đánh trúng vào cánh tay bên hông của ông ta chỗ đó vốn dĩ chính là điểm yếu nhất của ông ta dường như là không có khả năng đánh trả lại một lần nữa bị tác dụng lực mạnh lên cánh tay này của tư đồ thú thiên có lẽ đã bị đánh gãy thành từng đoạn mất rồi từ đồ thú thiên vô hùng kinh sợ, đến lúc này mới thực sự ý thức được kỹ thuật của người đàn ông trẻ tuổi này quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Ông ta không dám tiếp tục ra đòn nữa, thu người lại ngồi trồm hổm trên mặt đất, đây chính là chiêu thức phòng thủ gọi là long bàn rình mồi. Ông ta vốn dĩ là dùng bàn tay chém chéo xuống phía dưới, đột nhiên lại thu khuỷu tay lại, cánh tay bị buộc lại đẩy diệp vô phong ra, hơn nữa ông ta còn dùng khuỷu tay để tấn công tạo cho ông ta một chiêu thức đánh nữa sức chiến đấu của tư đồ thú thiên này quả là không hổ danh là một vị võ sư có cấp bậc đỉnh cao. Hoàn cảnh càng nguy cấp càng có thể kích thích kỹ năng đặc biệt của ông ta. Ông ta là một huấn luyện viên cũng không phải chỉ là tin đồn thất thiệt mà là thực sự có tài. Địa sát ngô tinh đứng bên cạnh quan sát hai người vật lộn với nhau mà mắt trợn mồm há hốc hết với nhau, không quên liên tục hô, hay lắm. Diệp vô phong quan sát đối phương một tay khô ngang, xé mây chặt núi, anh vươn một tay ra chống đỡ, cao đó cơ thể dùng lực tung bay nhẹ nhàng giống như một con diều trong gió, nhẹ nhàng phóng khoáng, lùi ra xa 2-3 mét, còn quát một tiếng, được lắm. Lão già này không hề đơn giản nha, đến đây, tư đồ thú thiên cẩn thận suy nghĩ một hồi, người đàn ông trẻ này vốn dĩ là có cùng thực lực tương đương với ông ta, bây giờ ông ta lại đang bị thương một cánh tay mà lại cùng đánh nhau với anh thì thật là không phải đang tự rước khổ vào thân hay sao. Nghĩ đến đây, ông ta thu cơ thể lại, dùng hai chân liên tiếp tấn công, ông ta muốn đấu chân với Diệp vô phong một trận xem sao. Lốc xoáy chân rồng từ đồ thú thiên nằm sắp cơ thể xuống, hai chân của ông ta liên tục đá ra, hai chân ông ta mãnh liệt đạp vào các khớp ngón tay của Diệp vô phong. Sức lực trên hai chân của ông ta vốn mạnh mẽ hơn ở nắm đấm tay, liên tục quét đến người Diệp vô phong giống như hai thanh búa lớn nhất định phải đập gãy hai chân của Diệp vô phong diệp vô phong nhìn thấy ông ta xông tới mạnh mẽ thì cũng không muốn đỡ đòn mà thu thân mình một cái rồi vù một cái nhảy lên giữa không trung chiêu diều hâu đấu với thỏ dùng để đánh đối thủ từ bên trên các cao thủ khi đánh nhau đều là phải nắm được điểm yếu của đối phương lấy cái mạnh lấn át cái yếu diệp vô phong bây giờ chính là chỉ nhắm vào cánh tay phải viết văn đang bị thương của ông ta thế nhưng tư đồ thú thiên cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào quát to một tiếng mau tới đi châm lửa đốt trời, ông ta muốn giữ lấy hai cổ chân của Diệp Vô Phong rồi sau đó sẽ dùng lực quang anh văng ra xa. Tay ông ta vừa mới chạm tới một bên chân của anh, cả người Diệp Vô Phong lại bỗng dưng như một con cá chạch, đột nhiên không thấy anh ở đâu nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 71, đánh bại kẻ thù Việc này làm cho tư đồ thú thiên cực kỳ sợ hãi, rõ ràng là mới ngay trước mặt, tại sao đột nhiên lại không thấy nữa ông ta liền căng thẳng ở trong tư thế phòng thủ, ánh mắt nhìn xung quanh, lại nghe được Diệp Vô Phong đứng ngay phía sau ông ta cười lạnh một tiếng. Ông già à, không phải là của ông có vấn đề gì rồi chứ, như thế nào tôi đứng ngay tại đây mà ông lại không nhìn thấy. Giọng anh tuy nhỏ, nhưng tư đồ thú thiên lại nghe như tiếng sấm bên tai vậy. Bởi vì vốn dĩ ông ta có năng lực nhận biết được hơi thở của kẻ thù trong phạm vi mấy chục mét, mỗi một cử động nhỏ thôi đều có thể quan sát được, thế nhưng tại sao bây giờ kẻ thù đứng ngay phía sau mình mà mình lại không biết? Ông ta không hề biết được rằng giờ đây Diệp Vô Phong đã có thể kiểm soát được hơi thở của mình, bình thường có thể để thả trong phạm vi 10 mét, nếu như không thể để hơi thở được truyền ra, liền có thể hết sức thu vào, giống như trời yên biển lặng mà không có sóng lớn, hệt như một khối điêu khắc vậy. Từ đồ thú thiên liền vội vàng sử dụng tuyệt chiêu, bá vương chấn giáp. Mới vừa rồi Bạch Nhạn phỉ chính là bị ông ta dùng nó đánh bay đi ông ta hét lớn một tiếng nội lực kích thích đột nhiên toàn thân run rẩy nhưng đã chậm rồi diệp vô phong đứng ngay ở phía sau dùng đầu gối của anh đập vào đùi phải của ông ta lập tức liền khuỵu xuống lúc này bá vương chấn giáp mới được phát ra đã bị quỳ trên mặt đất rồi thì bá vương còn xíu uy lực gì nữa đâu cũng chỉ có thể làm rung động cả một mảnh đất diệp vô phong lại còn không cho ông ta bất cứ cơ hội nào nữa anh nhấc chân đá vào háng của ông ta một cái Răng rắc, đùi Tư Đồ Thú Thiên cũng bị vỡ ra, cả người của ông ta bị đá ra ngoài, lăn một đường thẳng, đụng vào một gốc cây cổ thụ gần đó thì mới dừng lại được. Tư Đồ Thú Thiên ngồi dậy dựa vào cây cổ thụ, ông ta vừa muốn đứng dậy, dùng lực một chút lại phát hiện một bên chân của mình đã bị bẻ gãy, căn bản là không thể sử dụng lực được, thân thể nhoáng lên một lúc rồi lại bị tụt ngồi xuống. Diệp Vô Phong không chút hoang mang, thân thể run rẩy một chút. Chậm rãi giơ tay lên, miệng cười như không cười nhìn tư đồ thú thiên, ông già này có phục hay là không? Suốt cuộc ai mới là người mạnh miệng đây? Tư đồ thú thiên cúi đầu không lên tiếng, mấy người bên cạnh quan sát trận đấu nãy giờ liền lập tức vây lại, huấn luyện viên, huấn luyện viên thầy làm sao vậy? Mọi người cùng xông lên, giết anh ta. Mấy người này lại cũng không biết lượng sức mình, thầy của mình có năng lực ra sao, bây giờ đã bị người ta đánh nhận không ra mặt mũi, thế mà bọn họ vẫn còn muốn tiến lên, vậy chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ hay sao? Diệp vô phong cũng không quay đầu lại, tai nghe tiếng gió thổi để phân biệt vị trí, chờ cho bọn họ đánh tới từ phía sau, anh đột nhiên xoay người phủi một cái, cũng giống như đánh nhau với ruồi bọ bình thường, ba người kia lại giống như bị điện giật, có người ôm chân, có người xoa đầu, ôm thắt lưng lùi về. Đứng sau vòng vây của ba người bọn họ, giúp tư đồ thú thiên giành được cơ hội. Ông ta mãnh liệt ngóc đầu lên, giống to một tiếng, đem toàn bộ chút sức lực cuối cùng đánh ra một trường, hoàng thôi côn lôn, về phía Diệp Vô Phong. Nếu một trường này mà có thể đánh chúng thì chính là chuyển bại thành thắng. Ông ta muốn dùng một cú cuối này để cùng với Diệp Vô Phong sống chết. Diệp Vô Phong cũng dựng thẳng tay ở trước ngực đánh ra một nửa trường từ lòng bàn tay. Từ đồ thú thiên ngồi ở đằng kia, lưng dựa vào cây đại thụ, dùng toàn lực đánh ra một trường, thế nhưng ông ta vẫn bị đẩy lùi nửa bước. Diệp Vô Phong dưới chân liền vận lực, đạp đất một cái lại tạo ra một cái hố to sâu ba tấc thân hình mới đứng vững được anh cười lạnh một tiếng dĩ nhiên là đang điều hòa nội lực nhìn đối thủ của mình bên kia còn không cử động được bên này anh cũng xếp bằng đầu gối ngồi xuống đất diệp vô phong còn dư được một chút sức lực để nói chuyện ông già nếu như tôi đứng để đánh nhau cùng ông thì chẳng khác nào đang khi dễ ông quá bây giờ hai bên cùng ngồi xuống làm đi cả hai người đều cùng ra một trường đều cùng khoanh chân mà ngồi nhưng Tư Đồ Thú Thiên đã được thuận tiện hơn đôi chút nhờ dựa vào cây cổ thụ rồi. Diệp Vô Phong lại không thèm để ý, một trưởng dùng lực, trưởng còn lại cất vào bên hông dùng bị phòng hờ năm sát thủ bên cạnh đánh lén. Tư Đồ Thú Thiên dựa vào sau lưng cây cổ thụ, một lần nữa thôi thúc 10 phần nội công, ông ta không tin rằng chính mình đã luyện tập được hơn phân nửa cuộc đời rồi, thế nhưng lại bị thất bại bởi một thằng nhóc. Trong lúc đó giống to một cái, tất cả cái cây to ở đó đều rung chuyển, lá rơi rụng đầy xuống đất nội lực của ông ta dường như muốn long trời lở đất lại dùng tay công kích tới hướng của diệp vô phong ở bên này diệp vô phong giống như đang đứng giữa đại dương bao la giữa những tảng thiên thạch đang bay tới thoáng cái liền biến mất giữa những con sóng lớn biến mất không dấu vết tiết phi cầm trong tay cây gậy dài đứng bên cạnh khiêu khích vô phong anh còn cùng với ông già này cọ sát làm gì nên dáng cho ông ta một gậy chết liền tại chỗ thì hơn anh xuất hiện cổ vũ vốn dĩ địa sát ngô tinh đang ở trong rừng rậm ẩn thân chờ đợi, thấy anh tới thì lập tức xuất hiện, vây quanh tiết phi, la hét quyết đầu ác liệt. Diệp vô phong vốn cũng muốn hạ gục tư đồ thú thiên một cách nhanh chóng, nhưng lại nhìn lại bản thân cùng với tư đồ thú thiên và bạch nhạn phỉ liều mạng tranh giành nội lực, ông ta dựa vào nội công thâm hậu của chính mình mà đẩy bạch nhạn phỉ vào chỗ nguy hiểm. Hiện tại anh chỉ muốn dùng, gậy ông đập lưng ông, mà thôi. Cho nên, Diệp vô phong cũng không có sốt ruột mà vẫn cùng lúc đánh ra hai trường, phải buộc để ông ta tiêu hao hết nội lực của mình, nếm trải mùi vị thế nào là bị đối thủ của mình cho ăn một quả đắng. Đến lúc này tư đồ thú thiên đã bị đẩy vào bước đường cùng rồi, có thể cảm giác được nội lực của mình đang dần dần hao mòn, nguyên khí của mình đang từng giọt rút cạn, cả người đang dần dần yếu đi, điều này làm cho ông ta cảm thấy đau xót từng cơn. Ông ta đã sống cả một cuộc đời vất vả, lại cực kỳ kiêu ngạo, luôn tự nhận mình là vô địch thiên hạ, thực sự không hề nghĩ tới rằng mình đã luyện tập cả nửa cuộc đời thế nhưng giờ đây lại phải chịu thua dưới tay của thanh niên này, dù có không bằng lòng thì cũng phải chấp nhận, ở anh ta lại không có sự lợi dụng, không có sử dụng thủ thuật, nhất định là đã dùng 100% năng lực của chính bản thân mình để chiến thắng. Tư đồ thú thiên đột nhiên tự cắn lưỡi của chính mình, phập một cái máu tươi phun ra, ông ta tự cắn động mạch của chính mình, sau đó dùng chính máu của mình để tung ra một trường cuối cùng. Diệp vô phong nhìn ông ta đột nhiên dùng phương pháp tà đạo này, có chút kinh ngạc nhưng cũng không trần chờ. Thân thể anh liền lách sang một bên để tránh khỏi ngụm máu giờ đó. Lập tức liền cảm giác nội lực của đối thủ bùng nổ, ầm ầm tiến tới, ông ta liền tiến lên phía trước, dùng một trường cuối cùng kia để tấn công một bên. Một trường cuối cùng của ông ta quả nhiên là lợi hại, đánh Diệp vô phong văng cả vạt áo, vụt một cái lên trời cao lên tới tận 5 mét chúng ngay địa sát ngũ tinh phía sau lưng. Anh nhảy lên 2 mét tại chỗ rất cao, thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất chết. Mà bên này Tư Đồ Thú Thiên phun một ngụm máu tươi ra, thân thể mềm nhún suy sụp uể oải, trượt dọc theo thân cây xuống, hô hấp cũng chỉ có thở ra mà không có hít vào. Ông ta không ngờ rằng chính mình đã tung hoành giang hồ bao lâu nay, giết vô số người, danh tiếng vô tận ở đất nước Trung Quốc nhỏ bé này. Cả một đời khó đánh bại, thế mà lại bị đánh bại thê thảm như thế này. Tư Đồ Thú Thiên vừa chết, địa sát ngô tinh đang vừa đánh nhau một trận, liền đánh ngã tiết phi, lập tức vây lại tư đồ thú thiên. Nhìn cổ ông ta đã lệch sang một bên, máu loãng còn đang từ miệng ào ào chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảnh áo trước ngựa. Địa sát ngô tinh ngày thường có quan hệ rất tốt với tư đồ thú thiên, có thể nói vừa là một người thầy vừa là một người bạn. Vừa rồi họ cũng nghĩ rằng sẽ qua giúp ông một tay, nhưng ông già này đó giờ vẫn luôn kiêu ngạo, không thích nhờ sự giúp đỡ của người khác, kết quả lại bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Thấy mấy sát thủ vây lại mình, Tư Đồ Thú Thiên liền dùng hết sức lực cuối cùng, giơ ngón tay muốn nói mấy câu, giết, Long Môn. Chỉ có thể nói ra vài từ, cuối cùng cũng không thể nói nên lời, ngón tay rơi xuống, ôm theo nỗi hận mà chết. Mấy sát thủ gào to một tiếng, Tư Đồ Thú Thiên đã không còn nghe được nữa rồi. Năm người quay đầu lại nhìn thấy Diệp Vô Phong, ánh mắt đỏ bừng, "Là anh, anh đã giết thầy của chúng tôi." chương 72, tiêu diệt sự liên minh của thế lực tàn ác. Diệp vô phong đứng ở đó vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng trả lời là ông ta nên được trừng phạt bởi tội ác của mình. Triệu thiên sư nhớ tới mấy chữ cuối cùng mà tư đổ thú thiên để lại, tức giận đứng dậy nói anh chính là người của Long Môn. Anh tên là gì, có dám nói ra trước mặt chúng tôi hay không? Bốn người còn lại cũng cùng lúc tiến lên, vây quanh Diệp vô phong. Làm sao mà không dám, anh có cần tôi cho kiểm tra hộ khẩu hay không? Diệp Vô Phong cười hì hì nói, các anh cứ đi thăm dò tùy thích, tôi chính là Diệp Vô Phong. Các người đều là người của đảo Diêm Vương đúng không? Có bản lĩnh cứ tới đây đòi mạng của tôi. Quả nhiên là anh ta, vài người quay sang nhìn lẫn nhau, trong lòng không khỏi sợ hãi. Vài người trong địa ngũ sát tình có quan hệ rất tốt với tư đồ thú thiên, ngẫm lại liền hiểu rõ tại sao thầy của mình lại chết thảm như vậy, trong lòng không khỏi giấy lên ngọn lửa báo thù, Cắn răng nói, mặc kệ anh là ai, giết chết thầy của chúng tôi thì phải đền mạng." Triệu Thiên Sư suy nghĩ so sánh một lát, anh cân nhắc tình hình vừa rồi trong đầu một chút, cho rằng tư đồ thú thiên sở dĩ bị Diệp Vô Phong đánh bại, chính là tại vì trước kia đã bị thương rồi, thực lực cũng bị tổn hại hơn phân nửa. Nếu như hiện tại cả năm người chúng ta cùng tiến lên, kết hợp thành tử ngọ trận, không nhất thiết là phải đánh bại đối thủ. Huống chi vừa rồi vừa đánh một trận ác liệt như vậy, hẳn là cũng đã tiêu hao không ít năng lượng nghĩ đến thế triệu thiên sư liền lập tức ra lệnh các anh em xông lên giết chết tên diệp vô phong này để báo thù cho thầy bốn người còn lại cùng lúc đồng ý hò hét nhau xếp tử ngọ trận thực chất tử ngọ trận chính là xếp thành một hàng dài từ nam đến bắc nhìn thì đơn giản nhưng lại có thể biến hóa khôn lường cùng với anh cả triệu thiên sư đang không ngừng hò hét tử ngọ trận biến hóa không ngừng ở giữa lõm xuống hai đầu vừa thu lại liền trở thành một mặt quạt, thành hình dạng một nửa vây quanh, vây diệp vô phong ở giữa. Mọi người cũng không có gấp rút, công kích mà là đều âm thầm thủ một thế đánh cho riêng bản thân mình, thiết lập môn phái. Trong chốc lát, các khớp xương của địa ngũ sát tinh nổ tung như những hạt đậu tựa như hỗn loạn, xem ra cũng không phải là tầm thường. Chính xác, đều làm như anh cả triệu thiên sư cùng với anh ba đều đã đạt tới trình độ sơ cấp của bậc thầy rồi, cùng một số người khác, lộc nhị hiếu, Vưu Tứ Bảo, Vệ Ngũ Tinh cũng đều là ở cấp độ đại sư. Mấy người họ liên thủ thành một trận pháp, lực sát thương vì đó mà nhân lên thêm. Diệp vô phong ngay từ đầu đã chẳng xem mấy người này ra gì, cảm thấy rằng dù trình độ tới đâu thì cũng sẽ không cao siêu hơn tư đồ thú thiên, cũng sẽ không tốn quá nhiều công sức để có thể đánh bại mấy người họ. Nhưng sau một hồi giao đấu, thì mới phát hiện rằng không phải là như vậy. Bởi vì khi anh ra tay tấn công triệu thiên sư, anh ta đột nhiên lùi về phía sau, nhưng đối thủ ở hai bên đầu liền lập tức tấn công đánh úp lại. Diệp vô phong lùi về phía sau một bước, vừa mới đẩy lùi đối thủ bên hông, liền phát hiện tử ngọ trận đột nhiên biến thành hai hình tam giác, tên là tam tài thiên địa, đánh lén một cách mơ hồ. Thì ra đây là một trận địa, đến lúc này Diệp vô phong mới phát hiện ra rằng mấy tên này so với tư đồ thú thiên còn khó đối phó hơn. Bởi vì mặc dù công lực không cao, nhưng bọn họ lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, hình thành một tổ chức sát thủ có năng lực. Diệp vô phong cao mày một cái, cùng với sự nhanh nhạy, đứng vững như cây cột nhưng không hề liều lĩnh ra tay. Năm người kia lại tản ra thành một nửa vây quanh chậm rãi thắt chặt, nhưng bọn họ lại cảm giác, đối thủ ở đã đông lạnh thành một khối bất động, tỏa ra từng đợt khí lạnh lẽo vô cùng. Triệu thiên sư hối thúc trận địa đi kiềm chế lại sự căng thẳng, anh mơ hồ có thể đếm được số lông nghi của Diệp vô phong, nội tâm liền nổi giận, dù cho tên khốn này võ công có cao cường đến đâu thì phải làm sao đây. Con hổ giữ còn phải sợ cả một đàn sói, huống chi chúng ta còn có tử ngọ trận. Triệu Thiên Sư hô lên một tiếng, trận địa lại biến hóa, năm người liền đem Diệp Vô Phong vây ở giữa, hơn nữa vòng tròn này còn chuyển động cực kỳ nhanh, xoay theo chiều kim đồng hồ 3 vòng, đột nhiên lại hô lên một tiếng, lại xoay ngược chiều kim đồng hồ 3 vòng nữa. Giết, Triệu Thiên Sư ra lệnh một tiếng, năm người cùng lúc ra tay, theo năm phương hướng tấn công Diệp Vô Phong đang đứng giữa. Triệu Thiên Sư thầm nghĩ, để tôi xem anh làm cách nào để có thể thoát ra, chính là bị thần nhập, thì ít nhất cũng phải rất mất một tầng ra. Diệp vô phong vẫn còn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, coi như không thấy. Đợi cho đến khi đối thủ đánh tới vạt áo của anh, anh hơi cử động. Lúc này, địa ngũ sát tinh cảm thấy được thân thể của anh giống như được bôi thêm một lớp bôi trơn, rõ ràng đã đánh chúng rồi lại cọ sát được thân thể. Trượt qua. Triệu thiên sư nhắm tới nách anh đấm ra một quyền, trượt qua, liền đánh trúng cằm của Lộc Nhị Hữu. Lộc Nhị Hữu đá ra một cước, trượt qua hông anh một phát, liền đá vào bụng của Vưu Tứ Bảo. Cậu ta hung tợn đấm một đấm vào ngực anh, lại không biết sao vừa trượt, lướt qua dính vào nắm đấm của Văn Tam Đa, một trưởng của vệ ngũ tinh, lại đánh vào quai hàm của Triệu Thiên Sư. Lần này có chút sôi nổi, chợt nghe, lộp bộp, ôi, không ngừng, địa ngũ sát tinh lớn tiếng chửi bậy, trận địa hỗn loạn, xiên vẹo nén giận nói với đồng đội của mình, tại sao anh lại đá qua tôi phải đánh hắn ta chứ thằng ngu này. Lúc này Diệp vô phong mới chính thức xuất chiêu, năm người vây quanh đồng thời tấn công, vốn đã không có ai để né tránh, ở thời điểm nguy cấp, anh đột nhiên sử dụng nội công thâm hậu, di hình đổi ảnh để cho mấy người bọn họ tự giết lẫn nhau. Loại thần pháp này nhìn thì rất thần kỳ nhưng thật ra nguyên lý cũng rất đơn giản, cũng vẫn là biến hóa của ảo ảo thật thật. Luyện công tới trình độ này rồi, thì toàn thân cơ thể đều có thể tự biến hóa hư thật, xương cốt đột nhiên trống rỗng, võ thuật của đối thủ không thể nào ra sức được, chỉ có thể bị trượt qua một bên và lướt qua. Theo như lời của Thái Cực Quyền, toàn thân chỉ có một đôi tay, cũng chính là nói về cảnh giới này. Chẳng qua là mọi người vẫn thường nói nhưng ít ai thực sự luyện nó, cũng ít ai có kiến thức về nó cả. Hôm nay địa ngũ sát tinh xem như được hưởng lợi, có thể tự mình thử nghiệm một phen. Cập nhật chuyện nhanh tại trùm truyện VN. Diệp vô phong đã muốn lững thững bước ra khỏi vòng vây của bọn họ, quanh tay liếc mắt xem năm người đã hỗn loạn thành một đống, hỏi một tiếng, "Này, các anh, thoạt nhìn thấy các anh đang chơi rất vui đấy, nói xem, các anh đang chơi trò gì thế này?" Triệu Thiên sư mắng một câu, lại hét lớn một tiếng, bày trận!" Bốn người lập tức tỉnh táo lại, vừa đu vừa đứng lên. Lần này thì bọn họ cũng không dám dễ dàng tấn công nữa. Đứng ở phía tây bắc, Phan Tam đa lặng lẽ cho tay vào sau eo. Anh ta vốn giỏi giấu vũ khí hiện tại ngầm nghĩ rằng muốn hạ độc diệp vô phong một chút, sờ vào bên hông một cái, phi đao đã móc vào ngón giữa cùng ngón cái rồi. Nhưng anh ta lại sợ mình lỡ tay đánh anh em của mình bị thương, cho nên có chút do so dự, ở dưới chân nhẹ nhàng chuyển động, tìm kiếm cơ hội. Đi, triệu thiên sư ra lệnh, tử ngọ trận đột nhiên biến hóa thành hai con rồng ở trên mặt nước, diệp vô phong cũng ở trong phạm vi của văn tam đa, hiếm có cơ hội, liền trở tay xoay người, đột nhiên, viên quang phản chiếu, bên tay trái dương lên, làm cho văn tam đa phải phóng phi tiêu bằng tay phải từ dưới nách. Chiêu này cực kỳ nguy hiểm, còn có tên gọi khác là diệp để thâu đào, tính bí mật cực kỳ cao, độ mạnh yếu là rất lớn, bình thường trong quá trình luyện tập, trong vòng 20 thước lần có thể đục 5 lỗ của tấm ván gỗ, có thể nói là bách phát bách chúng. Nghe thấy văn tam đa ra vũ khí bí mật, nhưng vừa lúc đứng bên cạnh bạch nhạn phỉ lại để lộ sơ hở, bạch nhạn phỉ bị thương nằm ở đó, nhưng vẫn chú ý tới trận đấu, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, nhìn thấy dáng vẻ cầm dao đáng khinh với ý đổ đánh lén, nhịn không được hô to một tiếng, Diệp Vô Phong, cẩn thận ám khí. Chương 73, muốn bắt người trước hết phải bắt ngựa. Phan Tam đã rút dao ra tìm chỗ ẩn nấp, nhưng anh ta đúng lúc nhìn thấy Bạch Nhạn Phi đang ở cạnh đó. Bạch Nhạn Phi bị thương phải nằm yên một chỗ nhưng vẫn chăm chú quan sát trận đấu. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lé lên sau đó bắt gặp một tên có thân hình thấp bé đang cầm dao có ý đồ đánh lén không kìm được hét to diệp vô phong cẩn thận ám khí diệp vô phong nghe thấy lời nhắc nhở của cô lập tức nâng cao cảnh giác đột nhiên cảm thấy có một luồng gió ập đến anh nhạy bén phát hiện ra hướng đi của chiếc dao nó đang hướng về phía yết hầu của anh anh không hề cảm thấy hoang mang khẽ nâng ngón tay trỏ lên bắn ra bên ngoài một tiếng động đột ngột vang lên va và chạm vào thân dao chiếc dao bay đến trước mặt anh khẽ nghiêng một cái liền bay ra ngoài vệ ngũ tinh đứng bên cạnh không kịp né kêu lên một tiếng anh ta cảm thấy mũi mình mát lạnh sắc hồng lóe lên anh ta dùng tay sờ một lượt vị trí vốn dĩ thuộc về chiếc mũi bây giờ đã bị san bằng anh ta hét to vì đã không còn mũi nên bị hở âm thanh phát ra nghe rất quái lạ nhưng vẫn có thể nghe được anh ta đang mắng mỏ tên khốn kiếp kia văn tam đa mày nhìn đâu để phi dao đấy trả mũi lại cho tao Tên triệu thiên sư nhìn thấy, trong lòng bối rối, nhân cơ hội quát lớn, đừng dùng ám khí nữa, mau đến nghe lệnh của tôi. Hồ biến, đại trận ngũ hành, anh ta muốn sử dụng tuyệt chiêu. Đại trận ngũ hành không phải chỉ đơn giản là lấy 5 điểm để tiến công, bên trong trận pháp ẩn chứa rất nhiều đạo lý về ngũ hành tương sinh tương khắc. Đại trận này là do năm anh em bọn họ bình thường khổ luyện mà tạo thành mỹ thuật chỉ cần sử dụng là chết. Nếu không gặp phải kẻ địch mạnh thì bình thường bọn họ sẽ không sử dụng. Triệu thiên sư kia ra lệnh một câu, anh ta sung phong dẫn đầu, cướp được vị trí mấu chốt trung tâm. Bốn người khác cũng ra liều mạng sửa sang lại vị trí, lúc này mới ổn định được khuôn hình của đại trận. Mỗi người bọn họ đều phát huy hết sức mạnh của mình. Vệ ngũ tinh dùng vuốt đại bàng mạnh mẽ, chuyên tấn công ba đường bên trên diệp vô phong. Vưu tứ bảo dùng xuyên tâm trưởng đánh về phía sau diệp vô phong. Lộc nhị hữu lấy thất tinh băng trong tay tấn công hai bên của đối thủ. Văn Tam Đa cũng vứt phi đao đi, sử dụng chiêu thức chân trần tấn công ba đường dưới của Diệp Vô Phong. Triệu Thiên Sư ngồi im chính giữa chỉ huy tất cả. Năm người này dựa vào nhau, hỗ trợ hoặc bổ sung, nhanh chóng phối hợp ăn ý cả về phía công lẫn thủ, cơ hội giết người khắp nơi. Trong chớp mắt, Diệp Vô Phong rơi vào thế yếu, anh nhủ thầm trong lòng, trận pháp này quả thật không đơn giản. Có thể phân ra có thể hợp lại, tương sinh tương khắc. Vậy mà lúc này mình lại không nhìn thấy lỗ hổng của bọn họ địa sát ngô tinh cảm thấy mình đang thắng thế, lòng tin lập tức tăng lên nhiều. Bọn họ cũng biết rằng, nếu như bàn về sức chiến đấu của một người, bên phe mình có 5 người cũng không có ai là đối thủ của anh. Nếu như hôm nay không thể hạ gục người thanh niên này, chỉ sợ sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Thậm chí, mấy người bọn họ muốn sống mà rời đi cũng không dễ dàng gì. Tâm ý 5 người tương thông, dưới sự chỉ huy của Triệu Thiên Sư, tiến lùi đều có thứ tự, thận trọng từng bước, thế tấn công càng ngày càng mạnh khiến cho Diệp vô phong lùi lại từng bước. Bạch nhạn phi ở bên cạnh cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cô cũng chỉ có thể lo lắng xuông, không có biện pháp nào cả. Cách đối phó ban đầu Diệp vô phong dùng là để nhầm vào việc tìm ra sơ hở của đối phương. Nhiều lần quan sát nhưng vẫn chưa thể nhìn ra lỗ hổng, việc này khiến cho anh cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Chính lúc này, hình dáng đại trận thay đổi, đến lượt triệu thiên sư lên tấn công anh ta nhảy lên như một con rắn độc tung một trường về phía yết hầu của Diệp Vô Phong. Theo trận pháp lúc ban đầu, cho dù có thể đánh chúng anh hay không, anh ta muốn xoay người chạy đi thì đồng đội phải kịp thời bổ sung vị trí. Nhưng lúc này, một chiêu kia tung ra giống như lại đạt được hiệu quả. Dương mắt lên nhìn gai nhọn từ chiêu phức của mình bay đến yết hầu Diệp Vô Phong, chuyện này mang lại cho anh ta niềm vui cực lớn. Vậy nên anh ta không lùi về phía sau mà tiến lên một lần nữa, Dùng trường pháp sắc bén như kiếm đánh về phía cổ Diệp Vô Phong, nghĩ rằng một chiêu này sẽ khiến cho anh mất mạng, vậy thì trận đấu có thể kết thúc rồi. Thật ra, chuyện này lại vừa đúng ý của Diệp Vô Phong. Chiêu thức đánh đến, Diệp Vô Phong đã nhìn ra, nếu như anh còn tiếp tục đấu với nó như thế này thì rất khó thắng. Muốn phá đại trận, đầu tiên phải lấy được chủ trận, cũng tức là Triệu Thiên Sư này. Nghĩ đến đây, anh mới sử dụng cách dụ dỗ thế này gai nhọn từ chiêu thức của triệu thiên sư đánh sang, trong phút chốc anh lấy thủ thành công, nghiêng cổ về phía sau, dụ anh ta tung chiêu lên một lần nữa. Chờ thời điểm bàn tay anh ta tiến đến, đột nhiên cầm của Diệp vô phong ép xuống, khóa lấy bàn tay của triệu thiên sư. Ngay sau đó, chiếc hàm mạnh mẽ ép xuống, một tiếng, rắc, giòn tan, mờ u bàn tay của triệu thiên sư bị bẻ gãy ngay tại chỗ, đồng thời cả người anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp vô phong. Bây giờ anh ta không phải một thân một mình, chiêu thức bày của anh ta có ảnh hưởng nhất định đến sự tấn công của những người khác. Trong chớp mắt, đại trận ngũ hành vì thế mà đình trệ. Diệp vô phóng nhấc tay như dao, bổ một phát xuống chán triệu thiên sư nhanh như chớp. Đối thủ vội vàng lắc đầu trốn tránh nhưng cũng không kịp. Cổ tay anh bổ một chiêu vào vai trái của anh ta, rắc một tiếng, chặt gãy xương quai xanh, một cánh tay lập tức bị phế bỏ. Triệu thiên sư hét to một tiếng, nhịn đau lăn một vòng, lăn đi xa 10 mét mới lấy được mạng mình ra. Còn bốn tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng hét lên thật to, cùng nhau xông lên. Lại một đợt tay chân đấm đá loạn xạ, nhìn thì có vẻ rất hung ác, nhưng trận pháp đã bị loạn từ sớm. Lúc này, Lâm Thư âm lặng lẽ đi đến, cô không hiểu mấy loại võ công này, cũng không nhìn ra được thủ đoạn gì trong đó, chỉ nhìn thấy Diệp Vô Phong khoát tay một cái, lập tức có một người ngã xuống hết thảm thiết. Biết được chồng mình đắng thắng một tên, cô rất đắc ý kêu lên một câu, hay lắm bạch nhạn phi nằm bên cạnh nói hả cậu cũng nhìn ra võ công của anh ấy rất tốt sao mấy ngày trước còn nói mình gả cho một tên vô dụng có tên vô dụng nào mạnh như thế à hay là thế này đi cậu mà thật sự không thích ấy nói sớm cho tớ rồi nhường anh ấy cho tớ đi ôi ôi tớ phục cậu thật đấy lâm thư âm nói đã bị người ta đánh như thế này rồi cậu còn tâm trạng ở đó nói đùa tiết phi cũng khập khiếng bước đến anh ta biết mình không thể làm được gì, chỉ có thể đứng một bên nhìn trận đấu, cũng là để bảo vệ hai cô gái này. Anh ta nhỏ giọng lầm bẩm, vốn dĩ đã biết Diệp Vô Phong rất tài giỏi, nhưng không ngờ anh ấy lại giỏi như này. Khá lắm, một mình địch lại 5 người, vậy mà không hề rơi vào thế yếu chút nào. Bốn người kia nhìn thì vô cùng hung ác, nhưng mà bởi vì không có sự chỉ huy của Triệu Thiên Sư nên không thành được trận pháp, đi đánh loạn xạ. Đối với Diệp Vô Phong mà nói, cái này cũng chẳng có uy hiếp gì lớn. Diệp vô phong phòng thủ rất tỉnh táo, nắm lấy thời cơ, đột nhiên chuyển thủ thành công. Đầu tiên, anh đá bay lộc nhị hữu ra bên ngoài, dựa vào đó nhảy lên phía trước, vươn tay chộp lấy ngực văn tam đa, dồn hết lực vào một cánh tay đó, hất tung anh ta lên, nện ngay vào đầu vệ ngũ tinh. Hai người đó cùng nhau ngã xuống đất, cuộn lại thành một đống. Còn lại một mình vưu tứ bảo, dùng một chiêu hổ vồ, gào một câu rồi nhào đến chờ đến lúc cậu ta nhào đến gần mới phát hiện ra năm anh em bọn họ chỉ còn lại một mình cậu ta thực lực của bản thân và diệp vô phong tranh lệch nhiều như vậy thì sao mà đánh lại được chứ đã xông lên rồi không đánh thì làm gì Vưu tứ bảo chỉ có thể kiên trì xông về phía trước kêu to một tiếng a hai tay cậu ta bắt lấy vai của diệp vô phong sau đó lập tức xoay eo cậu ta muốn quật mạnh lưng đối thủ xuống đất dùng sức nâng lưng lên theo hình cánh cung nhưng không hề nhúc nhích lại nâng một lần nữa, tấm lưng đó vẫn chẳng hề động đậy. Hai chân của Diệp Vô Phong giống như mọc rễ, không suy chuyển. Nhìn cậu ta dốc công tốn sức, anh không nhịn được cười nói, "Người anh em, cậu vẫn nên giữ chút sức lực đi." Nói xong, anh nhấc nắm đấm lên, gõ nhẹ vào sau gáy cậu ta, đối phương lập tức cảm thấy đầu mình giống như bị vỡ ra, trong chớp mắt không thể nào đứng thẳng được, ngã quỵ xuống đất. Kể cả có dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến bệnh viện rồi chữa khỏi, thì kiểu gì cũng là người thực vật. chương 74, loạn quyền đá chết ông sư phó. Bạch nhạn phi thấy Diệp vô phong đánh chết một người trong đó, vui vẻ không để ý tới thương thế đang đau nhức của mình, kêu một tiếng hay, Diệp vô phong, anh quá tuyệt vời. Trong lòng của cô ấy hiểu rõ, trận đấu này đã nắm chắc phần thắng. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Thư âm ánh lên nước mắt của sự vui vẻ, cô không nghĩ tới, lại có một ngày, người chồng được công nhận là phế vật, vậy mà biến thành chúa cứu thế mạnh mẽ như vậy. Đến ngay cả thiên kim hào môn như Bạch Nhạn Phi, cũng ngưỡng mộ chồng mình không thôi. Tiết Phi cũng thở vào một hơi, vừa rồi tim gan sắp nhảy luôn ra ngoài. Thẳng đến khi Diệp vô phong giải quyết một người trong đó, đối phương không đứng lên, hiển nhiên đã thua. Tốt nhất là hãy xử lý hết bọn kia đi. Diệp vô phong đánh chết vưu tứ bảo, địa sát ngô tinh tán loạn, anh hừ lạnh một tiếng, nếu như năm người này liều mạng dùng hết toàn bộ sức lực, mình anh cũng chẳng có cách nào. đáng tiếc, người có công phu cao nhất trong nhóm là triệu thiên sư lại sụp đổ trốn tránh, để cho năm người liên thủ cũng sụp đổ theo. diệp vô phong thừa dịp đối phương kinh hãi bèn hạ đòn sát thủ, rèn sắt khi còn nóng, anh xải bước sông lên về phía trước, lập tức như hổ gặp bầy dê, đuổi kịp thân thể cồng cành của vệ ngũ tinh, tay phải như móc thép, chụp về cột sống sau lưng vệ ngũ tinh. sau khi ngón tay của anh chạm đến cơ thể của vệ ngũ tinh lập tức đâm thật sâu vào trong cơ thể vệ ngũ tinh. Vào lúc này, ngón cái và ngón trỏ đã bóp lấy đốt sống thứ năm của vệ ngũ tinh, sau đó mạnh mẽ kéo về sau. Vừa rồi vệ ngũ tinh thấy anh bốn vưu tứ bảo bỏ mình, còn chưa tỉnh lại từ trong bi thương, khi Diệp vô phong đột nhiên lẻn đến phía sau anh ta, rồi tóm lấy cột sống của anh ta, lập tức hôn của vệ ngũ tinh bay lên trời. Anh ta phát hiện đối thủ bắt lấy đốt thứ năm của cột sống của mình, trong lòng lập tức lạnh lẽo, tiếc nuối nhắm mắt lại, bởi vì anh ta hiểu rõ không giữ được cuộc sống, anh ta vận lực chống lại, hy vọng dùng lực đẩy Diệp Vô Phong ra. Nhưng khi xoay chuyển trời đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Có tiếng hét thảm A, à, cơ thể vệ ngũ tinh bị quẳng xuống đất, giật giật mấy cái, anh cả, báo. Thù! Diệp Vô Phong xử lý vệ ngũ tinh xong, thì lùi về sau, lại nghe thấy Văn Tam đa lao tới. Em năm, ánh mắt triệu thiên sư đỏ như máu, em tứ vừa mới chết, em năm cũng chết trong một giây đồng hồ, đã mất hai anh em cùng chung hoạn nạn, thằng nhãi, liều mạng với mày. Văn Tam đa tỉnh táo nhất trong năm người, nhìn thấy Diệp vô phong đánh về phía mình, vung tay bắn ra một kim châm vô cùng nhỏ, trong một giây đã bắn về phía cổ họng Diệp vô phong. Trên cây mai cương châm này chứa đầy kịch độc, có đôi khi loại ám khí cổ xưa này càng khó tránh hơn đạn của hiện đại. Hơn nữa Văn Tam đa còn chọn thời cơ, thật sự là vừa đẹp, chỉ thấy Diệp vô phong sông lên, anh tăng tốc độ của mình lên cực hạn, không thể nghi ngờ, tốc độ này vừa vặn giao thoa với ám khí của đối phương, tốc độ đã không còn là ưu thế. Loại tính toán kỳ diệu này, chỉ có cao thủ ám sát như Văn Tam Đa mới có thể nắm chắc đến chính xác như thế. Vô Phong cẩn thận, mặc dù Bạch Nhạn Phi đang bị thương, nằm ở nơi đó không thể động, nhưng cô ấy thực sự quan tâm đến an toàn của Diệp Vô Phong, vừa thấy ánh sáng lóe lên đã biết có người động thủ, cô ấy vội vàng nhắc nhở Lúc Bạch Nhãn PS nhắc nhở đã khiến trong lòng Diệp Vô Phong có chuẩn bị, khi Văn Tam đa vung tay, trong lòng anh rung lên, rồi nhận ra đối phương sắp dùng ám khí. Anh uốn éo cơ thể theo bản năng, cũng chỉ có cao thủ như anh mới có thể tránh thoát một kích chí mạng trong khoảng cách gần như vậy. Kim châm bay qua đỉnh đầu anh, bắn rơi một lọn tóc của anh, Diệp Vô Phong gầm thét một tiếng, đột nhiên xoay người lao về phía Văn Tam đa. Ám khí làm chậm tiết tấu của Diệp Vô Phong, Lộc Nhị Hữu thấy em ba bị công kích tranh thủ thời gian tới cứu. Đá một cước về phái ngực của Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong không nói hai lời, cũng dùng một quyền chặn Lộc Nhị Hữu Âm âm, một luồng khí to lớn bùng nổ. Nhắc tới giao tình sinh tử của mấy người ngũ sát tinh, thấy Diệp Vô Phong đánh quyền tới, quyền phong gào thét, kinh khủng như vậy, chỉ dựa vào Lộc Nhị Hữu rất khó ngăn cản. Vậy mà Triệu Thiên Sư bổ nhào về trước cơ thể anh ta, hai trưởng đồng thời, châm lửa đốt trời, muốn cản quyền đó thay anh ta bên này bỗng nghe thấy Văn Tam đa hét một tiếng phóng toàn bộ ám khí ra. Trong lúc đó, độc châm, tụ tiến, phi đao, nham thạch cùng lúc lao về phía Diệp Vô Phong. Một quyền này của Diệp Vô Phong đã động tới thiên cương chân lực, lực đạt thiên quân, chỉ cần một kích cũng có thể dễ dàng như bẻ cành khô, triệu thiên sư toàn lực ngăn cản khiến tay tay bị bẻ gãy sau đó đánh vào đầu lộc nhị hữu làm cho não anh ta chấn động cũng không có vấn đề. Nhưng những ám khí mà Văn Tam Đa vừa phóng ra lại trở thành phiền phức, mình cũng sẽ trúng mấy châm, lại trúng châm độc sẽ khiến người ta phiền lòng. Rơi vào đường cùng, Diệp Vô Phong chỉ có thể thu tay lại. Anh hét lớn một tiếng, hai tay vẽ ra hai hình tròn ở hai bên, bỗng nhiên huyễn hóa ra một đạo khí tường ở xung quanh cơ thể của mình, những ám khí kia đánh vào bên trên khí tường nhau nhau gãy rơi. Điều này làm cho Triệu Thiên Sư và Lộc Nhị Hữu trốn được một mảng từ thiên cương lực. Lần này cũng làm cho Triệu Thiên Sư lại phát hiện chiến cơ mới. Lúc đầu năm người bày trận, hiện tại có hai người đã bỏ mình, ưu thế của trận pháp đã không còn sót lại chút gì, mà anh ta phát hiện, có ám khí của Văn Tam đa phối hợp, bọn họ còn có thể tổ chức tiến công lại lần nữa. Triệu Thiên Sư gào to một tiếng, anh ta và Lộc Nhị Hiếu một trái một phải, một hư một thực kiềm chế Diệp Vô Phong lại, Văn Tam đa ở bên cạnh đột nhiên phòng ám khí, cái gọi là mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, phe mình đã lợi dụng tốt điều đó. Diệp vô phong cũng nhìn ra ý đồ của bọn họ, cười lạnh một tiếng, bọn chuột nhắt, tôi không muốn biết các anh dở mánh khóe gì, ở trước mặt ông đây đều vô dụng thôi. Đi, vào lúc anh nói chuyện cũng chủ động xuất khích, một quyền đánh về mặt của Triệu Thiên Sư. Triệu Thiên Sư không dám đỡ, thân thể nhanh chóng thối lui, Lộc Nhị Hữu ở sau lưng dịch chuyển rồi lập tức đuổi theo. Anh ta biết mình tay không tất sắt tuyệt nhiên không phải đối thủ của Diệp Vô Phong, đột nhiên nhấc tay, trên đầu ngón tay có thêm một món vũ khí là cái móc thép rồi móc về phía giữa lưng của Diệp Vô Phong đột nhiên văn tam đa đè thấp cơ thể xoay cong người đột nhiên bắn ra một cái tên nỏ từ sau lưng mũi tên cũng có kịch độc khi bắn chúng chỉ cần gặp máu là chết diệp vô phong cảm giác lực ở khắp mọi nơi thân thể của anh hướng về phía trước đã cảm nhận được công kích phía sau lưng nhưng anh không quay đầu tung chân lên đá một cước đá bay lộc nhị hữu đang tập kích sau lưng lúc này tên nỏ của văn tam đa vừa bay đến chính xác cắm thẳng vào người lộc nhị hữu a à, một tiếng hết thảm Lộc nhị hữu quay đầu nhìn Văn Tam Đa một cái, không nghĩ tới mình lại chết trong tay em ba. Anh hai, Văn Tam Đa tới ôm lấy Lộc nhị hữu muốn cho anh ta ăn thuốc giải. Tiếc rằng anh ta trúng tên quá sâu, đầu mũi tên đã đâm rách trái tim, dù không có độc tiến thì anh ta cũng không sống được. chương 75, chữa trị cho Bạch Nhạn Phi. Văn Tam Đa đột nhiên nằm sấp xuống, khom lưng thành một độ cong như cung tên. Sau lưng bất ngờ bắn ra một mũi tên được ngâm trong kịch độc, chỉ là trong lúc bắn tên cổ họng đã tràn đầy máu tươi diệp vô phong cảm thấy hơi vô lực tuy cơ thể anh hướng về phía trước nhưng cũng biết công kích ở phía sau không quay đầu lại nâng chân lên đá một cú móc khiến lộc nhị hữu đánh úp ở phía bị đá bay bấy giờ mũi tên của văn tam đa vừa vặn bay đến mũi tên cắm thẳng vào bên sườn của lộc nhị hữu đuôi tên lại không thấy đâu a à, hét lên một tiếng đầy đau đớn lộc nhị hữu quay đầu nhìn văn tam đa không nghĩ tới bản thân sẽ chết trong tay em ba mình. Anh hai, Văn Tam đã ôm lấy Lộc Nhị Hiếu, muốn cho anh ta ăn thuốc giải. Nhưng mũi tên đâm vào quá sâu, đầu mũi tên sắc nhọn đã cắm vào tận tim. Cho dù mũi tên không có độc, anh ta cũng không sống được. Trong lúc đó, Diệp Vô Phong liên tục đánh ngục ba tên sát thủ. Triệu Thiên Sư mất đi ba người anh em. Căm phấn quá to, thằng bé, cậu đi ngay cho tôi. Giữ mạng báo thủ cho tôi. Triệu Thiên Sư quát xong rút ra từ bên hông một đồ vật, là một quả lựu đạn, rút chốt của lựu đạn ra, mang theo làn khói xanh ném về phía Diệp Vô Phong. Văn Tam đã hiểu được ý của anh cả, gật đầu, lẩn vào trong rừng cây, bóng dáng dần dần biến mất. Diệp Vô Phong không đuổi theo, bởi tình thế trước mắt vô cùng cấp bách. Triệu Thiên Sư đã rút chốt của lựu đạn, thuốc nổ bên trong bị kích hoạt, quả lựu đạn này cũng sắp phát nổ rồi. Triệu Thiên Sư là anh cả, lần này năm anh em phối hợp tác chiến, lại không thể dẫn ra hiệu quả về linh hồn ngược lại bởi vì một sai lầm của mình khiến cho trận thế bị phá mấy anh em đều bị giết hại trong lòng anh ta vô cùng tự trách tình cảm mấy anh em sâu đậm trơ mắt nhìn ba đứa em bị giết mà văn tam đa cũng khó giữ được mệnh triệu thiên sư hạ quyết tâm anh ta liều mình lôi lựu đạn ra cũng mở chốt lựu đạn nhằm về phía bạch nhạn phi và tiết phi bị trọng thương đang nằm trên mặt đất hai người này bởi vì bị thương hành động không tiện Triệu Thiên Sư muốn hai người bọn họ chôn cùng mình. Ha ha, bố mày phải lôi chúng mày chôn cùng. Gương mặt Triệu Thiên Sư giữ tợn, từ từ lại gần. Đừng hòng, Diệp vô phong dồn sức, thân hình cao lớn nhảy lên, bay lên đá một cước vào người Triệu Thiên Sư. Một cước này đá Triệu Thiên Sư bay xa tới 7-8 mét. Cùng lúc đó, Diệp vô phong úp người xuống đất, kéo lâm thư âm ngã xuống đất. Bạch Nhạn Phi và Tiết Phi đều là người tập võ, biết huy lực của lựu đạn, cũng nhanh chóng nằm dạp xuống đất. ầm, um, không ngờ lại bị lục phi ở bên cạnh đá văng ra. lựu đạn trong tay triệu thiên sư nổ mạnh, anh ta muốn ném lựu đạn ra, nhưng lại chậm mất. chủ yếu vẫn là suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi cái chết của mấy anh em, động tác chậm lại khiến cho bản thân bị lựu đạn của chính mình làm nổ tan xác. sau khi diệp vô phong cứu vãn được tình thế nguy hiểm vừa rồi, trong lòng cũng thở phào một hơi, đi tới xem vết thương của bạch nhạn phi và tiết phi. hỏi bạch nhạn phi cô bị trúng độc. Bạch Nhạn Phi nói, vừa rồi bị ông ta đánh trúng một trường. Lâm Thư Âm nói, Bạch Nhạn Phi là vì bảo vệ em nên mới bị thương. Anh mau cứu cô ấy đi. Diệp Vô Phong nói, chúng ta về nhà trước, sau đó anh sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho bọn họ. Lúc này đèn của xe cảnh sát xuất hiện, hai xe cảnh sát từ xa lái tới đây. Lâm Thư Âm chỉ tay, Bạch Tinh Đồng đến đây. Quả nhiên là Bạch Tinh Đồng, Bạch Tinh Đồng mặc đồng phục cảnh sát đi vào hiện trường, nhìn xác chết trên mặt đất cười khổ nói diệp vô phong anh đấy từ sau khi anh xuất hiện thành phố tam giang chả có lúc nào yên bình nổi diệp vô phong cười thờ ơ đội trưởng bạch quá khen tôi chẳng qua chỉ là một đứa con rể vô dụng đến thăm nhà vợ thôi nào có bản lĩnh gì người khác vẫn toàn gọi tôi là phế vật đấy thôi đám sát thủ này đều là cô bạch xử lý đấy cô ấy cũng bị trọng thương cần phải trị liệu ngay bạch tinh đồng nói trước kia thật đúng tôi coi thường anh rồi thẳng đến hôm trước tôi mới biết được diệp vô phong anh là nhân vật như nào đấy hai người bọn họ bị thương không nhẹ nhanh đưa tới bệnh viện chữa trị đi sau đó anh nhớ tới cục cảnh sát đội hình sự tìm tôi để lấy lời khai bạch tinh đồng lúc này cũng không làm khó diệp vô phong diệp vô phong và lâm thư âm dìu bạch nhạn phi và tiết phi lên xe nhưng bọn họ không đi bệnh viện mà đi vào khách sạn vô cực Vết thương của Tiết Phi nhẹ hơn chút, tuy rằng nôn ra máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp vô phong cho anh ta uống một viên thuốc, sau đó để Mã Vũ và Hàn Kỳ diều Tiết Phi trở về phòng nghỉ ngơi. Sau cùng, Diệp vô phong mới quan sát vết thương của Bạch Nhạn Phi. Lúc này, Bạch Nhạn Phi đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi, hơn nữa sắc mặt vàng vọt, hơi thở yếu ớt. Quả nhiên là chúng độc long trưởng của Tư đồ thú thiên, Bạch Nhạn Phi không chống đỡ được. Diệp vô phong xem mạch cho Bạch Nhạn Phi, nói với Lâm Thư Âm, Thư Âm, anh phải cứu Bạch Nhạn Phi, nhưng mà có chuyện cần xin ý kiến của em. Lâm Thư Âm nói, nếu là cứu người, anh còn xin ý kiến của em làm gì? Diệp vô phong khó xử nói, cần phải cởi áo của cô ấy ra, sau đó anh vận công bức độc cho cô ấy, đem độc tố trong cơ thể cô ấy bước ra hết. Thứ mà lão già kia luyện là độc long trường, nếu anh không đoán sai, trên ngực của Bạch Nhạn Phi nhất định sẽ có dấu tay một màu đen. Lâm Thư Âm nửa tin nửa ngờ, nhẹ nhàng cởi áo trong của Bạch Nhạn Phi ra, nhìn qua một cái, giữa hai đôi gò bồng đảo trắng như tuyết quả nhiên có một dấu tay màu đen, lại nhìn hai mắt Bạch Nhạn Phi nhắm nghiền, cắn chặt răng. Lâm Thư Âm gật đầu nói, Diệp vô phong, em hiểu ý của anh. Anh yên tâm, sau khi xong việc em sẽ giải thích rõ ràng với Bạch Nhạn Phi. Lâm Thư Âm cởi hết áo trên người Bạch Nhạn Phi ra, cơ thể trắng như tuyết hiện ra trước mắt. Vẻ mặt Diệp vô phong nghiêm túc, nhìn kỹ vị trí của dấu tay sau đó quay người bạch nhạn phi ra phía sau anh chậm rãi vươn tay áp vào trên lưng bạch nhạn phi sau đó bắt đầu vận công nửa tiếng sau diệp vô phong bởi vì vận công mà quần áo trên người đều ướt đẫm mồ hôi mồ hôi trên đầu thì thành hơi nước cả tuy rằng lâm thư âm không hiểu võ công nhưng là cô cũng đoán được diệp vô phong đã tiêu hao khá nhiều thể lực cuối cùng bạch nhạn phi hé miệng nôn ra một ngụm máu đen lại nhìn đến vết tay màu đen trên ngực cô ấy cũng dần dần tản bớt, khôi phục dần màu trắng noãn. Bạch nhạn phi chậm rãi mở mắt, cô ấy phát hiện sau lưng mình có một đôi tay dán vào, nội lực chậm rãi ngấm vào trong thân thể mình. Bạch nhạn phi cũng là cao thủ cảnh giới tông sư, cô ấy lập tức hiểu là Diệp vô phong đang trị thương cho mình. Nhưng mà, không thấy áo của mình đâu, khiến cô ấy vô cùng xấu hổ, dù sao cô cả nhà họ bạch ngay cả bạn trai cũng chưa có, là một cô gái trong sáng chưa hiểu chuyện đời chính hiệu. Diệp Vô Phong nói, Bạch Nhạn Phi, vì độc tố trong cơ thể cô phát tán rất nhanh, đành phải để thư âm cởi áo của cô, mong cô không trách. Mặt khác, cô vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, cô cần phối hợp với tôi, sử dụng chu thiên, ép hết độc tố ra khỏi cơ thể. Bạch Nhạn Phi khẽ gật đầu, tôi hiểu, Diệp Vô Phong, cảm ơn anh đã trị thương cho tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 76, nhìn bằng một con mắt khác sau khi sắp xếp cho bạch nhạn phi ngủ lại ở khách sạn hoàng triều lâm thư âm để cho tử mạch ở lại chăm sóc cô ta để tránh cho bạch nhạn phi cảm thấy không thoải mái lâm thư âm cùng với diệp vô phong từ khách sạn hoàng triều quay trở về nhà trên đường về cô ấy hỏi vô phong em không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp chuyện nguy hiểm như vậy cái đám liều mạng kia chẳng lẽ là do mạc đông lôi phái đến diệp vô phong gật đầu trả lời anh có biết mặt tên cầm đầu đó hắn ta tên là tư đồ đăng lôi là huấn luyện viên trưởng của đảo Diêm Vương, lần em bị sát thủ tấn công trước đó chính là người của đảo Diêm Vương phái ra. Nguyện quỷ Diêm Quân thật sự là đã chết nhưng vẫn còn một lòng muốn giết vợ anh như vậy thì cứ việc để bọn họ tới. Anh sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Trong bữa họp mặt hai dòng họ nổi tiếng, Diệp Vô Phong chỉ vừa cất tiếng đã khiến mọi người kinh ngạc. Anh đã gian dậy ông tổ thứ hai của giới giang hồ, Mạc Đông Lôi, mà không ai dám bật lại một trận ra trò, anh còn lừa của Mạc Đông lôi một khoản tiền 90 tỷ to thật to. Hành động của Diệp Vô Phong mặc dù bị nhiều người lên án chỉ trích, đến cả nhà họ Lâm cũng chỉ trích Diệp Vô Phong chỉ biết làm chứ không hề biết suy xét đến hậu quả, sẽ khiến cho cả dòng họ hứng chịu tai họa khó lường. Nhưng, tà Tiểu Thanh lần này lại kiên quyết đứng về phe của Diệp Vô Phong. Qua lần Diệp Vô Phong đơn độc chống chọi lại kẻ địch để cứu lấy tả Đại Phú, em trai của bà, trước đó thì trong tình huống Mạc Đông Lôi bị lật đổ hiện tại, thì cách nhìn của tả tiểu thanh đối với Diệp Vô Phong càng có sự biến đổi to lớn hơn cả. Sau khi Diệp Vô Phong về nhà, anh thấy chẳng những mẹ vợ đã dọn xong bữa tối, mà đến cả hai người bố mẹ vợ cũng không hề động đúa, một mực chờ đến khi Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm về nhà để cùng ăn cơm. Hành động này nếu là vào lúc trước là sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Nếu là lúc trước, đừng nói là chờ Diệp vô phong về nhà ăn cơm, chỉ cần Diệp Vô Phong làm cơm tối trễ mấy phút cũng sẽ bị tả tiểu thanh chỉ trích nặng nề. Diệp Vô Phong cười nói, mẹ, sao tối nay mẹ lại làm nhiều món ăn vậy chứ, mẹ cũng vất vả rồi. Tả tiểu thanh cười tươi lấy lòng, con rể bảo bối của mẹ, mẹ nghe thư âm nói công việc hôm nay của con rất là nhiều, nên mẹ đã làm thêm hai món để hai con ăn bồi bổ, nào nào mau ngồi xuống ăn thôi. Lâm Vĩnh Quân khui một bình rượu rất lâu đời rồi từ tay ông ấy rót cho Diệp Vô Phong một ly đầy, Vô Phong, con cũng uống với bố hai ly nhé. Nhìn thấy cả bố và mẹ đều kính trọng Diệp Vô Phong như khách quý trong nhà, Lâm Thư Âm cũng vui vẻ lạ thường. Cô ấy treo áo khoác của hai vợ chồng lên móc trên tường, rồi cô ấy đi rửa tay để phụ giúp bố mẹ trên bàn ăn. Tả Tiểu Thanh còn nói thêm, cái thằng khốn nạn Lâm Kiến Ba hôm nay còn dám nói xấu các con trước mặt bà nội, nó đã bị mẹ chửi thẳng mặt trước mắt tất cả mọi người đến ngậm mồm rồi. Thằng chó đẻ đó nó ghen ghét không muốn cho nhà chúng ta thành công. Lâm Vĩnh Quân cũng phụ họa theo, bố cũng đã mắng cho thằng đó một trận. Quan trọng nhất vẫn là bà nội các con đã mất hết niềm tin ở tên Lâm Kiến Ba rồi, bà cụ còn bảo nếu Diệp Vô Phong có gan trêu chọc Mạc Đông Lôi thì nhất định con cũng có năng lực giải quyết hậu quả. Diệp Vô Phong cười theo tiếp lời, xem ra bà nội cũng đã thay đổi cách nhìn đối với con rồi. Sau bữa cơm tối ấy, Diệp Vô Phong cảm thấy hơi mệt, chủ yếu là vì anh đã trợ giúp Bạch Nhạn phi loại bỏ chất độc để điều trị thương thế nên có sử dụng quá nhiều chân khí anh mệt tới mức cũng không buồn giặt đồ, vừa tắm rửa thay đổ là anh leo lên giường ngủ ngay. Ngày hôm sau, Diệp vô phong nhớ ra anh còn phải chuẩn bị bữa sáng nên đã tranh thủ rời giường đi xuống nhà bếp. Thật không ngờ tà Tiểu Thanh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi, Diệp vô phong ngượng ngùng nói, mẹ, đây cũng là công việc của con, mẹ lại làm giúp con thế này thì con sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Tả Tiểu Thanh cười híp cả mắt, con rể bảo bối, công việc hiện tại của con đã nhiều vậy rồi, nếu con còn không chịu ngủ thêm cho đủ giấc thì sẽ rất ảnh hưởng sức khỏe đó. Hiện tại mẹ còn rất khỏe khoắn, lại còn rảnh rỗi không có gì làm, sau này chuyện giặt ủi nấu cơm dọn dẹp nhà này nó cứ để bố với mẹ gánh vác cho con là được. Lúc này bỗng có tiếng của Lâm Vĩnh Quân vọng ra từ nhà vệ sinh, bà nó ơi, quần áo của con gái mình đã giặt xong rồi, bà giúp tôi mang chúng đi phơi nhé. Mọi chuyện dần tốt đẹp khiến Diệp vô phong cảm thấy hơi hoảng loạn, anh cười cười nói, mẹ à, con rất cảm ơn mẹ, Tả Tiểu Thanh đáp, từ nay về sau con cứ chuyên tâm phụ giúp thư âm giải quyết chuyện ở công ty đi nhé. Để cho cái lũ dám xem thường nhà của chúng ta ghen tị vỡ mật chết. Nếu thật sự sẽ có một ngày trong tương lai, khi mà bố mẹ đây và bà nội các con được chuyển vào ở trong khu biệt thự xa hoa trên núi Nhạn Tây, thì chúng ta có chết cũng đều an lòng. Diệp Vô Phong nói, được rồi, con nhất định sẽ không để mọi người phải thất vọng. Ngày hôm sau Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đi đến công trường, nhưng hai người không ngờ được lại gặp mặt bạch văn đông ở nơi đó lâm thư âm vô cùng cung kính với bạch văn đông khiến cho ông ta có hơi mất tự nhiên bởi vì ông ta vừa mới biết được chuyện lâm thư âm là vợ của diệp vô phong cũng trách không được người bác bạch vân phong của ông ta đã chỉ đích danh cô ấy bảo nhất định phải để lâm thư âm nhận thầu dự án bích la loan này nhưng bạch văn đông vẫn chưa hiểu được một chuyện diệp vô phong đến tột cùng là nhân vật như thế nào mà cách nói chuyện của bác bạch vân phong lại phải kính nể anh đến thế mà nếu Diệp Vô Phong đã có địa vị cao lớn đến vậy thì tại sao phải để vợ của anh phải tìm giúp đỡ từ nhà họ Bạch mà lo kế sinh nhai? Khi xung quanh họ đã không còn ai, Bạch Văn Đông lặng lẽ nói, anh Phong, chưa hôm nay tôi muốn mời anh uống hai ly, không biết anh có thể nể tình mà đến không? Diệp Vô Phong suy tư, đợi lát nữa Lâm Thư Âm phải đi đến chỗ Bạch Nhạn Phi, mà hôm qua anh có cởi áo của Bạch Nhạn Phi để chữa trị, lỡ gặp mặt cô ta lại cảm thấy mất tự nhiên. Dù sao hôm nay cũng không còn kế hoạch nào khác, anh cũng thuận miệng đồng ý lời mời của Bạch Văn Đông. Bạch Văn Đông rất là vui vẻ, "Anh Phong, trong cuộc họp mặt của hai dòng họ lần đó anh đã dằn đe dạy dỗ tên Nhãi Mạc Đông lôi kia khiến người xem thỏa mãn lắm." Tin tức đó cũng được truyền đi khắp thành phố Tam Giang, đã có rất nhiều người đồ đãi rằng thế giới ngầm của thành phố Tam Giang này sắp sửa bước sang trang mới. Diệp Vô Phong cười nhạt một tiếng, "Ông cảm thấy Mạc Đông lôi sẽ chịu thua dễ vậy à?" nếu hắn ta thật sự bỏ cuộc thì hôm qua làm gì có chuyện sát thủ của đảo Diêm Vương tới đây gây chuyện. Bạch Văn Đông đáp lời, hắn ta không nhịn được thì cũng có sao. Sớm muộn tên đó cũng sẽ bị anh Phong dẫm nát dưới chân không phải à. Đúng rồi, chuyện anh Phong nhờ tôi trang hoàng lại biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây kia, tôi đã cho đội ngũ chuyên gia đến xử lý, họ cũng bắt đầu công việc được hai ngày rồi. Hạn chót để hoàn thành sẽ không vượt quá 10 ngày công, trừ việc này ra anh còn có gì cần tôi làm không? diệp vô phong nói tạm thời không có nhưng đợi lát nữa cơm nước xong xuôi tôi muốn đi qua đó xem phong cách trang trí bạch văn đông đáp lời không có vấn đề lát tôi sẽ đi với anh hai người họ cùng nhau đi ăn cơm trưa sau đó bạch văn đông dẫn diệp vô phong đi xem qua biệt thự anh phong để tôi dẫn anh đi xem qua cách bày trí hiện tại ở biệt thự diệp vô phong lại nói hạng mục hiện tại bạch văn đông ông phải quản lý cũng còn quá nhiều việc cần ông có mặt để tôi tự bắt taxi đi đến đó được rồi. Bạch Văn Đông thấy thái độ của Diệp Vô Phong rất kiên quyết cũng không tiện tiếp tục dây dưa, thế là ông ta nói, được rồi. Anh Phong, nếu có chuyện cần tôi ra mặt vì anh cứ thoải mái gọi điện thoại báo cho tôi biết nhé. Diệp Vô Phong tùy tiện tìm một chiếc taxi đi đến biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây. Quả nhiên hiện tại đang có 7-8 người đang tiến hành sửa chữa bầy trí lại căn biệt thự này. Diệp Vô Phong nhìn qua phong cách bày trí rồi lại đưa ra đề nghị với các nhân viên đang có mặt để bọn họ bổ sung chỉnh sửa lại phương án làm việc ban đầu cho phù hợp. Một lúc sau Diệp Vô Phong thấy được chiếc xe Bugatti Veyron đang nằm yên trong nhà để xe của Đường Trảm. Lúc ăn cơm thì Bạch Văn Đông đã giao lại chìa khóa xe này cho Diệp Vô Phong, anh cũng mở cửa xe xem qua một chút, rồi nhịn không được mà mắng thầm, tên nhãi Đường Trảm này thật là quá biết hưởng thụ rồi. Đến cả anh mày còn chưa từng lái được chiếc xe như vậy. Đúng thật là từ trước đến nay Diệp Vô Phong chưa bao giờ để tâm đến mấy cái thứ như nhãn hiệu xe hơi này nọ, chỉ cần xe anh đang lái có động lực phù hợp với yêu cầu, tính năng điều khiển thích hợp thì đối với anh là đã đủ sai. Chiếc xe BMW X5 đã bị Lâm Thư Âm lái đi, sau khi ăn cơm với Bạch Văn Đông xong thì anh cũng ngồi taxi đến đây. Anh suy nghĩ, sau này chiếc xe Bugatti Veyron cũng được giao cho Lâm Thư Âm làm quà kỷ niệm ngày cưới rồi thì sao hiện tại anh lại không lái thử một lần để kiểm tra tính chứ? Thế là Diệp vô phong lập tức lái chiếc Bugatti Veyron chạy chậm chậm ra khỏi nhà để xe, rồi anh lại lái chậm chậm, chậm chạy vào trung tâm thành phố. chương 77, uống rượu lái xe gặp cảnh sát hoa khôi. Khi mà Diệp vô phong nghĩ rằng chiếc Bugatti Veyron cuối cùng cũng sẽ là quà kỷ niệm ngày cưới cho Lâm Thư M thì hiện tại anh vẫn nên chạy thử một lần để kiểm tra trước. Nên là Diệp vô phong lái chiếc Diệp vô phong một cách chậm rãi chạy vào trung tâm thành phố xe của Diệp Vô Phong bắt đầu vào tới trung tâm thành phố. Lúc gặp đèn đỏ ở ngã tư đường, anh bắt đầu giảm tốc. Rồi Diệp Vô Phong đột nhiên chú ý tới cảnh sát giao thông đang đứng ở ngã tư, anh nhớ tới trưa nay anh vừa uống rượu với Bạch Văn Đông, đã vậy hiện tại còn đang lái một chiếc xe thể thao. Nói không chừng bây giờ anh đang là đối tượng cảnh sát giao thông đặc biệt chú ý tới, thôi thì cũng nên tự giác né tránh rắc rối đi. Diệp vô phong lập tức quay đầu xe, định chạy theo đường cũ mà về nhưng anh không hề ngờ được anh vừa quay đầu xe lập tức khiến cho bạch tinh đồng cũng đang có việc trên con đường này chú ý tới trưa hôm nay bạch tinh đồng phải đi một chuyến đến núi nhạn tây để xem xét hiện trường vụ án hôm nay cô ta đang lái một chiếc xe máy chuyên dụng của cảnh sát khi cô ta nhìn thấy một chiếc bugatti veyron bất chợt quay đầu xe cô ta cảm thấy có điểm đáng ngờ nên đã đạp chân ga lái xe máy chặn ngay trước mũi xe hơi của diệp vô phong dừng xe xin mời anh để tôi kiểm tra Diệp vô phong ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt anh là một cô cảnh sát nữ đang đội mũ bảo hiểm chuyên dụng có tư thế đứng rất là oai phong. Cô cảnh sát này mặc bộ đồng phục mùa hè trông rất là mát mẻ. Khi Diệp vô phong nhìn kỹ người này thì không khỏi giật cả mình, trời ạ, à, đây không phải là cô phó đội trưởng của đội cảnh sát hình sự à? Bạch tinh đồng ngoại trừ có vẻ bề ngoài nóng bỏng ra thì tính tình bên trong của cô ta cũng rất nóng nảy. Mặt khác, bộ ngực của bạch tinh đồng không chỉ là đầy đặn kiểu bình thường thôi đâu. Hai quả tạ này nhìn sao cũng thấy như là hai ngọn núi lớn giữa đồng bằng. Nhìn đi, chỉ ít cũng phải cỡ 36 hơ. Hôm nay trời khá nóng, bạch tinh đồng cũng không có cải lại hai cúp áo sơ mi trước ngực, cổ áo chữ V để lộ một vùng da thịt trắng nõn. Diệp vô phong nhìn đến đây mà thấy mắt anh sắc mù. Không ổn rồi, hôm nay tôi có uống rượu, nếu như bị cô ta bắt được thì phiền phức to. Mà hình như hôm qua cô ta còn muốn tôi đi tới đội cảnh sát hình sự để lấy lời khai kết quả là tôi chỉ tập trung cứu chữa cho bạch nhạn phi mà quên mất cái việc này đi bạch tinh đồng tháo mũ bảo hiểm ra rồi treo lên xe gắn máy cô ta đi tới trước cửa sổ xe hơi động tác nghiêm trang gõ lên cửa kính chỗ diệp vô phong ngồi đồng chí đang điều khiển phương tiện này mời anh lấy bằng lái ra diệp vô phong vội vàng hạ cửa kính xuống mà cười nói đội trưởng bạch chào cô là tôi nè diệp vô phong không mở miệng thì không sao Vừa cất lời mà mùi rượu bay ra nồng nặc khiến cho Bạch Tinh Đồng lập tức chú ý tới, "Là anh à? Tại sao anh có thể lái được chiếc xe này?" Rất hiển nhiên, tin tức căn biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây được bán đấu giá đã tới tai Bạch Tinh Đồng, mà chiếc xe Bugatti Veyron phiên bản giới hạn có khả năng là chiếc duy nhất của cả cái tỉnh này cũng đang ở đó. "Diệp Vô Phong, lá gan của anh cũng không nhỏ đâu nhỉ? Chuyện anh cho tôi leo cây ngày hôm qua đã không nói rồi, hôm nay anh còn dám uống rượu lái xe?" anh lập tức tấp xe vô lề để tôi kiểm tra đi. Diệp vô phong cũng coi như hết cách, anh đành phải chuyển làn tấp xe vô lề, đội trưởng Bạch, chuyện ngày hôm qua, đúng ra là tôi phải đến gặp đội cảnh sát hình sự để kê khai rõ ràng tình tiết vụ án. Nhưng mà cô cả nhà họ Bạch bị trúng độc rất nặng, tôi chỉ lo chuyện cứu cô ấy mà làm chậm chế công việc điều tra của bên cô. Cho tôi xin lỗi cô. Bạch tinh đồng cười lạnh nói, vậy hôm nay anh dám uống rượu lái xe thì sao, giải thích đi diệp vô phong đảo con người mấy lần anh gian xảo nói tôi uống rượu à làm gì có chuyện đó nếu cô không tin thì thử kiểm tra đi bạch tinh đồng lạnh lùng nói không cần kiểm tra tôi vừa nhìn là đã biết anh có uống rượu mau đưa bằng lái đây diệp vô phong tiếp tục cãi ngang có lý do gì để tôi phải đưa bằng lái cho cô không bạch tinh đồng lấy hơi hết thật to anh lái xe mà còn uống rượu Diệp vô phong tiếp tục giả nai truy vấn, cô nói tôi uống rượu thì tôi phải nhận tội à? Bạch tinh đồng quay người lại chỗ xe máy lấy dụng cụ đo nồng độ cồn đến, anh đừng có mà cái cùn với tôi. Đưa cái mồm thối đó lại thổi thử xem. Diệp vô phong cười gian mẽnh, đội trưởng Bạch, cô là cảnh sát hình sự, không phải cảnh sát giao thông nha. Bạch tinh đồng nói nhỏ, bớt nói nhảm, thổi thử đi. Diệp vô phong tái mặt rồi, nếu thật sự kiểm tra thì anh không thoát tội nổi, anh mở cửa xe bước xuống lề đường đội trưởng bạch tôi qua nhà vệ sinh một lát lúc quay lại sẽ cho cô kiểm tra nha anh còn dám trốn bạch tinh đồng tức giận lấy còng tay ra nhào đến còng anh lại diệp vô phong nào chịu đứng yên cho cô ta còng tay anh đưa hai tay lên đây một cái vừa vặn đẩy ngay bộ ngực đầy đặn đẫy đà của cô diệp vô phong bay màu rồi anh ba chân bốn cẳng chạy mất dạng bỏ luôn cái xe ở lại Bạch Tinh Đồng bị Diệp Vô Phong kiểm tra ngực thì nổi trận lôi đình, "Thằng chó, mày dám sờ ngực bà? Hôm nay bà mày nhất định phải bắt mày về chơi chết mới thôi." Bạch Tinh Đồng cũng nhanh chóng đuổi theo Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong hoảng loạn nên cứ chạy bừa, anh chạy vào một cái hẻm nhỏ. Bạch Tinh Đồng đuổi theo không dứt, tốc độ của cô ta còn rất nhanh, xem ra cô ta đã được huấn luyện đặc biệt, thể lực dẻo dai vô cùng. Hai người một trước một sau xuyên qua những con hẻm nhỏ trong chốc lát bọn họ đã chạy được cả 6-7 cây số liền. Anh đứng lại đó cho tôi. Bạch tinh đồng gào thét ở phía sau Diệp Vô Phong, thằng chó nhà anh mau đứng lại, không là tôi nổ súng đấy. Diệp Vô Phong quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch tinh đồng rút súng ra thật rồi, cô thật sự muốn bắn chết tôi à? Diệp Vô Phong vội vàng quay người chuyển hướng đến một nhà máy bỏ hoang. Anh chạy tới cổng sau của nhà máy, bức tường cao hơn 2 mét cũng không hề ngăn được bước chân anh. Diệp vô phong nhảy lên đầu tường, dưới chân tường là một con lạch bẩn thỉu. Con lạch này rộng chừng 5 mét, nhìn thì có vẻ nước rất sâu, mùi hôi thối bốc lên cũng khó ngửi vô cùng. Diệp vô phong nhảy vọt lên phía trước, một bước phóng ngang con lạch. Anh mau dừng lại, bạch tinh đồng rất nhanh đã chạy tới cổng sau. Khi cô trèo lên đầu tường thì thấy ở dưới là một con lạch dơ giấy rộng chừng 5 mét. Cô ta cảm thấy cô ta có thể nhảy qua. Thế là Bạch Tinh Đồng lấy đủ đà nhảy hết sức mình lên phía trước. Diệp Vô Phong sợ cô ta tiếp tục đuổi theo, vì muốn dứt hẳn cái đuôi này nên anh bẻ một nhánh cây rồi vung tay đến chỗ Bạch Tinh Đồng. Nhánh cây đánh trúng đầu gối Bạch Tinh Đồng, cô ta bị đau nên kêu lên một tiếng, cơ thể thì mất đà rơi tùm xuống con lạch. Nếu như trong con lạch chỉ có mỗi nước thôi thì không làm khó được Bạch Tinh Đồng. Nhưng mà dưới đáy con lạch toàn là bùn đất mà khu vực này đã lâu ngày không ai nào vét nên lớp bùn tích tụ dưới đáy đã dày cả một mét hơn rồi. Hai chân của Bạch Tinh Đồng lập tức bị lún vào lớp bùn đất này, không thể rút ra được. Cô ta càng dẫy thì lún càng sâu, cô ta hoảng sợ kêu to, a. À. Diệp vô phong lúc đầu đã định bỏ đi, khi thấy Bạch Tinh Đồng rơi xuống nước mãi không lội lên được thì đứng lại cười vào mặt cô. Diệp vô phong, thằng chó nhà anh, anh mau cứu tôi coi. Bạch Tinh Đồng biết nếu không ai cứu giúp thì cô ta nhất định sẽ chết. Diệp vô phong cười xấu xa mà ngồi xổm xuống, đội trưởng Bạch, nước ở đây thúi quá nhỉ. Nếu cô đồng ý sẽ không bắt tôi nữa thì tôi mới cứu cô. Bạch Tinh Đồng đã hận Diệp vô phong muốn chết rồi, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì cô ta giữ được mạng là may rồi, muốn thế cô ta cần phải cầu cứu Diệp vô phong. Cô ta thấy không thì trước đó nói vài lời ngon ngọt dụ dỗ anh cứu cô, lúc sau lại bắt anh cũng không muộn. Thế là Bạch Tinh đồng bỏ đi sự kiêu ngạo, Diệp Vô Phong, uống rượu lái xe cũng không phải tội lớn. Tôi tìm anh chủ yếu là để điều tra vụ án ở núi Nhạn Tây, anh còn chạy làm cái gì chứ? Nếu anh cứu tôi tôi nhất định không truy cứu chuyện anh uống rượu lái xe nữa. Nên nhanh nhanh cứu tôi lên đi, sắp có án mạng thật rồi đó. Diệp Vô Phong nhìn chằm chằm cô ta, nhưng lại anh bình tĩnh từ tốn nói chuyện, "Thật xin lỗi cô, trên thế giới này, điều không đáng tin nhất chính là lời của phụ nữ." xin thứ lỗi cho một thằng chó đẻ như tôi đã xem qua quá nhiều phim gián điệp. Đội trưởng Bạch cô nếu không dám thử độc thì tôi sẽ không cứu cô đâu. Nếu không, tôi cứu cô rồi cô lại bắt lấy tôi sao, vậy chẳng phải tôi lại tự mình đi tìm đau khổ à? chương 78, chiều đùa hoa khôi cục cảnh sát. Bạch tinh đồng thức đế ẩn mức run rẩy trong lòng cô ta âm thầm hạ quyết tâm, chờ lúc tôi đây đi lên rồi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Tình trạng trước mắt đã vô cùng nguy cấp, nếu không dựa theo những lời diệp vô phong nói đống nước bẩn này kiểu gì cũng đổ qua cổ mình bạch tinh đồng đành phải hạ mình cầu xin tôi thể anh cứu tôi lên nếu tôi còn tra việc anh uống rượu lái xe tôi sẽ chết không yên thân diệp vô phong rất hài lòng được thôi chờ tôi cứu cô diệp vô phong bẻ một nhánh cây lớn bên cạnh đưa một đầu cho bạch tinh đồng bạch tinh đồng bắt lấy nhánh cây diệp vô phong vừa dùng sức kéo cô ta ra từ trong đống nước bùn sau khi lên bờ bạch tinh đồng thở ra một hơi không để ý đến cả người đều là mùi bùn hôi thối cạch lập tức rút súng lục ra bạch tinh đồng cất tiếng không được nhúc nhích dám bước lên một bước tôi bắn chết anh diệp vô phong cười ha ha đội trưởng bạch cô hiểu lầm rồi tôi thấy quần áo trên người cô bẩn quá muốn giúp cô rửa đi một chút bạch tinh đồng cúi đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ chật vật của mình không khỏi cảm thấy buồn nôn cô ta kìm nén lửa giận nói diệp vô phong anh được lắm Cô ta rút còng tay từ bên hông ra, ném cho Diệp vô phong tự còng tay mình lại. Diệp vô phong vội vàng kêu lên, vừa rồi chúng ta đã nói, cô không thể bắt tôi. Cô đã thể rồi còn gì? Bạch Tinh đồng lệnh giọng nói, không sai, đúng là tôi đã thể tuyệt đối không truy cứu việc anh uống rượu lái xe. Nhưng mà những việc liên quan đến bản án của Phùng Nhị Biêu về khách sạn Hoàng Triều lúc trước, anh nói cho tôi nghe một chút. Diệp vô phong nói, liên quan gì đến tôi? không phải trước đây cô đã tuyên bố là cái chết của Phùng Nhị Biêu không liên quan gì đến tôi rồi sao? Tình huống bây giờ không giống như thế nữa. Anh nói nhảm ít thôi, trước tiên cứ còng tay mình lại đã, nếu không tôi lập tức nổ súng. Diệp vô phong không còn cách nào khác, lần đầu tiên tự đeo còng tay cho mình. Bạch tinh đồng nhìn cả người mình đều bẩn thỉu, lại dâng lên một đợt buồn nôn, cởi áo khoác của anh ra. Diệp vô phong ngoan ngoãn cởi áo khoác của mình ra đưa cho bạch tinh đồng. Bạch Tinh Đồng ra lệnh, anh mau xoay người ra chỗ khác. Không được quay đầu lại nhìn. Tuân lệnh, Diệp Vô Phong đoán cô ta muốn thay quần áo, ngoan ngoãn xoay người nhìn sang chỗ khác. Bạch Tinh Đồng cởi quần áo bẩn bên ngoài ra, mặc áo khoác của Diệp Vô Phong lên, nhìn thấy biển hiệu một nhà nghỉ cách đây không xa, Bạch Tinh Đồng dự tính đi thuê một phòng để tắm rửa. Với tình trạng này, mình không còn mặt mũi nào để quay về cục cảnh sát, nếu như để các đồng nghiệp nhìn thấy không phải sẽ cười thối mặt mình sao? bạch tinh đồng áp giải diệp vô phong đi vào nhà nghỉ kia thuê một phòng diệp vô phong anh thành thật ở lại chỗ này cho tôi chuyện giữa hai chúng ta sẽ nói sau tôi đi tắm trước bạch tinh đồng nghĩ một lúc liền phòng diệp vô phong vào khung lan can giường nằm trong phòng bạch tinh đồng tắm rửa xong đem quần áo của mình phơi ra bên ngoài cửa sổ sau đó quấn một cái khăn tắm quanh người bước ra từ phòng vệ sinh diệp vô phong ngoan ngoãn ngồi im trên giường đội trưởng bạch có việc gì thì cô nói nhanh lên, tôi đang gấp lắm. Bạch Tinh Đồng liên tục cười lạnh, Diệp vô phong, anh đừng đi vội. Gần đây trong tay tôi có hai vụ án mạng lớn, vụ án vẫn luôn chưa giải quyết cũng chưa chấm dứt, khiến cho tôi rất phiền não. Tôi nói cho anh nghe, thứ nhất, cảnh sát chúng tôi điều tra vụ án buôn lậu thuốc phiện hơn một năm nay, căn cứ tình báo của tỉnh, đó là một liều thuốc độc lớn, đội buôn lậu thuốc phiện hoạt động ngay trong tỉnh chúng ta, 3 năm liên tục bọn chúng đã thành đơn vị cung cấp độc quyền cho thành phố Hải Hoa và các nơi xung quanh tỉnh. Tên cầm đầu buôn lậu thuốc phiện là một tên trùm buôn có tiếng có biệt hiệu là ưng chọc. Tên ưng chọc này âm hiểm xảo trá, năng lực chống lại điều tra rất mạnh, trên tay ông ta còn dính mấy mạng người, trước mắt thì ông ta đã bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã cấp A của bên công an. Căn cứ vào thông tin của người tình báo, mấy ngày gần đây ưng chọc đã đến thành phố Tam Giang, đang chuẩn bị suốt một lô hàng năm ngoái tôi đã từng đối đầu đôi với ưng chọc một lần đáng tiếc là vì chuẩn bị không tốt cộng thêm khinh địch chẳng những để ưng chọc chạy thoát lại còn khiến cho một người cảnh sát hình sự mất mạng chuyện này khiến đội trưởng tôi đây vô cùng áy náy tôi đã thề không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được ưng chọc về quy án diệp vô phong hỏi đội trưởng bạch chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi là tên chùm buôn thuốc phiện ưng chọc kia bạch tinh đồng nói tiếp còn vụ án thứ hai Ven Hồ Nhạn Tây liên tục xuất hiện mấy vụ án các cô gái trẻ bị phục kích, nạn nhân bị xâm hại. Có một vụ án xảy ra vào ban ngày, tên tội phạm kia quả thật khiến cho người 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 phẫn nộ. Diệp Vô Phong nhìn Bạch Tinh Đồng, thầm nói, không phải cô lại nghi ngờ tôi là cái tên yêu dâu xanh biến thái kia chứ? Bạch Tinh Đồng cười nhạt nói, có khả năng này đấy. Diệp Vô Phong tức giận, cô là cảnh sát, dù nói chuyện hay làm việc gì cũng phải có chứng cứ, cô dựa vào đâu mà nói tôi là tên háo sắc kia? bạch tinh đồng thong thả nói chỉ cần dựa vào hành tung khả nghi kia của anh chỉ cần dựa vào việc anh giấu tài rất kỹ lần trước lúc phùng nhị bưu chết tôi vẫn cho rằng ông ta chết vì nguyên nhân khác thật ra lúc ấy tôi cũng đã nghĩ đến việc anh dựa vào võ công thượng thừa trong người giết chết ông ta nhưng tôi tin chắc một nhân vật nho nhỏ ở thành phố tam giang này không thể nào là cao thủ cấp tông sư trở lên nhưng xem ra tôi đã sai rồi diệp vô phong rốt cuộc anh có lai lịch gì diệp vô phong cười một tiếng tổ tiên ba đời nhà tôi đều là bần nông quê quán ở huyện đông hoa cách thành phố tam giang bảy cây số sau khi tốt nghiệp trung học thì ra nước ngoài lăn lộn mấy năm kiếm được ít tiền về nhà lấy vợ để dành dưỡng lão thì có gì sai chứ đúng là tôi có chút võ công nhưng người ở cảnh giới tông sư kia tuyệt đối không phải tôi bạch tinh đồng khẽ nói giả vờ anh cứ tiếp tục giả vờ đi diệp vô phong một ngày nào đó tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh Hôm nay, trước tiên nạ phải theo tôi về cục cảnh sát, để tôi kiểm tra DNA của anh, xem thử anh có phải là tên háo sắc biến thái kia không. Diệp vô phong nói, đội trưởng Bạch, đây là cô đang sỉ nhục nhân cách của tôi. Nếu tôi không phối hợp với cô, cô sẽ làm gì tôi? Bạch tinh đồng hừ lạnh một tiếng, Diệp vô phong, cảnh sát phá án, anh nhất định phải phối hợp vô điều kiện. Nếu như anh không phối hợp, tôi không còn cách nào khác, đành phải sử dụng biện pháp cưỡng chế diệp vô phòng cười ha ha vậy thì cô cưỡng chế thử xem cho tôi thấy chút thủ đoạn của cô có thể khiến tôi khuất phục hay không đây lửa giận đốt cháy bạch tinh đồng cô ta muốn dạy dỗ diệp vô phong một chút những nhớ ra trên người mình chính chỉ quấn một chiếc khăn tắm nếu như đánh nhau với anh ta chỉ sợ rằng cảnh xuân sẽ bị lộ mất ngay lúc này cửa lớn mở ra một người đàn ông trung niên xông vào từ bên ngoài vóc dáng người này bình thường dáng người hơi gầy đội một chiếc mũ trên đầu nhưng có thể nhìn ra ông ta có cái đầu chọc từ chỗ má trái kéo đến mũi có một vết sẹo nhàn nhạt, nhạt bạch tinh đồng nhìn một cái liền nhận ra ưng chọc trọng phạm truy nã cấp a của bộ công an không ngờ lại đụng mặt ngay chỗ này hơn nữa lại còn là tự mình dâng đến cửa ưng chọc đẩy cửa bước vào nhìn thấy trong phòng có hai người ông ta cũng rất ngạc nhiên thì ra đêm qua ưng chọc ở lại nhà nghỉ nhỏ này trưa nay trước khi bạch tinh đồng đến ông ta đã trả phòng chưa rời khỏi nhà nghỉ bao xa ưng chọc đột nhiên nhớ ra mình bỏ quên một chuyện vô cùng quan trọng ông ta bỏ quên súng dưới giường trong phòng trọ lo cảnh sát sẽ đến kiểm tra phòng nên đêm qua lúc đi ngủ ưng chọc đã giấu súng dưới giường trưa nay có khách hẹn ông ta bàn chuyện làm ăn lúc ông ta rời đi có chút vội vàng nên quên mất chuyện súng ống này cơm nước xong xuôi rồi ông ta mới nhớ đến khẩu súng của mình còn đang ở nhà nghỉ nhỏ kia lập tức lặng lẽ quay về lấy đi. chương 79, cảnh sát và tên cướp chạm chán. Ưng chọc lăn lộn giang hồ nhiều năm, giết mấy chục mạng người, ông ta không muốn làm phiền người phục vụ, tự đến phòng dùng một sợi dây đồng liền có thể mở khóa, cất súng đi là xong chuyện. Nhưng ưng chọc không ngờ đến là, khi ông ta đẩy cửa bước vào phát hiện trong phòng đã có người. Ưng chọc do so dự một lát liền nghĩ mình có nên đánh ngất hai người kia rồi lấy súng đi. Bạch tinh đồng mừng thầm, tình cờ như vậy, thật tìm không ra một nơi để phá bỏ đôi giày sắt, không tốn chút công sức nào. Lẽ nào ông trời cố ý sắp xếp sao để mình có thể lập công lớn? Dù trong lòng đang dạo rực, nhưng trên mặt bạch tình đồng vẫn hiện rõ sự bình tĩnh. Cô không hành động ngay lập tức bởi cô biết rằng ưng chọc không phải nhân vật bình thường, công phu không phải dạng vừa, chỉ ít cũng là bậc thầy cấp cao, nếu như liều lĩnh hành sự sẽ khiến ông ta chạy mất, cô không còn mặt mũi nào để quay về gặp đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự mất ông tìm ai, Bạch Tinh Đồng vừa nói vừa tiến sát lại ưng chọc. Trong lòng ưng chọc đã có tính toán, định đánh ngất Bạch Tinh Đồng sau đó sẽ đánh ngất Diệp Vô Phong, cướp súng bỏ đi. Khi, hôm qua tôi ở phòng này, để quên một ít đồ, làm phiền rồi, tôi lấy xong đồ sẽ đi ngay. Ưng ừ chọc cũng tiến lại chỗ Bạch Tinh Đồng. Kết quả, cả hai bên đều cùng lúc động thủ, Bạch Tinh Đồng như con hổ đói lao về phía ưng chọc. Tình hình thay đổi, ưng chọc vốn dĩ không nghĩ nhiều nhưng phản ứng của ông ta cũng rất nhanh bạch tinh đồng lao tới ông ta nghiêng mình cả người xoay chuyển nhưng một chân đã bị bạch tinh đồng tóm được ưng chọc hành tẩu giang hồ nhiều năm đầu óc tỉnh táo cảnh giác mọi lúc mọi nơi ưng chọc đã đoán ra mình đã bị kéo ra ngoài cô gái này là cảnh sát ông ta nổi giận đùng đùng đưa chân còn lại lên để đạp bay bạch tinh đồng bạch tinh đồng nghiêng người xoay ngược tay đấm một phát vào xương bắp chân của ưng chọc ưng chọc kêu lên một tiếng đau đớn, mở rộng hai tay ôm lấy bạch tinh đồng, định dùng hết sức đánh thắng. Bạch tinh đồng thu người lại, tung một cước lên cằm của ưng chọc. Ưng chọc nhân cơ hội lăn lộn trên giường để rút khẩu súng lục ra. Bạch tinh đồng giật mình, không ngờ đến ưng chọc lại giấu súng dưới gầm giường. Bạch tinh đồng xứng người lại, ưng chọc đưa súng bóp cò về phía cô. Khoảng cách gần như vậy, quá khó để tránh được đạn bạch tinh đồng nhắm nghiền đôi mắt chờ viên đạn xuyên qua cơ thể cô vào thời khắc nguy hiểm đấy diệp vô phong đột nhiên bay tới chắn trước bạch tinh đồng tiếng súng vang lên viên đạn lao trúng vào diệp vô phong lúc này diệp vô phong khẽ rên một tiếng lấy một tay che ngực ưng chọc nổ súng xong một chân đạp tung cửa sổ nhảy ra ngoài chạy trốn ông ta phân tích thấy rằng võ công của diệp vô phong và bạch tinh đồng rất lợi hại không thua kém thuộc hạ của mình may mà trong tay có súng căn phòng nhỏ như vậy thực sự rất khó để sử dụng hết sức mạnh của khẩu súng, nếu tiếp tục đối phó, đánh không lại bọn họ sẽ bị bắt sống, vậy nên 36 kế chạy là thượng sách. Diệp vô phong, anh, bạch tinh đồng dù thế nào cũng không nghĩ đến, kẻ mà cô luôn cho là đốn mặt, lưu manh, vô lại, vào thời khắc quan trọng lại dùng thân che chắn cho cô khỏi viên đạn kia. Anh, tại sao lại đỡ đạn cho tôi? Diệp vô phong lấy tay che ngực phải, máu chảy ra ngoài, Bạch Tinh Đồng lo lắng nói, anh làm sao đấy, muốn chết sao? Diệp vô phong xua tay, tôi có thể chết được sao, cô đừng lo cho tôi, mau đuổi theo tên vô lại kia đi. Bạch Tinh Đồng cười ngượng nghịu, chạy ra cửa sổ nhìn một lúc, ưng chọc sớm đã biến mất khỏi tầm mắt rồi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi 115. Diệp vô phong, tôi giúp anh băng bó vết thương, anh phải kiên trì, xe cứu thương sắp đến rồi. Diệp vô phong khẽ gật đầu, nhắm đôi mắt lại hơi thở có vẻ yếu bạch tinh đồng có chút lo sợ trước đây cô ta có ấn tượng không mấy tốt đẹp về diệp vô phong thậm chí còn muốn đấm cho anh ta tàn phế nhưng bây giờ vào thời khắc quan trọng ấy anh ta lại dùng thân cứu mạng cô ta nếu như không có sự anh dũng của anh ta có lẽ người bị viên đạn xuyên chúng là cô ta diệp vô phong nghỉ một lát từ từ mở mắt mẹ nó may sao lực khẩu súng lục của tên vô lại kia không quá mạnh nếu đổi lại là chim ưng sa mạc, hôm nay ông đây đã đi đời rồi. Hừm, lâu rồi không bị trúng đạn. Bạch tinh đồng quay đầu nhìn về phía lan can giường, lúc nãy cô ta đã dìu diệp vô phong dựa vào lan can, chớp mắt lan can đã bị anh ta làm gãy. Nhìn diệp vô phong không có vẻ gì là bị trúng đạn sắp chết, lo lắng hỏi, diệp vô phong, anh thật sự không sao chứ? Để tôi xem vết thương của anh thế nào. Diệp vô phong lấy tay che vết thương lại, áo sơ mi anh ta mặc bị đạn làm rách, cơ ngực rắn chắc của người trưởng thành viên đạn dù không xuyên qua ngực nhưng vẫn thấy rõ bên ngoài da thịt có điều vết thương vẫn đang dỉ máu bạch tinh đồng vội vầng lấy một chiếc khăn tay sạch gấp vuông lại rồi đặt lên trên vết thương của diệp vô phong diệp vô tâm anh có thần công bảo vệ cơ thể sao bạch tinh đồng hỏi diệp vô tâm nhẹ giọng nói đội trưởng bạch tôi cứu cô một mạng hy vọng cô đừng xem tôi như con quỷ trong hồ vậy chứ tôi tuyệt đối không có đề tiện vậy đâu bạch tinh đồng khẽ gật đầu tim cô ta trong sáng như gương cơ bắp của diệp vô phong có thể chặn được viên đanh ở cự ly gần như vậy võ công của anh ta thực sự đã vượt qua sức tưởng tượng ông ngoại từng nói công phu luyện tập để bước vào cảnh giới cao trở thành siêu cao thủ thì súng đạn căn bản không thể xuyên qua cơ thể được không ngờ rằng diệp vô phong hóa ra lại là siêu cao thủ trên đời hiếm thấy có siêu cao thủ như vậy anh đương nhiên sẽ không tham gia vào các hoạt động vớ vẩn với bản lĩnh của anh muốn có phụ nữ thế nào thì sẽ có phụ nữ như thế không biết lâm thư âm đã gả cho một siêu cao thủ như vậy lúc này xe cứu thương đã đến dưới nhà tiếng còi đang vang bạch tinh đồng nhanh chóng mặc đồng phục cảnh sát còn chưa khô hai bác sĩ và một y tá khiêng cáng lên lầu hai vị bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của diệp vô phong đang đứng trong phòng miệng há hốc không khỏi ngạc nhiên cảnh sát bạch người bị thương đâu bạch tinh đồng nhìn diệp vô phong hỏi anh có cần bác sĩ băng bó lại không? Diệp vô phong nói, không cần, vết thương nhỏ này tôi có thể tự xử lý, hãy để bác sĩ đi đi. Tiến bác sĩ xong, Bạch Tinh Đồng quay người lại nói, Diệp vô phong, cảm ơn anh cứu tôi một mạng, đại ân này cảm ơn cũng không hết. Con người tôi không phải kiểu so đo tính toán, những oán hận trước đây tôi không tính toán nữa. Diệp vô phong cười cười nói, đội trưởng Bạch, xem ra cô cũng rất thẳng thắn, viên đạn này đỡ thay cô cũng đáng lắm. Diệp Vô Phong, tôi bảo đảm sau này sẽ không đụng đến hồ sơ vụ án của anh nữa, nhưng tôi có một điều kiện." Bạch Tinh Đồng nói. Diệp Vô Phong hỏi, "Điều kiện gì?" Bạch Tinh Đồng nói, "Tôi vừa nói với anh rồi, hai vụ án lớn dưới tay tôi không thể kết án được, mong anh một siêu cao thủ có thể giúp tôi." Thế nào? Chương 80, thuận nước đẩy thuyền. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng nói thêm, "Nếu như anh không đồng ý. Vậy thì tôi muốn gửi quyết việc công chuyện say rượu lái xe, tôi có thể mặc kệ, cái chết của Phùng Nhị Biêu, có lẽ tôi không có chứng cứ. Nhưng mà có người nhìn thấy Mạc Đông Lôi ở khách sạn Hoàng Triều đánh nhau với trăm người, trong đó làm 31 người bị thương nặng. Hai ngày nay tôi vẫn luôn điều tra tư liệu của anh ta, tôi phát hiện chiếc Bugatti Veyron mà anh đi kia thuộc về anh ta. Hơn nữa, một tuần vừa rồi, ở lầu tháp tự có xảy ra một vụ tai nạn xe cộ đáng ngờ chiếc Passat của Lâm Thư Âm và chiếc xe Bugatti Veyron này xảy ra sự cố va chạm. Diệp Vô Phong không ngờ người tên Bạch Tinh Đồng này lúc phá án lại cẩn thận như thế này. Ngay cả vụ án mạng của đường chảm cũng lật lại, nếu như cô ta lại tra được, thân phận của đường chảm không phải không thể lộ ra ánh sáng. Một khi để lộ danh tính của đường chảm là tư lệnh của Long Môn, nhất định sẽ khiến cho người có địa vị cao trong nước chú ý, phiền phức tìm đến mình sẽ ập đến từng cơn từng cơn như Thủy Triều. Xem ra, không bằng cứ tạm thời đồng ý, giúp cô ta bắt hai tên tội phạm nhỏ. Dù sao thì sau này mình vẫn muốn định cư tại thành phố Tam Giang này. Cô ta không chỉ là bạn học của thư âm, lại còn là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Thêm bạn thì thêm đường, thêm kẻ thù thì thêm bức tường. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Phong cười ha ha, đội trưởng Bạch, cô thật sự là người có lòng. Vậy thì chúng ta không cần nói nhiều nữa, tôi đồng ý với điều kiện của cô, nhưng mà bây giờ tôi bị đạn bắn bị thương cần phải về nhà xử lý vết thương một chút. Bạch Tinh Đồng gật đầu nói, có thể đi rồi. Diệp Vô Phong nói một câu, tạm biệt, sau đó anh xoay người rời đi. Bạch Tinh Đồng đứng phía sau nói, nhớ kỹ, anh phải nghe theo lệnh triệu tập của tôi bất cứ lúc nào. Diệp Vô Phong tạm biệt Bạch Tinh Đồng, đầu tiên lái chiếc Bugatti Veyron về căn biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tê, sau đó bắt một chiếc xe taxi quay về khách sạn Hoàng Triều. Đi vào phòng làm việc của mình, anh lấy từ trong ngăn kéo ra hộp thuốc trị vết thương cho đạn bắn tốt nhất, sau đó thoa lên vết thương. Loại thuốc này không bán trong bệnh viện, trị vết thương bên ngoài vô cùng hiệu quả. Cơ thể Diệp vô phong cường tráng, mấy vết thương nhỏ tầm đấy với anh không tính là gì. Anh vừa mới bôi thuốc xong thì Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vô phong, em đang muốn nói với anh chuyện này, vừa rồi nghe tử mạch nói cô ấy nhìn thấy anh quay về. Ôi, anh bị thương sao? lâm thư âm nhìn thấy băng gạc dính máu bên người diệp vô phong cô lo lắng hỏi có nghiêm trọng không diệp vô phong gậy đầu nói vết thương nhỏ thôi em đừng lo lắng bạch nhạn phi kinh ngạc nói chẳng lẽ đảo diêm vương kia lại phái mấy tên sát thủ mạnh hơn đến sao ai có thể làm anh bị thương chứ diệp vô phong nói không liên quan đến đảo diêm vương là tôi gặp được bạn học của thư âm bạch tinh đồng đúng lúc bạch tinh đồng muốn bắt tội phạm bỏ trốn trên người tên kia mang theo súng nên tôi không cẩn thận chúng một phát. Lâm Thư âm nghe thấy Diệp vô phong bị trúng đạn thì cô lại càng thêm kinh hoàng. vô phong, anh thật sự không sao chứ. Bạch nhạn phi cười một tiếng, Thư âm, nhìn cậu bị dọa kia. Chồng cậu là thần thánh đấy, người bình thường không giết được anh ấy đâu. Diệp vô phong cười nói, Thư âm, anh thật sự không sao cả. Chỉ là bị chảy chút ra thôi, đáng tiếc là tên khốn kiếp kia lại trốn mất. Lâm Thư âm, sao anh lại gặp được Bạch Tinh Đồng? cô ấy tìm đến để gây phiền phức cho anh sao? Diệp vô phong nói, trưa nay anh có uống chút rượu, không ngờ lại gặp được cô ấy đi kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng mà, đội trưởng Bạch nể mặt em không truy cứu chuyện anh uống rượu lái xe. Nhưng, cô ấy có ra một điều kiện, muốn nạ giúp cô ấy bắt tên buôn lậu thuốc viện khốn kiếp kia. Lâm thư âm, có thể gặp nguy hiểm gì không? Diệp vô phong nói, em yên tâm đi, anh không sao đâu. Thư âm, hai người tìm anh có chuyện gì? Diệp Vô Phong hỏi, Lâm Thư Âm thở dài nói, mới vừa rồi, nhà đầu bếp phương của khách sạn chúng ta xảy ra chuyện. Diệp Vô Phong hỏi, tình huống thế nào? Lâm Thư Âm nói, vợ của đầu bếp phương tối hôm trước có đến khách sạn tìm anh ấy bàn bạc chút chuyện. Lúc về thì trời đã tối, kết quả cô ấy gặp phải tên dâm tặc ở hồ Nhạn Tê. Vợ anh ấy bị tên kia cưỡng bức, đầu bếp phương đã báo án, em cũng cho anh ấy nghỉ mấy ngày để anh ấy về nhà chăm sóc vợ mình. Thế nhưng sáng sớm hôm nay vợ của đầu bếp phương giấu anh ấy cắt tay tự tử may mắn đầu bếp phương phát hiện sớm kịp thời đưa vợ vào bệnh viện mới có thể bảo toàn tính mạng vợ anh ấy bạch nhạn phi nói tính tình cô gái này cứng cỏi tên dâm tặc kia thật là đáng hận nếu như tớ mà bắt được anh ta nhất định sẽ thiến anh ta lâm thư âm nói tiếp vết thương của bạch nhạn phi còn chưa tốt đã muốn vội vàng đi đến hồ nhạn tay kia bắt dâm tặc ý của em là chuyện này muốn bàn bạc với anh một chút Diệp Vô Phong mím môi, tên dâm tặc ở hồ nhạn tay sao? Tên này quá hoành hoang rồi, dám động đến gia đình của nhân viên khách sạn Hoàng Triệu chúng ta. Thư Âm, vừa hay Bạch Tinh Đồng cũng phụ trách vụ án này, vừa rồi anh cũng đã nói, anh bị cô ấy bắt vì tội uống rượu lái xe, cô ấy muốn anh giúp cô ấy phá án, vừa hay anh thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ cô ấy luôn. Lâm Thư Âm nhíu mày, mặc dù anh có năng lực, nhưng mà tên dâm tặc kia rất xảo hoạt. Nếu hắn ta cố tình trốn đi không chịu ngoi lên, vậy thì sao anh có thể bắt được hắn chứ diệp vô phong nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng cuối buổi chiều hôm nay anh đi tìm bạch tinh đồng thăm dò tin tức rõ ràng vụ án về tên dâm tặc này hai người đi đến bệnh viện thăm hỏi vợ của đầu bếp phương một chút không nhủ cô ấy thật tốt đồng thời nói cho cô ấy biết nhất định anh sẽ báo thủ rửa hận thay cho cô ấy lâm thư âm gật đầu nói được vậy chúng ta chia nhau ra làm việc chập tối diệp vô phong đi đến chỗ đội cảnh sát hình sự bạch tinh đồng vô cùng ngạc nhiên diệp vô phong không ngờ anh lại có tinh thần tự giác cao như này đấy nhỉ diệp vô phong nói người như tôi điều không muốn nhất là nợ ân tình người khác bằng không ban đêm sẽ không ngủ được bạch tinh đồng cười thần bí một tiếng không ngờ anh lại có thứ tình cảm sâu đậm như này đấy cũng tốt sau này tôi sẽ để anh mãi mãi thiếu nợ ân tình của tôi diệp vô phong nghiêm mặt nói đội trưởng bạch Tôi đến đây để thảo luận tình tiết vụ án với cô." Bạch Tinh Đồng nói, "Trong tay tôi có hai vụ án, anh muốn thảo luận cái nào?" Diệp Vô Phong nói, "Tên dâm tặc ở hồ nhạn tây." Bạch Tinh Đồng hỏi, "Vì sao không phải là vụ án buôn lậu thuốc phiện?" Diệp Vô Phong trả lời, "Trước đây tôi bị cô đổ oan là tên dâm tặc kia. Tôi muốn vì danh dự của mình, ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, vợ của một đầu bếp trong khách sạn chúng tôi bị tên dâm tặc kia cưỡng bức." tôi thân là đội trưởng đội bảo vệ, có trách nhiệm phải báo thù thay cho cô ấy. Bạch Tinh Đồng gật gật đầu, anh còn rất có tình người. Được thôi, anh đến xem cái này đi. Bạch Tinh Đồng lấy một tấm bản đồ ra từ trong ngăn kéo, trải lên trên bàn rồi nói anh nhìn xem. Trên bản đồ có ba nơi bị bút đỏ khoanh lại. Bạch Tinh Đồng nói, địa hình xung quanh Hồ Nhãn Tây hết sức phức tạp, điều tra một góc nhỏ thôi cũng rất khó khăn. Nhưng mà, sau khi tôi cẩn thận phân tích chi tiết, phát hiện ra địa điểm dây án của tên dâm tặc kia đều tập trung ở phía đông. Theo suy đoán của tôi, khả năng chỗ ở của tên này nằm ở phía đông hồ nhạn Tây. Diệp vô phong hít mắt, nhìn những vòng đò trên bản đồ, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Diệp vô phong, muốn bắt tên dâm tặc kia quả thật là không dễ dàng. Tên đó giàu hoạt như vậy, sao có thể tùy tiện xuất hiện chứ? Nhân lực trong đội cảnh sát chúng tôi cũng không ít, nhưng mà không tìm được chỗ ra tay. Diệp vô phong nói, vừa rồi tôi nghe cô thuật lại tình tiết vụ án, tính cả người bị hại là vợ của đầu bếp Phương thì cô ấy là người thứ tư bị hại. Đã có lần nào nhân viên tuần tra của đội cảnh sát hình sự các cô đối đầu với một tên dâm tặc mà công phu của tên này quá mạnh, giúp hắn ta trốn thoát chưa? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 80